Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 66. Chương 1178, muốn tìm một người canh cửa. Xe chạy trên đường, thoáng chốc đã được mấy cây em. Người lái xe không vội nhưng người ngồi sau xe rất nóng vội. Phúc Thanh, hãy chạy nhanh lên một chút. Lạc Sân ngồi sau xe liên tục thúc giục. Dạ, phu nhân. Người đàn ông trung niên lái xe một lần nữa tăng tốc độ. Con đường này giới hạn 100 cây em. Anh ta đã sớm vượt qua giới hạn này. Cảnh sát bên ngoài cửa sổ xe liên tục thụt lùi, Lạc Sân vẫn thấy lòng như lửa đốt. Lạc Sân liên tục gọi vào số di động của Hoàng Thiên Trọng, dù điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không người nghe máy. Phó Phong Tuyết không dùng điện thoại di động nên Lạc Sân không có cách nào liên lạc được với ông. Khi nhìn thấy một tên người quen thuộc trong danh bạ điện thoại, mấy lần Lạc Sân định bấm số gọi nhưng rồi lại từ bỏ. Tần Lạc. Lạc Sân cười gượng, liên lạc được thì sao? Nhờ anh ta tìm hiểu hộ tin tức hay là xin anh ta tới Long Tức khuyên can con mình. Khi nhớ tới ánh mắt vô cùng cương quyết của Hoàng Thiên Trọng, Lạc Sân có một dự cảm rất xấu. Bà hiểu rất rõ con mình, bởi vì trong nhà xảy ra biến cố quá lớn, con bà coi danh dự và thể diện còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Điều này giống như một người thiếu một vật gì đó, người đó luôn cố sức bổ khuyết nó. Đây chính là nguyên nhân khiến con bà có thể làm ra bất kỳ chuyện điên rồ nào. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Lạc Sân bà lén lút vận động điều con mình rời khỏi Long Tức, bà không thể để con mình ở lại nơi đó. Con bà sẽ tự hủy hoại mình, nó sao có thể là đối thủ của quân sư. Hoàng Thiên Trọng, con tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ. Lạc Sân thầm cầu khẩn. Càng lúc càng gần trại an dưỡng Long Tức, lòng Lạc Sân càng không vui, cảm giác bất an càng lúc càng mạnh. O không ô, ly, ừ, bình thường anh đối xử với em có tốt không? Không tốt. Tần Lạc cười xấu hổ nói, vậy quan hệ của hai chúng ta không tệ, phải không? Đúng vậy, từ, đúng vậy ở đây có nghĩa là tôi đối xử tốt với anh. Vậy em hãy nói cho anh biết rốt cuộc người kia là ai? Tần Lạc hỏi, hình như mọi người đều biết việc này nhưng không ai nói cho anh biết. Không phải làm việc rất không nghĩa khí sao? Chúng ta là ai nào? Là quân nhân là những người coi trọng tình nghĩa nhất. Sau khi rời khỏi phòng ăn, Tần Lạc vẫn lẳng nhắng đi theo sau Ly để hỏi về vấn đề này. Ly vào phòng ngủ, hắn vào theo. Nàng đi ra ngồi trên salon, hắn đi theo. Ly đi ra ngoài tập, hắn cũng đi theo. Ly đi tới chỗ nào, Tần Lạc đi tới chỗ đó, một mực truy hỏi Ly, dáng vẻ không đạt được mục đích thì không từ bỏ. Đương nhiên Tần Lạc muốn khai thông một lỗ hổng từ những người khác, ví dụ như hỏa dược, ví dụ như hỏa thượng, bọn họ dường như là hũ nút. Mỗi khi Tần Lạc nhắc tới vấn đề này đều trầm ngâm không nói, hoàn toàn không nể mặt hắn. Tất cả đều nói người ngoài không nên hỏi, quyết không dao động. Nếu như có thể, Tần Lạc chỉ muốn động chân tay tra hỏi một phen. Tần Lạc thật sự rất tò mò, hắn cũng rất muốn tìm hiểu rõ chân tướng sự việc này. Tự dưng quân sư nổi giận nhưng lại vì người đàn ông kia. Có rất nhiều thứ trong chuyện này Tần Lạc nghĩ mãi mà không hiểu. Tôi không thể nói. Ly nói. Tại sao không thể nói? Vì không thể nói. Tại sao không thể nói? Ly nhảy xuống từ trên xà đơn, bừng bừng tức giận nhìn chằm chằm vào Tần Lạc nói, không được hỏi nữa. Muốn biết thì đi hỏi chính quân sư. Quân sư không bao giờ nói chuyện đó với anh, Tần Lạc nói. Tôi cũng không thể nói với anh chuyện đó. Tần Lạc trầm ngâm một lát, hắn buồn rầu thở dài nói, thôi bỏ đi. Anh không hỏi nữa, dù gì anh cũng là một người ngoài, biết việc này để làm gì cơ chứ. Khi Ly nghe Tần Lạc nói câu đó, đột nhiên nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Có phải chúng ta không đúng khi giấu giếm anh ấy không? Như vậy chúng ta thật sự coi anh ấy là người ngoài sao? Ly nhìn Tần Lạc nói, anh thật sự muốn biết sao? Lúc nãy thì muốn, bây giờ thì không. Bỏ đi, em không muốn nói, tôi không muốn làm khó em, Tần Lạc nói. Một chiêu lấy lui làm tiến này chính là tuyệt kỹ của hắn. Tôi chỉ nói cho mình anh biết, anh không được cho người khác biết. Tôi có thể dùng danh dự của mình để đảm bảo, Tần Lạc nói, nhất định tôi sẽ không nói với người ngoài. Không bắt anh phải thề cái anh không có. Tình yêu và danh dự Tần Lạc vội vàng đổi thành hai. Cô gái này, vậy mà cũng nói được sao? O không ô, điên rồi. Hoàng Thiên Trọng bị ức hiếp tới phát điên. Cho dù có uống hết nước Đông Hải cũng không thể dập được lửa giận trong lòng. Cho dù có nuốt hết đất núi Tây Sơn cũng không trấn áp được nỗi bất bình trong lòng. Hoàng Thiên Trọng rất uất ức, thật sự rất uất ức.
nhân chứng vật chứng đều có, còn cả cuốn băng ghi hình làm chứng thế, nhưng lão thất phu Phó Phong Tuyết sau khi xem xong mấy lần lại nhận định mình là người có lỗi. Đây là hành vi gì vậy? Sao lại có hành động cực đoan tới mức độ này? Nếu như nói như vậy thì tất cả những gì mình cẩn thận sắp đặt đều vô nghĩa sao? Ông căn cứ vào cái gì mà nói tôi sai? Ông hãy xem kỹ nội dung trong băng ghi hình. Ông cũng có thể gặp nhân viên nhà bếp để đối chất. Nếu như ông vẫn không tin, thậm chí ông có thể hỏi bạn bè của cô ta. Tôi đã làm gì sai hả? Bởi vì một câu nói đùa nhỏ nhoi mà bị đánh sao? Bởi vì tới xin lỗi nên phải chịu ức hiếp sao? Tôi không phục. Hoàng Thiên Trọng thể hiện sự phẫn nộ rất chân thật của mình. Chỉ có như vậy y mới có thể chứng minh bản thân mình rất oan ức. Nếu như lúc nãy Phó Phong Tuyết nói là lỗi của anh, lập tức thể hiện một thái độ ngượng ngùng, xấu hổ. Làm vậy chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này, đích thân nhận tội, Hoàng Thiên Trọng còn chưa ngu tới mức đó. Từ rất lâu rồi tôi đã học được cách không nên tin vào con mắt mình, bởi vì đôi mắt cũng biết lừa gạt người khác. Phó Phong Tuyết bình tĩnh nhìn Hoàng Thiên Trọng, như thể ông đang nghiên cứu một đồ vật rất có giá trị. Bây giờ thái độ của anh khác với trước kia. Hãy nghe tôi nói hết câu này, mỗi một giây thái độ của anh lại thay đổi. Mỗi thời khắc đều biến đổi. Tôi thay đổi, cô ta không thay đổi sao? Cô ta không chỉ biết thay đổi mà còn biết sắp đặt. Hoàng Thiên Trọng nhìn quân sư với ánh mắt độc ác. Tôi không phục phán quyết này. Tôi muốn tố cáo lên quân bộ. Có tất cả nhân chứng vật chứng, tôi tin tưởng nhất định quân bộ sẽ có câu trả lời công bằng cho tôi. Phó Phong Tuyết xua tay nói với quân sư, ý bảo cô lui ra ngoài trước. Quân sư đứng nghiêm chào rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Bây giờ trong nhà chỉ còn Phó Phong Tuyết và Hoàng Thiên Trọng. Cánh cửa biệt thự cũng bị quân sư khi ra ngoài, lặng lẽ đóng lại. Không biết đã xảy ra chuyện gì, khi quân sư còn ở đây, Hoàng Thiên Trọng cực kỳ dũng cảm, ý chí chiến đấu sôi sục. Khi quân sư vừa đi khỏi, một mình y phải đối mặt với người đàn ông này, trong lòng y cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Quân sư không phải là bạn bè của y mà ngược lại cô còn là đối thủ của y. Hoàng Thiên Trọng nghĩ mãi mà không hiểu rõ cảm giác khác biệt này. Tôi đã đồng ý với Lạc Sân hỗ trợ cháu đi Tây Nam. Đối với cháu mà nói, đó là một nơi đất lành, ở đó một thời gian, trong vòng 2 năm không phải không có cơ hội thăng chức lần nữa. Phó Phong Tuyết nói với một giọng nói ôn hòa hiếm có khi nói chuyện với người khác khiến Hoàng Thiên Trọng thật sự không tự nhiên. Ông muốn đề nghị tôi dàn xếp chuyện đó một cách ổn thỏa sao? Hoàng Thiên Trọng thầm nghĩ. Thế nhưng giọng nói của Phó Phong Tuyết trở nên hòa hoãn, Hoàng Thiên Trọng không dám làm căng thẳng. Cảm ơn chú đã giúp tôi. Hoàng Thiên Trọng cúi đầu nói một câu cảm ơn. Phó Phong Tuyết nhắc tới mẹ y, vậy không còn là việc công mà là việc riêng nên Hoàng Thiên Trọng thay đổi, gọi Phó Phong Tuyết là chú. Tôi cũng quyết định đi Tây Nam. Tôi sẽ cố gắng, sẽ không làm chú thất vọng, sẽ không làm hổ thẹn thanh danh của cha tôi. Phó Phong Tuyết gật đầu tán thưởng, hiểu rõ vậy là tốt rồi. Nếu đã hiểu như thế, vậy lúc này cháu làm vậy là có ý gì? Nụ cười trên gương mặt Hoàng Thiên Trọng cứng đơ, nhiệt huyết trào dâng, sắc mặt y càng lúc càng đỏ. Nói gì thì nói, lão thất phu này vẫn không tin tưởng mình, lão vẫn cho rằng mình âm thầm sắp đặt âm mưu quy kế. Khinh người quá đáng. Thật sự khinh người quá đáng. Hoàng Thiên Trọng nắm chặt bàn tay rồi lại buông ra. Đây là phương pháp làm giảm bớt sự tức giận trong lòng. Hoàng Thiên Trọng cố gắng khống chế tâm trạng của mình, bình tĩnh nói, chú, vậy chú tin tưởng cô ta sao? Tôi không tin cháu. Việc đã tới nước này, còn gì để nói sao? Còn có thể nói chuyện tình cảm sao? Hoàng Thiên Trọng ngửa mặt lẻn trời phá lên cười, nước mắt y cũng theo đó trào ra. Vì để tự chứng minh sự trong sạch của mình, ngay tối nay tôi sẽ tố cáo việc này lên quân bộ. Hoàng Thiên Trọng nghiến răng nói. Một gương mặt vốn rất ưa nhìn nay bị quân sư đánh thành đầu heo, lúc này trở nên cực kỳ dữ tợn, trông cực kỳ khó ưa. Dường như Phó Phong Tuyết không nghe thấy những điều Hoàng Thiên Trọng thản nhiên nói, không cần đi Tây Nam nữa. Tôi đang định tìm một người canh cửa. Cháu là người rất thích hợp. Người canh cửa. Đội trưởng Long tức còn không được, bây giờ còn muốn để bạt y làm người canh cửa sao? Hoàng Thiên Trọng thầm nghĩ, ông làm như vậy không phải cầm đao đâm chết tôi sao? Cảm ơn chú quá yêu ái. Thế nhưng đạo bất đồng, không thể hợp tác. Nói xong Hoàng Thiên Trọng quay người đi ra ngoài. Chương 1179, xương gãy. Một cơn gió thổi, Hoàng Thiên Trọng cảm giác sởn gai ốc, sau đó một người đứng cản trước mặt y. Tôi không cho cháu đi, Phó Phong Tuyết nói. Hai mắt Hoàng Thiên Trọng co rúm lại, hai bàn tay nắm chặt sau đó lại bỏ ra.
Đây là động tác quen thuộc của Hoàng Thiên Trọng, mỗi khi căng thẳng. Nguyên nhân Hoàng Thiên Trọng buông tay ra là vì y không muốn Phó Phong Tuyết hiểu lầm. Hoàng Thiên Trọng không dám ra tay với ông, ngoại trừ mấy lão bất tử còn không một ai dám đối đầu với Phó Phong Tuyết. Cho dù là Long Vương vào thời kỳ cực thịnh nhất cũng không phải là đối thủ của Phó Phong Tuyết. Chú Phó muốn giết tôi sao? Tôi không giết cháu, Phó Phong Tuyết nói, tôi đang tìm một người canh cửa. Cháu là người rất thích hợp. Tôi muốn đi Tây Nam, Hoàng Thiên Trọng nói. Cháu không được đi. Phó Phong Tuyết lời ít ý nhiều, Hoàng Thiên Trọng không dám nói tiếp. Ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, không oán hận, không hừng hực lửa giận nhưng Hoàng Thiên Trọng cảm thấy bàn tay mình càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi. Gió đêm xào xạc thổi tung vạt áo. Bi thương, tiêu điều. Tiếng giày gõ vội vàng trên nền xi măng vang lên sau đó bên ngoài có người gọi to, Thiên Trọng. Là tiếng của Lạc Sân, bà đã tới kịp thời. Nói đúng mức sau khi biết rõ Lạc Sân, mẹ mình đóng một vai trò rất quan trọng trong việc mình bị điều khỏi Long Tức, Hoàng Thiên Trọng cực kỳ hận mẹ mình. Lúc trước chính bà hỗ trợ y ngồi lên vị trí này, bây giờ bà lại tác động đá văng y khỏi nó. Bà đã không giúp mình củng cố vị trí thì thôi, còn lại cố tác động với Phó Phong Tuyết áp buộc mình phải rời khỏi vị trí. Có người mẹ nào như vậy không? Thế nhưng đột nhiên ngay lúc này, trong tình cảnh này, sau khi bất ngờ nghe được giọng nói của bà, Hoàng Thiên Trọng cảm thấy rất vui mừng, rất hạnh phúc. Bà tới, chính là giải vây cho mình. Hoàng Thiên Trọng tin tưởng rằng, Phó Phong Tuyết sẽ không đối phó với mình trước mặt mẹ mình. Thiên Trọng, một lần nữa Lạc Sân gọi to. Giọng nói của Lạc Sân càng gần, có lẽ bà đi rất nhanh, rất nóng vội. Cạch cạch cạch, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phó Phong Tuyết quay người mở cánh cửa gỗ. Sau đó Lạc Sân xuất hiện ở ngay trước cửa biệt thự. Một chiếc sườn xám màu trắng bó sát người, dưới ánh trăng, những bông hoa nhỏ màu đỏ thêu trên sườn xám nổi bật rõ như ban ngày, cổ thon dài, trên cổ là một vòng ngọc nhỏ màu xanh biếc, long lanh ánh sáng, ngọc lung linh, người còn lung linh hơn. Nhìn vẻ bề ngoài, bạn rất khó đoán tuổi của người phụ nữ này. Khi Lạc Sân nhìn thấy con mình không chút tổn thương đứng đó, tảng đá lớn đè nặng trong lòng bà thoáng chốc rơi xuống. Lạc Sân khôi phục lại phong thái bình tĩnh, tao nhã vốn có của mình. Tươi cười nhìn Phó Phong Tuyết hỏi, Phong Tuyết, tìm Thiên Trọng có chuyện gì không? Không có gì, Phó Phong Tuyết trả lời. Không có chuyện gì sao? Lạc Sân cười đi tới cầm tay Hoàng Thiên Trọng nói, nếu như không có chuyện gì, tôi và Thiên Trọng ra ngoài có chuyện cần nói. Nó không thể đi, Phó Phong Tuyết nói. Sắc mặt Hoàng Thiên Trọng cứng đơ, sát khí thoáng lóe lên trong mắt rồi biến mất. Hai mắt Lạc Sân như ánh trăng, bà nhìn Phó Phong Tuyết hỏi, Phong Tuyết. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại muốn giữ Thiên Trọng lại? Không thể làm như vậy. Bên Tây Nam gọi điện cho tôi nói Thiên Trọng phải nhanh chóng tới bên đó. Hổ phụ không sinh khuyển tử. Con của người anh em ông tóm lại sẽ không đi tới nơi kém cỏi. Nó không thể đi Tây Nam. Phó Phong Tuyết nói. Nụ cười trên gương mặt Lạc Sân dần tắt. Sau khi liếc nhìn Hoàng Thiên Trọng, bà đi tới vung tay tát vào mặt y. Binh! Gương mặt khỏe khoắn của Hoàng Thiên Trọng chúc một bạt tai. Gương mặt vốn đã đỏ lúc này tuyết thượng pha xương. Tuyết thượng ra xương là họa vô đơn chí, liên tiếp gặp tai nạn, đã rét vì tuyết lại giá vì xương, ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề. Sao con lại làm chú Phong tức giận, còn không mau xin lỗi chú ấy. Hoàng Thiên Trọng ngang ngạnh đứng yên không nhúc nhích, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lạc Sân, đôi mắt đỏ như máu. Lạc Sân lại vung tay tát, quát to, bảo con xin lỗi, con có nghe thấy không? Đủ rồi, Hoàng Thiên Trọng gầm lên. Hoàng Thiên Trọng vung tay tát, sau đó trên gương mặt Lạc Sân xuất hiện một dấu bàn tay năm ngón. Lạc Sân ngây người. Hoàn toàn ngây người. Bà không có cảm giác đau đớn mà chỉ không thể nào chấp nhận được chuyện trước mắt mình. Thương tâm, thất vọng, phẫn nộ và cả mất mát. Bà thật sự không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, cho tới tận bây giờ cũng không nghĩ tới. Con mình dám đánh mẹ, đây quả thực là chuyện vô cùng đại nghịch bất đạo. Đủ rồi, tôi nói cho bà biết tôi chịu đủ rồi. Lúc này Hoàng Thiên Trọng không còn khống chế được tâm trạng của mình, y ra tay tát mẹ ruột khiến ngay cả bản thân y cũng ngây người không thể tin được. Sau khi sửng sốt mấy giây, cuối cùng Hoàng Thiên Trọng cũng trút tất cả sự tức giận trong lòng ra ngoài. Bà hơi một chút là đánh tôi, hơi một chút là đánh vào mặt tôi, lúc này bà đã hiểu mùi vị bị đánh là thế nào chưa? Có phải rất khó chịu không? Có cảm thấy rất uất ức không? Tôi là người trưởng thành. Tôi không phải là trẻ con.
Bà cho rằng bà rất lợi hại sao? Bà cho rằng bà là đấng cứu thế sao? Bất kỳ chuyện gì bà cũng dính vào, chuyện gì cũng do bà quyết định, tôi là con rối của bà hả? Bất trung, bất hiếu, còn sống làm gì? Phó Phong Tuyết trầm giọng nói. Sau khi Lạc Sơn nghe Phó Phong Tuyết, bà lập tức tỉnh táo. Lạc Sơn cười nói, không ngờ con lại có nhiều oán hận với mẹ như vậy. Xem ra hai mẹ con chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Phong Tuyết, cho tôi mượn Thiên Trọng đêm nay. Sáng mai tôi sẽ bảo nó tới gặp ông nói chuyện. Nó không thể đi, Phó Phong Tuyết nói. Phong Tuyết, Lạc Sơn vô cùng nôn nóng. Là bạn mấy chục năm với người đàn ông này, bà thật sự rất hiểu tính cách của con người này. Hãy coi như là nể mặt tôi đi, hãy coi như là nể mặt Thiên Minh đi. Hãy để cho Thiên Trọng quay về với tôi. Tôi biết nó đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Tôi sẽ bảo nó xin lỗi mọi người, sau này không tiếp tục tái diễn nữa. Tôi sẽ bảo nó ngay sáng mai đi Tây Nam. Tôi sẽ cho nó rời xa Long Tức. Ông hãy giúp tôi một lần, có được không? Lần trước, bà đã nói là lần cuối cùng. Phó Phong Tuyết nói mà không nể mặt. Lần này thật sự là lần cuối cùng. Ông cũng biết quân lệnh điều Thiên Trọng đi Tây Nam đã có. Bên Tây Nam cũng đã đồng ý tiếp nhận. Không cần cầu xin ông ta. Hoàng Thiên Trọng gầm lên. Không phải cầu xin ông ta. Tôi ở lại, tôi muốn xem ông ta làm gì với tôi nào. Câm miệng, Lạc Sơn quay người quát Hoàng Thiên Trọng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hoàng Thiên Trọng đã bị đôi mắt của Lạc Sơn giết chết. Bà vốn đặt rất nhiều hy vọng vào Hoàng Thiên Trọng, cảm giác nó rất thông minh, giỏi chịu đựng, hơn nữa có sự trợ giúp từ sau lưng của bà và một số bạn bè trước kia, tiền đồ của nó sẽ không kém. Thế nhưng đứa con Hoàng Thiên Trọng này lại bụng dạ hẹp hòi, kiêu căng tự phụ, không biết tiến thoái. Chẳng lẽ nó không nhận ra nó đã chọc giận Phó Phong Tuyết rồi sao? Hoàng Thiên Trọng không biết thủ đoạn của Phó Phong Tuyết nhưng Lạc Sơn bà biết. Nếu như Lạc Sơn không thể khiến con mình hạ lửa giận của Phó Phong Tuyết, nó sẽ hoàn toàn bị hủy trong tay ông. Có phong thái hán tử, Phó Phong Tuyết tán thưởng. Sau đó một lần nữa Phó Phong Tuyết ra tay. Răng rắc. A, Hoàng Thiên Trọng gào lên một tiếng thảm thiết, cánh tay truyền tới một cảm giác cực kỳ đau đớn. Hoàng Thiên Trọng biết xương cánh tay của mình đã bị bẻ gãy. Hoàng Thiên Trọng không nhìn thấy Phó Phong Tuyết ra chiêu, cũng không nhìn thấy quỹ tích di chuyển của ông. Muốn tránh mà không được mà có tránh cũng không thể tránh. Chỉ tới khi Hoàng Thiên Trọng cảm thấy cánh tay đau đớn, y mới biết người đàn ông đó đã ra tay. Đây chính là sự chênh lệch thực lực, cũng là sự chênh lệch về cảnh giới. Hoàng Thiên Trọng vốn tưởng rằng mình sánh với trời cao nhưng lại không chống được một chiêu của Phó Phong Tuyết. Phó Phong Tuyết mau dừng tay lại, Lạc Sơn gào lên, lúc này Lạc Sơn nào còn nghĩ tới cái tát của đứa con này nữa. Lúc này bà chỉ muốn cầu xin giúp con mình tránh khỏi thương tổn. Răng rắc. Lại một âm thanh giòn tan vang lên. Cánh tay còn lại của Hoàng Thiên Trọng đã bị bẻ gãy. Phịch. Lạc Sơn quỳ xuống nền nhà, điên cuồng đập đầu xuống nền đá. Thịch. 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 Phong Tuyết, tôi cầu xin ông. Tôi xin ông hãy tha mạng cho nó. Làn da Lạc Sơn mềm mại, ngay khi cọ sát với nền đá, những tia máu đã bắn ra. Sau mấy cú đập đầu liên tiếp là cảnh sứt đầu mẻ trán, trông vô cùng thê thảm. Phó Phong Tuyết vẫn không ngừng tấn công. Răng rắc. Răng rắc. Lúc này là âm thanh gãy của hai khớp xương vang lên. Thân thể Hoàng Thiên Trọng nặng nề ngã xuống đất, hai đùi y cũng bị bẻ gãy. Chương 1180, đội trưởng và phó đội trưởng mới. Ra tay nhanh nhẹn, sạch sẽ lưu loát. Khi ông làm xong tất cả mọi việc, đứng yên tại chỗ. Người khác mới nhìn thấy bóng dáng cao gầy của ông. Điên cuồng, kiêu ngạo, cường hãn, vô cùng bá đạo. Đây mới chính là bản chất thật sự của Phó Phong Tuyết. Đây mới chính là con người Phó Phong Tuyết. Lạc Sơn biết, Hoàng Thiên Trọng không biết. Trước kia Phó Phong Tuyết giống như một phế vật nằm trước cửa biệt thự Long Vương, chính xác là nằm hơn 10 năm. Người Long Tức tôn trọng ông bởi vì ông là một trong ba người sáng lập Long Tức. Người bên ngoài không tôn trọng Phó Phong Tuyết bởi vì Phó Phong Tuyết là một trong ba người sáng lập Long Tức nhưng lại sa sút tinh thần tới tình trạng đó. Thật sự là rất đáng thương, đáng hận. Càng có nhiều ngựa ỏi nghĩ Phó Phong Tuyết là con cọp bị bẻ mất răng, chỉ còn danh tiếng để hù dọa người mà thôi. Thế nhưng khi Phó Phong Tuyết đã ra tay là long trời lỡ đất, không chết không thôi, không tàn không ngừng. Đáng thương nhất là Lạc Sơn. Bà vì cứu đứa con thương yêu của mình mà không tiếc từ bỏ thân phận đệ nhất Mỹ nữ yến kinh quỳ xuống người anh em của chồng mình, dập đầu cầu xin. Đầu rơi máu chảy,
nước mắt hòa lẫn máu vương trên mặt, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như nở hoa. Thiên Trọng, Thiên Trọng, Lạc Sân không cả đứng dậy, bà bò trên mặt đất tới chỗ Hoàng Thiên Trọng đang nằm, Thiên Trọng, con sao rồi? Hãy nói xem con sao rồi hả? Mẹ đi tìm bác sĩ cho con. Thể chất Hoàng Thiên Trọng không tồi, ý chí cực kỳ kiên định. Hai chân hai tay y cùng bị bẻ gãy, cảm giác đau đớn dữ dội cùng truyền tới, đánh sâu vào bộ não và dây thần kinh cảm giác của y thế nhưng y vẫn kiên cường nghiến răng chịu đựng. Hai hàm răng của y đều bị cắn nát, miệng đầy máu tươi. Y muốn sống, y muốn tỉnh táo, y muốn trút tất cả sự uất ức của mình ra, y muốn bày tỏ sự kháng cự đối với sự bất công này. Bây giờ hai tay, hai chân y đều không thể cử động, chỉ còn chiếc cổ là có thể cử động. Hoàng Thiên Trọng cố gắng nâng đầu mình lên khỏi mặt đất, hai mắt rưng rưng, đôi mắt đầy máu, gương mặt dữ tợn, ác độc nhìn chằm chằm vào Phó Phong Tuyết, gào lên, giết tao đi. Giết tao đi. Giết tao đi. Từng tiếng một, bi thương, tuyệt vọng, đau đớn tận xương tủy. Thiên Trọng, con không thể chết được, con cần phải sống. Lạc Sân muốn cầm tay Hoàng Thiên Trọng nhưng nghĩ tới việc tay con mình đã gãy, sợ rằng làm vậy càng khiến con mình đau đớn. Bà vội vàng buông tay ra, vuốt ve gương mặt y. Chỉ có sống sót mới có thể trả được sự sỉ nhục hôm nay. Giết tao đi, giết tao đi. Dường như Hoàng Thiên Trọng không nghe thấy câu nói của Lạc Sân, y không quan tâm, vẫn liên tục gào lên từng tiếng bi thương, bi phẫn. Tứ chi tàn phế, bây giờ y chính là một phế nhân. Một kẻ có tính cách ngạo mạn như Hoàng Thiên Trọng sao có thể chấp nhận được sự thật này. Đời người không còn thú vị, chỉ mong cái chết mà thôi. Phó Phong Tuyết, lão thất phu, lão có bản lĩnh thì giết tao đi, không dám sao? Có phải lão không dám không? Ha ha ha, chẳng lẽ lão còn sợ gì sao? Ngay cả một phế vật cũng không dám ra tay sao? Chẳng bỏ, Phó Phong Tuyết hờ hững nói. Ông không đồng cảm với Hoàng Thiên Trọng mà chỉ tiếc hận. Y có xuất thân tốt đẹp, đầu óc thông minh, vốn y có thể nhẹ nhàng một bước lên mây nhưng vì y có tính cách đố kỵ quá mạnh, từng bước đi sai đường. Không ngờ Hoàng Thiên Trọng không tiếp thu bài học bị đổi ra khỏi Long Tức lần đầu tiên mà chỉ nghĩ rằng đây chính là sự trả đũa của người khác với mình. Lần thứ hai quay về càng nghiêm trọng thêm. Long Tức đã tổn thất một viên đại tướng, không thể tiếp tục tổn thất người thứ hai. Đây không phải chỉ là tổn thất của Long Tức mà chính là tổn thất của đất nước. Nếu như bọn họ chết trên chiến trường, chết trong tay kẻ thù, mặc dù đau đớn nhưng đó chính là vinh dự. Thế nhưng chết trong tay người nhà, chết dưới âm mưu quỷ kế tranh quyền đoạt lợi càng khó khiến người ta có thể chấp nhận được. Đồ khốn nạn, chính là ông không dám, ha ha ha, Phó Phong Tuyết, ông không dám. Hoàng Thiên Trọng càng gào càng say, giọng nói càng lúc càng khàn, cuối cùng chỉ còn tiếng bi phẫn của y. Bác sĩ, Lạc Sân gào to. Không một ai lên tiếng trả lời, cũng không có ai tới. Là vợ, con của một trong ba người sáng lập Long Tức. Bọn họ là những cá thể bị cô lập trong biệt thự đặc biệt này. Không một ai quan tâm tới bọn họ, không một ai coi trọng bọn họ. Quân sư, Phó Phong Tuyết gọi to. Quân sư đi tới trước cửa, cô bình tĩnh nhìn Phó Phong Tuyết. Quân sư rất hài lòng với cách thức xử lý của Phó Phong Tuyết nhưng cũng có chỗ không hài lòng. Ông vẫn niệm tình cũ. Nếu như chính mình ra tay, anh ta nhất định phải chết. Quân sư thầm nghĩ. Vì Phó Phong Tuyết đã đánh gãy chân tay Hoàng Thiên Trọng nên quân sư không còn cơ hội ra tay với Hoàng Thiên Trọng. Không được để anh ta chết, tôi muốn anh ta là người canh cửa, Phó Phong Tuyết nói. Dạ, quân sư khom người trả lời. Cô đứng trước cửa vẫy tay, đội bảo vệ vẫn ở bên ngoài lập tức đi vào trong. Lão thất phu, muốn cho tao thành người canh cửa của lão. Đừng mơ, lão đừng mơ. Hoàng Thiên Trọng còn muốn tiếp tục quát mắng nhưng lập tức hôn mê. Y bị Kiều Mộc đánh ngất xỉu. Dám chửi thần tượng của mình. Đáng chết, Kiều Mộc thầm nghĩ. Hoàng Thiên Trọng là ngoại tộc ở Long Tức, giống như một công tử nhà giàu đi tới địa bàn của cha mình thể nghiệm cuộc sống, địa vị đặc biệt nhưng không một ai tình nguyện thân cận với y. Hơn nữa khi Hoàng Thiên Trọng nhận chức đội trưởng, rất nhiều người ở Long Tức nghĩ rằng y đoạt mất chức vụ của quân sư. Quân sư có uy tín cực cao trong Long Tức, mọi người đều theo cô. Cho nên mọi người ít nhiều đều có thái độ thu hằn đối với y. Mang đi, Kiều Mộc quát. Bốn người đàn ông phân chia cầm chân tay Hoàng Thiên Trọng rồi nâng lên, mang y đi ra ngoài. Lạc Sân cũng lồm cồm bò dậy, bước nhanh theo. Quân sư không nhúc nhích. Quân sư đứng nhìn Hoàng Thiên Trọng bị mang đi, trong lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Cô hài lòng chưa? Phó Phong Tuyết hỏi. Không hài lòng, quân sư thẳng thắn nói. Tất cả thành viên Long Tức đều biết mỗi khi nói chuyện với mấy người Long Vương và Phó Phong Tuyết, tốt nhất là nên giữ thái độ thẳng thắn bởi vì một chút thông minh của bọn họ trong mắt mấy người Long Vương, Phó Phong Tuyết, không đáng tiền, căn bản không thể che giấu. Thế nhưng Hoàng Thiên Trọng là một ngoại lệ, y tự cho mình là người hành động cao minh, một mực muốn đóng vai diễn viên. Nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ đây chính là bản tính của Hoàng Thiên Trọng. Tôi biết, Phó Phong Tuyết nói, nó đáng chết. Một khi Phó Phong Tuyết đã nói nó đáng chết, quân sư không nói gì nữa. Phó Phong Tuyết không giải thích với quân sư vì sao ông không giết Hoàng Thiên Trọng, mà cũng không cần giải thích. Cô đã chọn được người cho vị trí đội trưởng chưa? Phó Phong Tuyết hỏi. Hoàng Thiên Trọng sắp đặt ván bài này là vì muốn kéo quân sư xuống nước, khỏi vị trí đội trưởng, một ván bài muốn tất cả những thành viên Long Tức khác cũng bị đẩy xa ra khỏi vị trí đội trưởng Long Tức. Nếu như khi đó quân sư không kịp thời phát hiện quỷ kế của Hoàng Thiên Trọng, nếu khi ấy mấy người Ly và Hỏa Dược cùng ra tay hỗ trợ, tất cả có liên quan đều rơi vào ván bài đánh cấp trên. Nhân chứng vật chứng đều có, cộng với băng ghi hình ở phòng ăn. Hoàng Thiên Trọng cũng không phải người thân cô thế cô, sau lưng y còn có trợ giúp. Dưới sự tác động của những người đó, chuyện này tuyệt đối không thể chuyện lớn hóa chuyện nhỏ được. Long Tức lại sắp sửa trải qua một cơn địa chấn. Dòng máu già nua của Long Tức cần được thanh trừ, bổ sung một dòng máu mới, tươi trẻ. Quân sư là đội trưởng mới do Phó Phong Tuyết dốc lòng tiến cử. Đội trưởng mới gây ra chuyện này, Phó Phong Tuyết cũng sẽ bị liên lụy. Vào thời khắc bấp bênh này của Long Tức, nói không chừng một ngọn núi lớn nữa có thể bị đẩy ra khỏi Long Tức, giống như khi trước người ta làm với Long Vương. Đó là chuyện Long Tức nhưng cũng là chuyện quốc gia. Yêu càng sâu thì hận càng nhiều. Đây chính là mục tiêu của Hoàng Thiên Trọng. Cũng chính là tình cảm của Hoàng Thiên Trọng đối với Long Tức. Quân sư cau mày, sắc mặt nghiêm túc, suy nghĩ. Với việc bổ nhiệm này không tới lượt quân sư quyết định hơn nữa đội trưởng Long Tức chính là người ra lệnh, cấp bậc còn cao hơn cô một bậc. Thế nhưng vì Phó Phong Tuyết hỏi nên nhất định quân sư phải trả lời. Tiểu Lý thám hoa, quân sư trả lời, thân thủ cậu ta được, cái nhìn đại cục rất tốt, chỉ phải sự biến báo hơi kém. Cậu ta làm đội trưởng cũng được. Được. Cậu ta, Phó Phong Tuyết nói, hiển nhiên trong suy nghĩ của Phó Phong Tuyết cũng có người này. Quân sư bị người tiền nhiệm Hoàng Thiên Trọng kéo xuống ngựa, cả đời này có lẽ sẽ không được đề bạt. Thế nhưng dựa vào uy tín và tài năng của mình, có lẽ sau này cô sẽ trở thành người đứng đầu Long Tức. Hòa thượng láo cá, không nhiều uy tín, hỏa dược cay nghiệt, không giỏi giao tiếp. Những người khác ít nhiều đều có vấn đề khác nhau. Long Tức anh tài đông đúc nhưng rơi vào tình trạng không có tướng để dùng. Thật sự rất đáng buồn. Đại đầu có thể làm phó đội trưởng. Quân sư bổ sung thêm một câu. Đại đầu, Phó Phong Tuyết trầm ngâm, không hiểu là ông đang hỏi hay chỉ nói ra cái tên này. Bồi dưỡng nhiều hơn nữa, thành tựu sau này của cậu ấy nhất định không dưới tôi. Quân sư nói, từ ngày đầu tiên đại đầu tới Long Tức, quân sư đã chú ý tới hắn. Một người tướng mạo bình thường, hiền như khúc gõ khi nhìn thấy bọn họ không tỏ vẻ kinh ngạc, giống như trước đó đã quen biết bọn họ vậy. Sau khi trải qua khảo nghiệm xứng đáng, hiện nay đại đầu có năng lực hạng nhất, chịu khó nhọc, cẩn thận, vững vàng. Điều quan trọng nhất là đại đầu có một cái nhìn đại cục cực kỳ tốt. Đây chính là tố chất của người làm tướng. Khiếm khuyết duy nhất của đại đầu chính là thân thủ và sự từng trải chính vì vậy quân sư mới tự mình dẫn đại đầu đi chấp hành nhiệm vụ, lời nói hành động đều mẫu mực, coi như một nửa sư phụ của đại đầu. Bây giờ tiểu lý thám hoa tiếp nhận chức đội trưởng, anh ta là người có uy tín. Năng lực mạnh nhất trong những người còn lại ở Long Tức. Trong vòng 3 năm tới, bồi dưỡng đại đầu một cách tỉ mỉ, hắn có thể trở thành đội trưởng tiếp theo của Long Tức. Phó Phong Tuyết biết đại đầu nhưng biết rất ít. Thế nhưng ông tin tưởng quân sư. Từ khi ông biết quân sư tới giờ, ông chưa từng thấy quân sư tôn sùng một người nào như vậy. Đồng ý, Phó Phong Tuyết nói. Vì vậy hai người Phó Phong Tuyết, quân sư đã định đội trưởng và phó đội trưởng mới của Long Tức. Chương 1181, mặc kệ bà tin hay không, tôi vẫn tin. Nếu như Phó Phong Tuyết đã nói muốn Hoàng Thiên Trọng trở thành người canh cửa cho mình, đương nhiên Hoàng Thiên Trọng không thể chết. Bên trong trại an dưỡng Long Tức có viện nghiên cứu kỹ thuật cao và những thiết bị kiểm tra tiên tiến. Những bác sĩ trong viện nghiên cứu đều là những cao thủ, có lẽ không quá nổi tiếng nhưng về y thuật, những bác sĩ bên ngoài tuyệt đối không thể so được. Khi mấy người Kiều Mộc nâng Hoàng Thiên Trọng tới, lập tức có người kiểm tra, điều trị. Một ông già dáng người lùn,
đầu hói chỉ còn một vòng tóc xung quanh đầu sau khi xem xét xương cánh tay và đùi Hoàng Thiên Trọng một lát, tiếp tục dùng dụng cụ kiểm tra chỗ xương gãy rồi lắc đầu nói, không nối được. Tại sao lại không nối được? Tại sao lại không nối được? Lạc Sơn nóng ruột hỏi. Thủ đoạn của hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, cố ý hành động. Kẻ đó đã bóp nát hai đầu xương gãy. Cho dù có dùng đinh để cố định vị trí cũng không được bởi vì căn bản đinh sẽ không có điểm cống đỡ nên không thể trợ giúp cho cậy ấy đứng dậy. Sắc mặt Lạc Sơn cực kỳ khó coi, trán bị thương xương vù một mảng rất to thế nhưng khí chất của bà có thể nói vô song. Mặc dù vào lúc vô cùng khó khăn này, bà vẫn toát lên một vẻ quyến rũ chết người, chính vì vậy người bác sĩ này có thái độ cực kỳ lễ độ với bà. Thế nhưng người bác sĩ này tuyệt đối không biết hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn theo như lời ông ta đó chính là Phó Phong Tuyết. Vậy không còn cách nào khác sao? Sắc mặt Lạc Sơn vô cùng lo lắng. Con mình đã trở nên tàn tật. Đây là chuyện bà tuyệt đối không thể chấp nhận được. Tới bệnh viện khác có nối được không? Bà có thể thử, người bác sĩ già nói. Thế nhưng có lẽ chẳng có gì khác biệt so với chỗ chúng tôi. Trình độ y học của chúng tôi đã thuộc vào hàng cao nhất trong nước rồi. Lạc Sơn hoàn toàn biết điều này. Bác sĩ, làm phiền ông hãy cứu con tôi. Lạc Sơn khẩn cầu, nếu như không chữa khỏi cho nó, có lẽ nó sẽ chết. Đây không phải là lời dọa dẫm suông, đó là sự thật. Với hiểu biết của Lạc Sơn đối với Hoàng Thiên Trọng, không chấp nhận sự thật chân tay không còn vẹn toàn. Nếu chuyện như vậy xảy ra, cho dù Hoàng Thiên Trọng tỉnh lại thì y sẽ một lần nữa tìm cái chết. Lúc nãy Hoàng Thiên Trọng cố tình chọc giận Phó Phong Tuyết, không phải vì muốn tìm cái chết sao? Nếu như có thể chữa trị được, sao chúng tôi lại không cố gắng? Người bác sĩ nói, nối xương rất khó. Trước tiên chúng tôi cần nghĩ cách cố định cậu ấu lại nếu không khi cậu ấy tỉnh lại, nhất định cậu ấy sẽ không thể nào chịu được nỗi đau đớn gãy xương cốt này. Cảm ơn, giọng nói của Lạc Sơn cực kỳ khô khốc. Người bác sĩ đầu hói lập tức ra lệnh, người trợ thủ bên cạnh liền bắt đầu cởi quần áo của Hoàng Thiên Trọng. Lạc Sơn bị đuổi ra ngoài phòng bệnh, bà đứng nhìn Hoàng Thiên Trọng bị mấy nhân viên y tế lột bỏ quần áo. Mẹ, cha đâu? Cha đi đánh giặc. Cha là bộ đội à? Đúng vậy, cha con là người lính giỏi nhất. Có phải cha rất lợi hại không? Rất lợi hại. Khi con lớn lên con cũng muốn làm bộ đội. Con cũng muốn lợi hại giống như cha. Được, con sẽ là một người lính lợi hại như cha con. Con còn lợi hại hơn cả cha. Đứa trẻ kiên định gật đầu. Từ đó trong cái đầu nhỏ bé của nó đã xuất hiện một lý tưởng và niềm tin trở thành một người lính. Nó đã cố gắng từng bước đi một. Mỗi một cố gắng, càng khiến nó gần hơn với giấc mộng của mình. Khi rất gần rồi thì nó lại bị Long Tức đá văng ra khỏi cửa. Ẩn cư mấy năm cuối cùng cũng có cơ hội rời khỏi núi, không ngờ kết quả lần này còn bi kịch hơn lần trước, trở thành một người tàn tật, gãy chân tay. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Lạc Sơn khẽ thở dài, lúc này những khí chất tao nhã, ưu tú đều biến mất. Lạc Sơn chỉ muốn khóc, khóc vì đứa con trai của mình. Sau khi đứng nhìn một lúc, Lạc Sơn đi vào trong toilet rửa mặt rồi bà đi nhanh ra bên ngoài. Phó Phong Tuyết, Lạc Sơn đờ dày cánh cổng biệt thự Long Vương, gào lên. Người trong Long Tức dám cả gan gọi thằng tên Phó Phong Tuyết, chỉ có bà, một người bạn, người chị dâu. Phó Phong Tuyết đang ngồi trong sân, nhàn nhã thưởng trà. Lạc Sơn nhìn thấy Phó Phong Tuyết, người vừa mới ra tay đánh chính con mình thành người tàn phế lúc này đang thoải mái ngồi thưởng trà, ngắm trăng, lửa giận trong lòng ngùn ngụt tăng lên thêm mấy phần. Lạc Sơn vò tới trước mặt Phó Phong Tuyết, một tay vơ chiếc ấm trà, tách trà ném thẳng vào tường. Choang! Bộ ấm trà vỡ toang gây ra những âm thanh đổ vỡ chói tai. Có việc gì? Phó Phong Tuyết ngẩng đầu nhìn Lạc Sơn hỏi. Ánh mắt đùng đục, ánh mắt thâm thúy, cái nhìn thờ ơ khiến người ta có một cảm giác quang minh chính đại, cực kỳ vô tư, không vụ lợi. Lạc Sơn bị ánh mắt này chăm chú nhìn khiến giọng nói của bà cũng trở nên yếu ớt. Bá chất vấn. Tại sao ông lại đối xử với Thiên Trọng như vậy hả? Tại sao ông lại ra tay hạ độc thủ tàn nhẫn với nó? Nó đã phải rời khỏi Long Tức, ông còn đánh nó thành như vậy. Vì sao ông phải làm vậy? Cho dù ông không niệm tình huynh đệ, ông cũng phải thấy mẹ quá con côi chúng tôi đáng thương chứ. Bà cảm thấy tôi không nên làm như vậy sao? Phó Phong Tuyết hỏi ngược lại. Trẻ con không hiểu chuyện chỉ cần giáo dục là được, cho dù ông thật sự tức giận. Đánh nó mất bạt tai giáo dục tôi cũng không nói gì. Cha nó không còn, ông chính là trưởng bối, là chú của nó nhưng sao ông lại đánh nó thành như vậy? Bác sĩ nói không thể nối xương gãy. Ông muốn nó phải sống cả đời này tàn tật sao?
Nó sẽ là người canh cửa cho tôi. Phó Phong Tuyết hỏi một đằng trả lời một nẻo. Phó Phong Tuyết, ông. Lạc Sân vốn nghĩ Phó Phong Tuyết nói để Hoàng Thiên Trọng làm người canh cửa chỉ là câu nói chơi, không ngờ lúc này một lần nữa Phó Phong Tuyết lặp lại câu này. Nói như vậy Phó Phong Tuyết hoàn toàn nghiêm túc. Bắt một người bị chính mình đánh gãy chân tay tới làm người canh cửa cho mình thật sự rất tàn nhẫn. Sao Phó Phong Tuyết có thể làm chuyện kinh khủng như thế này? Hơn nữa Hoàng Thiên Trọng là thái tử ngạo mạn, kiêu ngạo, là đội trưởng Long Tức, bây giờ thành người tàn tật, trở thành người canh cửa. Hai con người khác biệt giống như trên trời và dưới đất, giống như một người ở trên 9 tầng mây, một người ở dưới 18 tầng địa ngục. Tốt hơn hết là dùng một đao lấy tính mạng cho xong. Lạc Sân cầu xin mấy lần, cuối cùng bà cũng không tới mức tức giận quá. Lạc Sân biết lúc này chọc giận Phó Phong Tuyết không có gì hay ho. Phong Tuyết, tôi van cầu ông, coi như ông nể mặt Thiên Minh, ông vì mẹ quá con côi chúng tôi đáng thương, hãy bỏ qua cho Thiên Trọng lần này. Cho dù nó đã làm điều gì, tôi thay mặt nó xin lỗi ông. Tôi thay mặt nó xin lỗi mọi người. Lạc Sân rưng rưng nước mắt khóc nói. Tôi không nể tình huynh đệ, nó đã chết rồi. Tôi không nể mẹ quá con côi đáng thương, nó đã chết lâu rồi. Phó Phong Tuyết lạnh nhạt nói. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi dựa vào cái gì mà nó phải đáng chết lâu rồi. Rốt cuộc nó đã làm gì hả? Lạc Sân tức giận hỏi. Bà không phải là người của Long Tức, có rất nhiều chuyện bà chỉ biết qua loa. Ví dụ như chuyện lần trước Hoàng Thiên Trọng bị Long Thiên Trượng đuổi ra khỏi Long Tức. Ban đầu Long Thiên Trượng lấy lý do Hoàng Thiên Trọng không hòa thuận, gây mất đoàn kết, hơn nữa còn có dã tâm rất lớn. Trong khi đó cái cớ này đã không ngăn được miệng lưỡi thế gian, có rất nhiều người cho rằng Long Thiên Trượng đang dùng việc công báo thù riêng. Vì chuyện này mà Long Thiên Trượng phải nhận rất nhiều chê trách. Thế nhưng dù Long Thiên Trượng phải nhận rất nhiều chê trách như vậy nhưng ông nhất quyết không chịu nói chân tướng sự việc. Lạc Sân có tra hỏi Hoàng Thiên Trọng. Hoàng Thiên Trọng chỉ nghiến răng nghiến lợi nói Long Thiên Trượng oán hận và đố kỵ. Từ nay về sau Long Thiên Trượng là kẻ thù số một của y. Lần này Phó Phong Tuyết gây bão tố, Lạc Sân cũng không hiểu rõ tình hình. Bà không biết Hoàng Thiên Trọng đã gây ra chuyện đại nghịch bất đạo nào nữa. Ngay cả làm tổn hại hai viên đại tướng Long Tức của tôi, chết cũng không đủ. Nghĩ tới Long Tức rơi vào cục diện khó khăn, không có tướng để dùng. Nét tàn nhẫn chợt lóe lên trong ánh mắt Phó Phong Tuyết rồi biến mất. Nó có thể tranh, có thể đoạt, có thể chơi trò hai mặt, có thể dùng âm mưu quỷ kế nhưng nhất định không được hy sinh chiến hữu của mình để mình bay lên bởi vì bọn họ tin tưởng nó, giao lưng mình cho nó nhưng đây không phải là cơ hội cho nó ra tay. Ông có chứng cứ gì không? Không có chứng cứ thì ông dựa vào cái gì mà nói như vậy? Khi Lạc Sân hỏi những câu này, giọng nói của bà run run. Bà rất muốn cố gắng che giấu nên cố gắng nói to nhưng điều này càng làm cho giọng nói của bà thêm yếu đuối mà thôi. Lạc Sân biết con trai bà quả thật có thể làm loại chuyện đó. Trong mắt Hoàng Thiên Trọng không có người thân, không có tình thân, không có bạn bè, không có tình cảm. Trong Hoàng Thiên Trọng chỉ có một cái đích leo lên cao mà thôi. Đây chính là con quái vật do chính tay bà nuôi dưỡng, cũng chính bà đã mở gờ thả nó ra ngoài. Tôi không cần chứng cớ, Phó Phong Tuyết nói. Có một vài việc không cần chứng cứ thế nhưng không có nghĩa là kẻ ác có thể thoát khỏi được sự trừng phạt. Có lẽ mọi người đã hiểu lầm Thiên Trọng, nó tuyệt đối không có khả năng làm chuyện đó. Mặc dù tính tình nó cố chấp nhưng nó vẫn biết nặng nhẹ. Lạc Sân chỉ biết nghiến răng nói Hoàng Thiên Trọng bị oan uổng. Nên nhớ rằng chuyện đó rất nghiêm trọng. Nếu đúng Hoàng Thiên Trọng làm những chuyện như Phó Phong Tuyết nói, hậu quả thực sự rất nghiêm trọng, có lẽ nó sẽ phải ra tòa án binh, chịu tội tử hình. Nếu sự thật đúng là như vậy, việc Phó Phong Tuyết đánh gãy chân tay của Hoàng Thiên Trọng chính là giữ lại mạng sống của y. Cho dù bà có tin hay không, tôi vẫn tin. Phó Phong Tuyết nói, ý nghĩa tồn tại của Long Tức là bảo vệ đất nước. Tôi có thể đưa bọn họ ra chiến trường, đưa bọn họ đi tìm cái chết nhưng tôi không để bọn họ bị người nhà làm hại. Máu của tướng sĩ không thể chảy vô ích, vinh quang của anh hùng không thể bị làm nhục. Chương 1182, anh đừng có mơ. Vậy chuyện đó đã qua rồi sao ông vẫn còn không buông tha cho nó? Lạc Sân thẹn quá hóa giận. Bà vốn muốn tới chất vấn Phó Phong Tuyết vì cách đối xử với Hoàng Thiên Trọng nhưng không ngờ Phó Phong Tuyết lại có cơ hội phản công, khiến bà tinh thần rối loạn, không thể ứng phó được. Ích kỷ cũng được, thiên vị cũng được, cho dù thế nào đi nữa, mình phải giúp con mình rửa sạch sự nghi ngờ, cho dù thế nào đi nữa mình cũng sẽ không thừa nhận, không thể thừa nhận. May mắn thay sự việc đã trôi qua nhiều năm. Bọn họ tuyệt đối không thể có chứng cứ chứng minh con trai mình đã làm chuyện đó.
vì vậy cho dù có đưa ra tòa án quân sự cũng không thể kết án được. Không phải tôi không có ý không tha, Phó Phong Tuyết nói, chuyện đó đã qua lâu, tất cả mọi người chỉ hy vọng nó là quá khứ, không một ai muốn nhắc tới chuyện đó. Nếu vậy vì sao ông còn đánh gãy chân tay nó? Thế nhưng chết cũng không hối cải. Mới rồi nó đã làm chuyện gì vậy? Lạc Sân hỏi, chẳng lẽ Hoàng Thiên Trọng lại gây ra một chuyện đại nghịch bất đạo nữa sao? Bà có thể đợi nó tỉnh lại rồi hỏi. Phó Phong Tuyết nói. Nó sẽ không nói cho tôi biết. Lạc Sân nói, nó rất cố chấp. Một khi nó đã quyết định chuyện gì đó, không ai có thể thay đổi được. Tôi đã nói rồi, nó làm hỏng hai viên đại tướng long tức của tôi. Phó Phong Tuyết nói, chuyện khác tôi không nói, bà đi mà hỏi nó. Sự tức giận lóe lên trên gương mặt Lạc Sân rồi biến mất, bà hòa hoãn nói, Phong Tuyết, tôi muốn mang Thiên Trọng ra ngoài cứu chữa. Hay ông xem mang nó ra nước ngoài có được không? Bệnh viện trong Long Tức là tốt nhất, Phó Phong Tuyết nói, ý tứ của ông rất rõ ràng, không cho phép mang Hoàng Thiên Trọng ra ngoài. Phong Tuyết, thật sự ông muốn nó làm người canh cửa cho ông? Quân không nói đùa. Ông, trừ khi nó bỏ quân tịch, không thuộc vị trí quản lý của tôi nữa. Phó Phong Tuyết nói, được, vậy thì từ bỏ quân tịch, Lạc Sân tức giận nói, nó đã như vậy thì cái quân tịch còn có ý nghĩa gì chứ? Nó sẽ không đồng ý, Phó Phong Tuyết nói, tôi sẽ khuyên nó, giọng Lạc Sân càng lúc càng hòa hoãn, bà nhìn Phó Phong Tuyết nói. Lạc Sân vốn tưởng trên thế giới này chỉ có bà hiểu con trai mình nhất, bây giờ còn có một Phó Phong Tuyết cũng rất hiểu tính cách của nó. Vấn đề là đứa con của bà không cam chịu thua kém người khác. Lạc Sân vì lo lắng tình trạng phẫu thuật của con mình nên sau khi nói chuyện xong với Phó Phong Tuyết, bà gật đầu chào Phó Phong Tuyết rồi quay người đi ra ngoài. Tóc dựng mái đầu, lan can đứng tựa, trận mưa vừa dứt, ngòng trời xa, uất hận kêu dài, hùng tâm khích liệt, 30 tuổi cắt bụi công danh, 8.000 dặm rầm sương dãi nguyệt, đói, vùng lên ăn thịt giặc hồ, khát, cười chém hung nô uống huyết, rồi đây giành lại cả giang san. Về chầu cửa khuyết, đây chính là bài thơ Mãn Giang Hồng Phó Phong Tuyết thích nhất. Giọng Phó Phong Tuyết trầm trầm, khàn khàn như không thể hiện được khí thế hào hùng của lời bài từ. Thế nhưng trong giọng ngâm của ông có mùi vị, một tình cảm cô độc tĩnh mịch, khát vọng chiến tranh, giống như chí lớn của ông vẫn chưa thực hiện được. Tần Lạc nhanh chóng biết chuyện Hoàng Thiên Trọng bị đánh gãy chân tay. Có Kiều Mộc làm nội gián, dù Tần Lạc có muốn biết cũng không có gì khó. Kiều Mộc là đội trưởng đội bảo vệ Long Vương. Có quan hệ rất tốt với mấy người quân sư, Ly, có quan hệ rất tốt với Tần Lạc, đương nhiên tin tức được truyền tới đó nhanh nhất. Thế nhưng cho dù Kiều Mộc không nói, mấy người Tần Lạc cũng sẽ nhanh chóng biết tin. Việc Phó Phong Tuyết đánh gãy tứ chi Hoàng Thiên Trọng là hành động rất lớn. Ngày mai, không chỉ trong buổi tối nay, toàn bộ Yến Kinh sẽ chấn động. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngày mai lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Tần Lạc trầm ngâm một lúc rồi nói. Ông ấy vẫn hạ thủ lưu tình. Anh ta đã bị trừng phạt đúng tội. Ly là người dám yêu dám hận, không biết che giấu, tất cả tình cảm, vui buồn đều hiện trên nét mặt. Khi nghe tin Hoàng Thiên Trọng bị đánh tàn phế, Ly rất vui vẻ, gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp thỉnh thoảng xuất hiện những nụ cười rất sung sướng. Đáng tiếc chức đội trưởng của quân sư không được nữa. Hòa thượng thở dài nói, quân sư chờ đợi nhiều năm mới được đề bạt. Rất vất vả mới vượt qua được sự khảo nghiệm. Quyết định bổ nhiệm tới cùng ngày với việc bị người kéo xuống ngựa. Mọi người hãy nói xem sao trên thế giới này có con người đáng hận như vậy hả? Hoàng Thiên Trọng dù chết cũng không hết tội. Quân sư không làm đội trưởng được nữa sao? Ly la lên, Ly biết Tần Lạc là người thông minh, nàng đưa mắt nhìn hắn. Sao lại như vậy? Hoàng Thiên Trọng là kẻ khiêu khích trước. Nếu như không có chuyện đó, sao quân sư có thể đánh anh ta? Quân sư nhất định sẽ giải thích với Long Chủ và quân bộ. Rất khó có thể ở lại, Tần Lạc cũng cực kỳ nuối tiếc, nó thực hắn cực kỳ hy vọng quân sư ngồi lên vị trí đó. Quân sư có năng lực xuất chúng, điều quan trọng là quan hệ của bọn họ rất tốt, là những người bạn đã từng vào sinh ra tử cùng nhau. Rất rõ ràng, khi đó Hoàng Thiên Trọng cố tình sắp đặt định hãm hại chúng ta. Anh ta không chỉ muốn kéo mình quân sư xuống ngựa mà cũng muốn kéo chúng ta vào chuyện này nếu khi đó chúng ta ra tay giúp quân sư. Trong phòng ăn có nhân viên phục vụ. Bọn họ có thể làm chứng. Hoàng Thiên Trọng bị đánh trọng thương, người anh ta chính là vật chứng, còn cả thiết bị giám sát trong phòng ăn, lúc đó nhất định đã quay được hình ảnh. Một khi quân bộ có được chứng cứ này, nhất định quân sư sẽ gánh tội.
Chúng ta có thể nói đó là do Hoàng Thiên Trọng khiêu khích, nhưng không một ai biết rốt cuộc Hoàng Thiên Trọng đã nói gì đó. Nếu như không một ai bảo vệ, có thể quân sư còn phải ra tòa án binh. Tần Lạc nhìn bốn phía xung quanh nói, tôi không hiểu một vấn đề. Ngay cả chúng ta cũng nhận ra Hoàng Thiên Trọng cố tình sắp đặt chuyện đó, quân sư là người thông minh, sao cô ấy có thể không nhận ra anh ta cố tình làm như vậy? Tất cả mọi người đều quay đầu đi, ai cũng biết Tần Lạc muốn nói tới chuyện đại ca. Thế nhưng quân sư không nói, bọn họ không dám nói. Tần Lạc bất đắc dĩ nói, thế nhưng chuyện này cũng chứng minh Hoàng Thiên Trọng quá tàn nhẫn. Anh ta thông minh hơn so với chúng ta nghĩ. Anh ta biết chúng ta sẽ nhận ra đó là một cái bẫy, thế nhưng anh ta còn hiểu rõ là dù quân sư hiểu rằng đây là một cái bẫy thì cũng sẽ liều mạng tiến vào. Quả nhiên kế hoạch của anh ta được thực hiện, thế nhưng anh ta chỉ đoán đúng phần mở đầu, không đoán được kết quả. Hoàng Thiên Trọng sắp đặt ván cờ là muốn kéo quân sư xuống ngựa, cùng với đó là chọc một đao vào những người có mối quan hệ tốt với quân sư. Thế nhưng Hoàng Thiên Trọng không thể ngờ là Phó Phong Tuyết lại quá thiên vị quân sư. Cô nói gì đều tin tưởng. Không chỉ có thể, nợ cũ, nợ mới được tính gộp. Nếu như Hoàng Thiên Trọng biết chính mình sẽ bị Phó Phong Tuyết đánh gãy chân tay, liệu y có điên cuồng thực hiện kế hoạch, không kiêng nể gì không? Chúng ta tới gặp Long Chủ cầu xin. Ly nói, dù thế nào đi nữa quân sư cũng phải ở lại vị trí đội trưởng, càng không thể ra tòa án quân sự. Không cần, quân sư đi vào trong phòng nói, đội trưởng mới là tiểu lý thám hoa. Quyết định rồi sao? Ly vội vàng hỏi. Mặc dù tiểu lý thám hoa là sư phụ của Ly, hai người có mối quan hệ cực tốt, nhưng Ly vẫn cảm thấy quân sư là người thích hợp nhất cho vị trí đội trưởng của Long Tức. Quyết định rồi, quân sư trả lời. Mọi người trầm ngâm. Quân sư nói đã quyết định vậy chứng minh chuyện này không thể thay đổi được nữa. Không có chuyện gì chứ. Tần Lạc đi tới trước mặt quân sư, hỏi thăm. Không sao, quân sư nói, làm đội trưởng là vì mọi người mà chia sẻ một chút. Không làm đội trưởng. Tôi cũng có thể làm nhiều việc. Quả thực với uy tín của quân sư ở Long Tức, với trọng lượng trong suy nghĩ của các thành viên Long Tức, có lẽ quân sư nói còn hiệu quả hơn cả một đội trưởng. Ngay cả đội trưởng Tiểu Lý Thám Hoa cũng là người thần tượng quân sư, bảo sao nghe vậy, những người khác thì sao? Tôi đi cùng với chị, Tần Lạc nói, hắn nhận ra sự bi thương trong ánh mắt của quân sư. Sự bi thương này không có liên quan tới việc mất chức đội trưởng Long Tức mà là vì chuyện tình cảm. Tần Lạc biết đó là chuyện tình cảm nhưng hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau hành trình tới nước Mỹ, quan hệ của Tần Lạc và quân sư càng lúc càng tốt. Trong lòng Tần Lạc luôn biết ơn cô gái thân thủ cao cường này, hắn vẫn luôn muốn làm chuyện gì đó cho cô. Hắn hy vọng cô luôn vui vẻ, mạnh khỏe, trường thọ. Đi, quân sư quay người đi ra bên ngoài. Tần Lạc gật đầu với mấy người Ly rồi đi theo sau quân sư. Tại sao phải anh ta đi an ủi? Chúng ta có thể làm được mà, Ly bất mãn nói. Hỏa Dược làm bộ không nghe thấy câu nói của Ly, anh ta quay người đi vào phòng. Hòa Thượng cười hì hì nói, Tần Lạc có tài ăn nói, sẽ an ủi được. Chúng ta không giỏi ăn nói. Ánh trăng lên cao, bầu trời đầy sao. Yến Kinh đẹp nhất vào mùa hè đẹp nhất chính là vào ban đêm. Quân sư và Tần Lạc sóng vai nhau đi trên con đường bờ sông nhỏ rậm rạp cây cối. Mùi hương hoa cỏ pha lẫn mùi bùn đất tanh nồng khiến người ta có một cảm giác như say như mê. Tiếng côn trùng kêu vang, tiếng ếch nhái. Bên cạnh có người đẹp đồng hành, một thú vui của đời người. Thế nhưng tâm trạng của Tần Lạc không có gì vui vẻ. Quân sư móc túi lấy ra hộp thuốc mà Tần Lạc đã nhìn thấy nhiều lần, cẩn thận vuốt ve hình chim ưng khắc trên bề mặt, ánh mắt dịu dàng. Một lúc lâu sau cô rút một điếu thuốc, đặt lên miệng, châm lửa hút. Cho tôi một điếu, Tần Lạc nói. Hắn chỉ nghĩ rằng, là huynh đệ hẳn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu như tâm trạng quân sư không tốt, chính mình nên cùng hút thuốc với cô ấy. Anh đừng có mơ, quân sư nói. Chương 1183, không có cao nhất, chỉ có rất cao. Đối với đàn ông mà nói, bọn họ không thể tách rời được mùi vị của rượu và khói thuốc. Người phụ nữ quá keo kiệt, thậm chí không nỡ cho đi một điếu thuốc. Khi trước Bạch Phá Cục còn cho hắn hơn nửa bao thuốc. Lại còn là gấu mèo nữa chứ. Thế nhưng Tần Lạc hiểu mấy điếu thuốc đó có ý nghĩa đặc biệt với quân sư nên hắn không cố ép. Tần Lạc liếc nhìn quân sư, làm ra vẻ không có chuyện gì, nói, thật ra tôi không hút thuốc. Tôi chỉ muốn hút cùng với cô, chị cũng hút ít thôi, hút nhiều không có lợi. Cô biết không, hút thuốc lá rất dễ bị ung thư, ảnh hưởng lớn đối với đường hô hấp và tim mạch. Đối với phụ nữ mà nói,
hút thuốc lá càng có nguy hiểm hơn đàn ông. Phụ nữ hút thuốc lá sẽ khiến kinh nguyệt rối loạn, rất khó mang thai, có thai ngoài tử cung, hormone giảm xuống, xương khớp trở nên giòn, dễ vỡ. Nhất định chị không chú ý tới những điều này. Nhưng nhất định có một điều chị cần phải suy nghĩ. Thuốc lá còn khiến thời kỳ tiền mãn kinh tới sớm. Nói cách khác chị sẽ mau già hơn những người khác. Quân sư rút hộp thuốc trong túi ra, lấy một điếu thuốc mà cô coi như báu vật, đưa cho Tần Lạc, nói, hút đi. Không hút, Tần Lạc từ chối, tôi biết những điếu thuốc này có ý nghĩa đặc biệt với chị. Tôi chỉ giúp chị tiết kiệm một điếu để chị lưu giữ. Quân sư nhét điếu thuốc vào miệng Tần Lạc, sau đó lấy bật lửa, châm lửa giúp hắn. Trong ánh lửa lượn lờ, Tần Lạc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, diễm lệ của quân sư không mang bất kỳ một cảm xúc tốt đẹp nào. Trước kia quân sư bị thương mà không buồn bã. Tất cả mọi người đều biết tâm trạng cô không tốt nhưng cô vẫn giữ vẻ lạc quan, tinh thần phấn chấn cùng với lòng nhiệt tình. Bây giờ gương mặt cô vừa bi thương vừa đau đớn, hiển hiện rõ ràng trên gương mặt. Khi nói chuyện có thể cảm nhận được, mỗi cử động đều như không còn hứng thú trong cuộc sống. Điều này tuyệt đối không được. Cho dù đứng ở góc độ con người hay đứng trên lợi ích của quốc gia, Tần Lạc không bao giờ hy vọng quân sư rơi vào tình trạng này. Chính vì vậy Tần Lạc mới cố ý dùng thuốc làm vật dẫn khiến quân sư có thể nói sự tình đè nặng trong lòng mình ra, giải khai khúc mắc trong lòng. Quân sư là người thông minh hạng nhất, sau khi nghe câu từ chối của Tần Lạc, cô nheo mắt nhìn hắn, hỏi, anh muốn biết gì? Biết chuyện của đại ca, Tần Lạc nói. Không phải Ly đã nói cho anh biết sao? Không. Tần Lạc xua tay nói, cô ấy không được sự đồng ý của chị, cô ấy không nói. Quân sư khẽ mỉm cười nói, con bé này bị anh làm tâm thần điên đảo. Tôi vốn nghĩ rằng bất kỳ chuyện bí mật nào nó cũng không giữ được. Không ngờ nó vẫn còn nghĩa khí. Tần Lạc nghĩ tới Ly, cười nói, cô ấy rất tôn trọng chị. Chúng tôi là chị em, quân sư nói, nhưng tôi còn như mẹ của nó. Ly rất hạnh phúc, Tần Lạc nói, Ly có Long Vương rất yêu thương nàng. Hơn nữa còn là cha nuôi có uy tín rất cao, có sư phụ tiểu lý thám hoa, kỹ thuật phi đao độc nhất thiên hạ, còn cả một đám hán tử đối xử với nàng như anh trai, quân sư với nàng như một người mẹ, một người chị. Trong quân đội, trong Long Tức, người có thể được hưởng đãi ngộ này, chỉ có một mình Ly mà thôi. Quân sư và Ly đều là phụ nữ nhưng quân sư phải chịu đựng sự vất vả, khổ cực hơn Ly rất nhiều. Vì thân thủ cao minh, quân sư luôn phải chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Bởi vì năng lực xuất chúng, quân sư phải phụ trách đề ra kế hoạch tác chiến nên lần nào cũng phải chịu trách nhiệm trước sự thành bại của kế hoạch. Vì quân sư nhiều tuổi hơn một chút, từng trải hơn một chút nên cô còn phải phụ trách đời sống hàng ngày của bọn họ. Spider-Man nói, năng lực con người càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Mỗi lần Nhật Bản xuất hiện một con quái thú, những cảnh sát hòa bình loài người đều không dùng được, đều phải có Superman xuất trận. Ba đồ đệ của Đường Tăng. Sa Ngộ Tĩnh có thể chịu cực khổ nhưng thân thủ quá kém, chỉ biết kêu, đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi. Đại sư huynh, nhị sư huynh, sư phụ lại bị yêu quái bắt đi rồi. Đại sư huynh, sư phụ và nhị sư huynh đều bị yêu quái bắt đi rồi. Nhị sư đệ chư bát giới càng không thể chịu được, chỉ biết dựa vào nịnh nọt để lấy lòng của lãnh đạo, nhưng lại bỏ mặc công việc. Suốt một đoạn đường đi Tây Thiên, chỉ có một mình Tôn Ngộ Không diệt trừ yêu ma. Nếu coi quân sư chính là Tôn Ngộ Không thì mấy người tiểu lý thám hoa, hỏa dược, Ly cũng không phải là Sa Ngộ Tịnh, trừ Ngộ Năng. Nghĩ như vậy, Tần Lạc càng đồng cảm với quân sư, hắn hy vọng cô một lần có thể lấy lại sức sống cho mình. Đúng vậy, mọi người đều yêu quý nó, quân sư nói. Tần Lạc gật đầu nói, Ly nói chỉ mạo hiểm ra tay với Hoàng Thiên Trọng có thể là vì một người. Tôi cũng cảm thấy như vậy, với trí tuệ của chị. Tuyệt đối không có khả năng chị không nhận ra Hoàng Thiên Trọng đã sắp đặt ván cờ đó. Khi biết rõ âm mưu của Hoàng Thiên Trọng mà vẫn ra tay, điều này không phù hợp với tính cách của chị. Nhất định không ngoài lý do đó. Anh ta cần ăn đòn, tôi thỏa mãn nhu cầu của anh ta. Quân sư nói, cô ném đầu thuốc lá xuống ven đường rồi dùng chân dẫm một lúc. Bọn họ là người như vậy, mỗi khi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chỉ cần một đầu mẩu thuốc lá hay mùi nước hoa để lại cũng khiến đối phương phát hiện ra thân phận của bọn họ. Đức tính cẩn thận, tỉ mỉ này đã ăn vào trong xương tủy bọn họ. Trong cuộc sống, bất kỳ lúc nào nó cũng được sử dụng. Mỗi khi Tần Lạc đi xe cùng với Ly và Giê-xu, bọn họ thi thoảng đột nhiên lái xe nhanh hơn, luôn quan sát phía sau xem có chiếc xe nào khác bám theo hay không. Quả thật trong cuộc sống luôn luôn có những kẻ ngu ngốc,
cần phải có người nói cho hắn biết hắn mới biết mình là đồ ngu. Hoàng Thiên Trọng là người thông minh nhưng anh ta bị sự thông minh khiến mình sai lầm. Tần Lạc gật đầu nói. Khi quân sư nghe Tần Lạc nói Hoàng Thiên Trọng là một kẻ ngu, cô không khỏi nhếch miệng cười nhẹ nhàng, nói ngu chính là không ngu. Chỉ có chút đáng tiếc, Tần Lạc nói, chị vất vả mới trở thành đội trưởng Long Tức, nay bị anh ta chơi một vố như này, có lẽ vị trí đội trưởng lại đổi. Ôi, năng lực của Thám Hoa rất được nhưng mọi người vẫn hy vọng chị làm đội trưởng Long Tức. Tôi không hối hận khi làm như vậy, quân sư nói. Có thể lén lút ra tay mà, Tần Lạc cười hì hì, quan sát quân sư và nói. Quân sư nhìn Tần Lạc nói, tôi biết anh đã suy nghĩ rất cẩn thận. Tần Lạc cười vẻ ăn ý với quân sư, hắn có cảm giác như suy nghĩ của hai người linh thông với nhau. Quả thật trong con mắt của mọi người, hành động đánh Hoàng Thiên Trọng của quân sư có vẻ rất ngốc. Điều này không chỉ công khai mâu thuẫn giữa hai người mà còn vứt bỏ chức vụ đội trưởng Long Tức. Theo như cách nói của Tần Lạc, đáng phải lén hạ độc thủ sau lưng Hoàng Thiên Trọng mới đúng, như vậy chết không có bằng chứng, hơn nữa quân sư vẫn có thể vững vàng ngồi trên vị trí đội trưởng Long Tức. Thế nhưng chuyện thật sự đơn giản như vậy sao? Trên thế giới này tuyệt đối không có bức tường kín gió. Cho dù người ta làm bó mật tới cỡ nào đi nữa, việc tiết lộ chân tướng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa nếu như lén lút giải quyết sự việc, quân sư còn gặp phải mối nguy hiểm gấp bội bây giờ. Ám sát đồng nghiệp của mình, cái giá phải trả không chỉ mỗi chức đội trưởng Long Tức như bây giờ. Còn nữa, quân sư là ai nào? Với trí tuệ của một người mới nhậm chức đội trưởng Long Tức, vì sao quân sư lại bất chấp mọi chuyện liều mạng ra tay hạ độc thử với Hoàng Thiên Trọng? Bởi vì không quan trọng, điều quan trọng là cấp trên sẽ suy đoán vì sao cô lại hành động như vậy. Quân sư cho câu trả lời, vì đại ca. Tất cả mọi người đều không ai nghi ngờ câu trả lời này, kể cả Phó Phong Tuyết. Bởi vì chỉ có người đàn ông sớm ra đi vào tuổi thanh niên kia mới có thể khiến quân sư kích động, mới có thể khiến cô hành động bất chấp hậu quả. Quân sư không chỉ báo thù giúp đại ca mà cô còn muốn lật lại vụ án của đại ca. Cô có thể lén giết Hoàng Thiên Trọng, thế nhưng như vậy thì chân tướng sự việc cái chết của đại ca sẽ không bao giờ được làm rõ. Quân sư ra tay trước mặt mọi người, làm lớn chuyện hơn nữa, còn quân sư còn tương kế tựu kế, dùng kế dụ địch của Hoàng Thiên Trọng làm nền. Thuận thế, dứt khoát đâm thủng tấm màng mỏng đó. Hoàng Thiên Trọng không chỉ đáng thương mà còn rất đáng buồn. Chân tay Hoàng Thiên Trọng bị Phó Phong Tuyết đánh tàn phế. Danh tiếng của Hoàng Thiên Trọng cũng trở nên tệ chưa từng có. Hoàng Thiên Trọng vốn tưởng kế hoạch cực kỳ hoàn hảo, không ngờ bị quân sư lợi dụng thành vũ khí sắc bén chọc cho một đao. Nếu như lúc này Hoàng Thiên Trọng nghe được cuộc nói chuyện giữa quân sư và Tần Lạc, y có thể tức giận hộc máu, có lẽ sẽ vung đao chặt đứt cái chân cuối cùng của mình. Long chủ có biết không? Tần Lạc hỏi nhỏ, đương nhiên Long chủ ở đây chính là ông. Bây giờ Phó Phong Tuyết hoàn toàn xứng đáng là ông chủ của biệt thự đó. Bất cứ lúc nào cũng không được coi thường trí tuệ của Long chủ. Quân sư nói, hơn nữa người còn là sư phụ của tôi. Tần Lạc kinh hãi. Tần Lạc thật sự không biết chuyện Phó Phong Tuyết chính là sư phụ của quân sư. Hắn vốn tưởng bản thân mình đã trở thành một phần tử của Long Tức, đã biết được rất nhiều chuyện. Thế nhưng so với những chuyện bí mật ẩn giấu trong Long Tức, hắn còn biết quá ít. Thế nhưng điều này không quan trọng vì có rất nhiều chuyện là bí mật quốc gia, không thuộc phạm vi mà hắn cần phải biết. Nhưng điều càng khiến Tần Lạc kinh hãi hơn chính là nếu như Phó Phong Tuyết đã suy nghĩ nhận ra động cơ ra tay của quân sư mà còn chủ động đánh gãy tứ chi của Hoàng Thiên Trọng giúp cô làm lớn chuyện, không hiểu trong đầu ông đang nghĩ cái gì. Phó Phong Tuyết, một đời cũng là một người đàn ông khiến người ta phải vô cùng kính sợ. Trong ba người sáng lập ra Long Tức, Long Vương giỏi thủ đoạn, Long Chủ giỏi mưu kế, còn một người giỏi chấp hành. Long Vương đưa tôi tiến vào Long Tức nhưng Long Chủ chính là sư phụ của tôi, một thân sở học này của tôi đều học của sư phụ. Quân sư nhìn ánh mắt nghi ngờ của Tần Lạc, lên tiếng giải thích. Khi biết mối quan hệ của Phó Phong Tuyết và quân sư, Tần Lạc rất muốn hỏi quân sư nguyên nhân Phó Phong Tuyết sa sút tinh thần trong bao năm, trở thành người canh cửa, thế nhưng câu nói này rốt cuộc không nói được. Chương 1184, câu chuyện lãng mạn của quân sư. Răng rắc, quân sư dập dậm chân, âm thanh đổ vỡ của giày da đạp trên vật rắn chắc vang lên, đầu mẩu thuốc đang cháy bị nghiền nát. Anh không nên hỏi, tôi cũng sẽ không trả lời. Quân sư nói, cô hiểu rõ suy nghĩ của Tần Lạc, biết điều hắn muốn hỏi. Nói chuyện với người thông minh rất hao tổn công sức, Tần Lạc cười gượng nói, thế nhưng càng hao tổn tâm trí, càng lo để không trúng phải bẫy của chị. Anh không ngốc,
Quân sư nói, anh chỉ giả ngốc. Tôi không giả ngốc, tôi thật sự ngốc, Tần Lạc giải thích, không thể nói một chút chuyện của đại ca sao? Anh muốn biết cái gì? Tôi rất tò mò, tôi muốn biết đại ca là người như thế nào. Tần Lạc cười nói, ngay cả một người kiêu ngạo, tài năng chắc tuyệt như quân sư cũng phải động tâm. Nếu như người khác hỏi nhất định tôi sẽ không nói. Quân sư nói. Còn tôi? Quân sư trầm ngâm một lát rồi nói, tôi biết anh chỉ muốn an ủi tôi. Thật ra không cần phải làm vậy. Có những nỗi đau chỉ mình tôi phải gánh chịu, cũng chỉ có mình tôi mới tình nguyện chấp nhận nó. Bởi vì ngay cả nỗi đau đớn cũng không có, thật sự đã thành cái xác không hồn rồi. Anh có biết tôi có biệt danh gọi là Hoàng hậu không? Biết, Tần Lạc gật đầu nói. Có biết tại sao tôi được gọi là Hoàng hậu không? Bởi vì chị rất xinh đẹp. Vì tôi xứng với Hoàng đế. Trong con mắt bọn họ, tôi và Hoàng đế giống như cỗ máy giết người. Tần Lạc trầm ngâm, hắn hoàn toàn không biết lý do này. Hắn vốn tưởng những kẻ đó gọi quân sư là Hoàng hậu là có ý muốn chiếm tiện nghi của phụ nữ Trung Quốc. Thậm chí hắn còn rất bị ổi khi nghĩ rằng mình cần phải lấy ngoại hiệu là Hoàng đế, vì hắn muốn tạo thế để sau này theo đuổi quân sư. Nói như vậy cũng không sai. Quân sư nói tiếp, người như chúng tôi, quả thật là những cỗ máy giết người. Tôi không thích biệt hiệu này. Tôi không muốn nghĩ tới việc này. Tôi không muốn nghĩ tới sắc mặt và sự hoảng sợ của những người bị tôi giết. Tôi biết tôi đã làm đúng, tôi làm nhiệm vụ quốc gia nhưng cuối cùng tôi chỉ là một người phụ nữ. Tôi sẽ gặp ác mộng, mơ tới những thứ tôi tìm trăm phương ngàn kế muốn quên đi những kết quả tôi vẫn phải đối mặt với những cái đó. Những người đó dùng chân, tay cào, đá, răng cắn, ánh mắt dữ tợn, thù hận khiến tôi bừng tỉnh trong cơn ác mộng. Thế nhưng đó là trước kia, quân sư nhếch miệng cười. Lúc này Tần Lạc mới nhận ra má trái của quân sư có một lúm đồng tiền, một khi cô cười, cực kỳ quyến rũ. Bây giờ tôi quen rồi, không còn cảm giác, giết người nhiều hơn, không còn nhiều cảm giác tôn trọng đối với tính mạng con người. Tôi có thể hiểu, trong lòng Tần Lạc càng đau xót, hắn thương tiếc những cô gái đáng thương lại xinh đẹp này, hắn chỉ hận bản thân mình không thể thực hiện thay chức trách của bọn họ. Thế nhưng hắn biết bản thân mình không thể làm được, bản thân hắn không thể làm tốt như bọn họ. Anh không hiểu, quân sư lắc đầu nói, người không có kinh nghiệm của bản thân tuyệt đối không thể hiểu. Chị không nên luôn vạch trần lời nói dối thiện ý của người khác. Tần Lạc xấu hổ nói, điều này khiến người ta không xuống đài được. Biết rõ nói dối sao còn nói. Tôi chỉ muốn thể hiện sự đồng cảm với chị. Quân sư cười nói, khi tôi tới, đại ca đã ở Long Tức. Anh ấy lớn tuổi hơn chúng tôi. Rất quan tâm chăm sóc những thành viên mới như chúng tôi cho nên tất cả mọi người đều gọi anh ấy là đại ca. Anh ấy có một biệt hiệu là, Lão Ưng. Bóng ngược trên sông, hàng liễu thổi nhẹ. Ánh trăng xua đuổi mây, mây che ánh nguyệt, gió thổi làn nước, nước quyến luyến gió. Tần Lạc lặng lẽ đứng bên cạnh quân sư, lắng nghe cô chậm rãi kể về tình cảm của mình. Việc quân sư tình nguyện mở rộng lòng với mình khiến Tần Lạc có một cảm giác rất thành công. Quân sư hoàn toàn không giống như những người phụ nữ bình thường. Cô là phụ nữ. Anh ấy rất cao to. Quân sư nghiêng mặt nhìn Tần Lạc nói, có thể cao to hơn anh. Chị muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Tần Lạc bất mãn nói. Sao chị cứ muốn hạ thấp người khác vậy? Anh ấy là người rất đàn ông, một hình mẫu như Long Vương, là học trò yêu của Long Vương. Anh ấy có năng lực xuất chúng, cho dù năng lực lãnh đạo hay thực lực bản thân cũng cực kỳ ưu tú. Khi đó lão đội trưởng chấp hành nhiệm vụ bị thương, anh ấy được là đối tượng sáng nhất cho vị trí đội trưởng. Tất cả chúng tôi đều nghĩ anh ấy sẽ được chọn làm đội trưởng. Sau đó, Tần Lạc hỏi, hắn biết nhất định sau này xảy ra chuyện nếu không đại ca trong mắt mọi người sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Sau đó Hoàng Thiên Trọng tới, bởi vì anh ta là con trai của một trong ba người sáng lập Long Tức, đương nhiên rất có địa vị trong Long Tức. Long Tức là nơi tôn trọng năng lực, kẻ mạnh làm vua. Quả thật Hoàng Thiên Trọng cũng rất có năng lực, bản thân cũng rất thông minh. Hai người bọn họ nhanh chóng trở thành cặp sinh tử của Long Tức. Bọn họ là hai người được coi trọng nhất Long Tức. Con người của đại ca rất tốt, những thành viên chúng tôi đều ủng hộ đại ca. Hoàng Thiên Trọng có bối cảnh thâm hậu, hai người dần dần tạo thành hình thái địa vị ngang nhau. Khi ngày xác định tuyển chọn đội trưởng càng lúc càng gần, mâu thuẫn của hai người càng lúc càng lớn. Cuối cùng ai là đội trưởng? Đại ca là đội trưởng. Quân sư nói, đại ca chính là đội trưởng thứ hai của Long Tức. Đó là do Long Vương tự mình bổ nhiệm. Trước kia sức khỏe của Long Vương rất tốt, ở Long Tức là nhất ngôn cửu đỉnh. Long Vương cũng rất có uy tín ở quân bộ.
Một khi ông đã quyết định chuyện gì không ai có thể thay đổi. Sau Hoàng Thiên Trọng ghi hận trong lòng. Hoàng Thiên Trọng là đội phó, quân sư nói, cũng là đội trưởng tiếp theo, giống như đại đầu bây giờ. Đại đầu là đội trưởng tiếp theo, Tần Lạc kinh hãi, đây là chuyện quân sư và phó Phong Tuyết mới quyết định. Hắn chưa từng nghe ai nói, thậm chí Ly cũng không biết. Đúng vậy, quân sư gật đầu, chuyện này vốn còn bí mật, không nên nói ra. Quân sư thậm chí còn không nói cho Ly biết nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì mà quân sư cảm thấy nên nói cho Tần Lạc. Cảm ơn, Tần Lạc cảm kích nói. Hắn thật sự cảm thấy vui mừng cho đại đầu. Lúc hắn giúp chữa bệnh cho cha của đại đầu, hắn chỉ dựa vào lương tâm của một thầy thuốc, chữa bệnh cứu người mà thôi. Sau đó đại đầu được Ly mang đi, vào Long Tức. Không ngờ đại đầu có thể đi tới bước đường này, cuối cùng có cơ hội trở thành đội trưởng Long Tức. Cảm ơn tôi làm gì? Quân sư cười nói, đội trưởng Long Tức không dễ là, không thoải mái, tự tại như khi làm một vệ sĩ cho anh. Đây là công việc đại đầu thích làm, Tần Lạc nói, cậu ấy tự hào về nghề nghiệp của mình. Cha cậu ấy cũng vậy. Cậu ta là một quân nhân bẩm sinh, cậu ta thuộc về Long Tức cũng có thể thuộc về cậu ta. Quân sư nói, xét về năng lực, cậu ta có thể làm được, chỉ thiếu kinh nghiệm. Tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu ta mấy năm sau này sẽ hoàn toàn do cậu ta độc lập thực hiện. Cậu ấy sẽ không khiến chị thất vọng, Tần Lạc cam đoan thay cho đại đầu. Đối với Tần Lạc mà nói, đại đầu chính là huynh đệ. Người anh em này của hắn được thủ trưởng quân sư đề bạt, hắn tình nguyện nói câu cảm ơn thay cho người anh em của mình. Hoàng Thiên Trọng là đội phó. Hai người này sinh xung đột sao? Không có, quân sư nói, đại ca là đội trưởng. Hoàng Thiên Trọng là đội phó. Bọn họ vốn là hai người đàn ông ưu tú, phối hợp vô cùng ăn ý. Trong khoảng thời gian này Long Tức hoàn thành mấy nhiệm vụ khó khăn. Uy tín của Long Tức lên cao như mặt trời ban trưa. Người người đều cực kỳ kỳ vọng. Đây chính là phong cách của Hoàng Thiên Trọng. Tần Lạc nói, con người Hoàng Thiên Trọng khẩu Phật tâm xà, biểu hiện bề ngoài thì xưng anh em nhưng lại đâm dao sau lưng hơn nữa Hoàng Thiên Trọng rất giỏi che giấu. Một khi chuyện đã định, y sẽ cố gắng thiết lập quan hệ tốt với đại ca, dùng điều này làm liều ma túy khiến đại ca và những người khác buông lơi cảnh giác. Thậm chí hai người bọn họ còn kết nghĩa anh em. Quân sư chào phúng, anh ấy rất dễ tin tưởng người khác. Sau đó xảy ra chuyện gì? Tần Lạc hỏi. Sau sinh nhật của tôi một ngày, Long Tức nhận một nhiệm vụ cực kỳ khó giải quyết. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, một hay hai người căn bản không thể thực hiện được. Sau đó Long Vương quyết định để tôi, đại ca và Hoàng Thiên Trọng, một thành viên nữa, bốn người cùng đi thực hiện nhiệm vụ. Tôi và đại ca ở một tổ, Hoàng Thiên Trọng và thành viên kia một tổ. Tổ bọn họ phụ trách dẫn rắn rời khỏi hang, tôi và đại ca phụ trách xuất kích. Nói tới người này, cuối cùng sự xúc động cũng xuất hiện trên gương mặt quân sư. Sắc mặt của cô vô cùng đau đớn, ánh mắt ngập tràn thù hận và phiền muộn. Một lần nữa quân sư lấy hộp thuốc lá, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hình chim ưng khắc trên bề mặt, tưởng nhớ một cách sâu sắc, nói, đại ca biết tôi thích hút thuốc nên đã tặng tôi hộp thuốc lá này trong sinh nhật tôi. Hình chim ưng trên mặt chính do anh ấy khắc, anh ấy nói với tôi chữ cái trên mặt hộp là tên của hai người, anh ấy bảo tôi hãy đoán xem đó là ai. Tần Lạc nhìn thấy dưới nhánh cây chim ưng đậu có hai chữ cái, một là chữ Y, một là chữ S. Tần Lạc biết chữ Y chính là viết tắt của lão ưng, chữ S là quân sư. Hình thức biểu lộ tình cảm gián tiếp này rất hay. Tần Lạc cười nói. Quân sư nở một nụ cười, những giọt nước mắt như hạt châu cũng theo đó lăn xuống. Quân sư nói, đúng vậy, thật khó cho anh ấy. Lần đầu tiên tôi biết anh ấy là người rất phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Thế mà lần đó anh ấy đỏ mặt như một đứa trẻ. Chương 1185, tôi còn quay về. Quân sư khóc. Đây là lần đầu tiên Tần Lạc nhìn thấy những giọt nước mắt của quân sư. Lần trước khi quân sư trúng phải loại độc biến dị cực độc, tính mạng nguy hiểm sớm tối nhưng cô vẫn không khóc. Khi quân sư ác chiến với bá tước, tạng phủ bị thương nặng, không ngừng nôn ra máu, cô cũng không khóc. Khi quân sư ở bên ngoài một mình chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, ban đêm cô độc. Cô cũng không khóc, khi bị người ta đuổi giết, cũng không khóc. Bây giờ cô khóc vì một người đàn ông. Tần Lạc rất đau lòng, cực kỳ đau lòng. Tần Lạc biết quân sư đã khá lâu, thời gian ở chung với nhau rất ít, theo lý mà nói Tần Lạc đáng lẽ không nên có tình cảm sâu đậm với quân sư, không nên có cảm động lây với nỗi đau xót của cô. Thế nhưng hắn thật sự cảm nhận được điều đó. Người phụ nữ kiên cường, thông minh,
kiêu ngạo khóc trông thật giống một đứa trẻ khiến không một ai nhìn thấy có thể giữ bình tĩnh được. Tần Lạc không biết nên làm gì, có lẽ không nên làm gì cả, cứ để mặc quân sư thổ lộ tâm tình của mình là cách lựa chọn tốt nhất. Tần Lạc lục lọi trong túi một lát, hắn tìm thấy một chiếc khăn giấy nhăn nheo đưa cho quân sư. Quân sư nhận chiếc khăn giấy, lau hai khóe mắt, không ngờ chất lượng chiếc khăn quá kém. Hơn nữa nó còn nằm trong túi Tần Lạc một thời gian dài nên khi thấm nước mắt nó biến thành sền sệt như hổ rán, dính một mảng vào khóe mắt quân sư. Trên mặt có vết bẩn, Tần Lạc muốn giơ tay lau hộ vết dính trên mắt quân sư nhưng hắn lại lo quân sư hiểu lầm hắn nhân cơ hội người ta mà chiếm tiện nghi chính vì vậy hắn không còn cách nào khác là chủ động nói ra. Cái gì? Sau khi quân sư lau nước mắt, tâm trạng cô cũng ổn định phần nào. Quân sư cảm thấy vừa rồi mình đã không khống chế được cảm xúc. Lại còn không biết xấu hổ lau nước mắt trước mắt Tần Lạc. Trong mắt quân sư, Tần Lạc là bạn, là ân nhân cứu mạng, cũng là tri kỷ. Người đàn ông này thoạt nhìn trông rất hồn nhiên, thật ra bản tính rất thông minh, khí phách, cũng vô cùng giảo hoạt. Người bình thường rất khó chiếm được tiện nghi của hắn. Có rất nhiều chuyện của quân sư, ngay cả ly người rất hiểu cô cũng không hiểu rõ nhưng Tần Lạc lại hiểu được. Trên mặt có vết bẩn, để tôi lau giúp, Tần Lạc nói. Vì vậy quân sư tự mình lau một vòng quanh mặt mình. Để tôi làm giúp, Tần Lạc sốt ruột nói. Hắn đi tới một bước, giơ tay bóc những mảnh giấy nát dính trên mặt quân sư. Quân sư không động đậy, để mặc Tần Lạc làm sằng làm bậy trên gương mặt mình. Nhìn gương mặt thanh tú của Tần Lạc gần trong gang tấc, nhìn ánh mắt chăm chú của hắn, nhìn đôi mắt sáng long lanh dưới ánh trăng, đột nhiên trong lòng quân sư nảy sinh một cảm giác ấm áp. Quân sư không hiểu vì sao bản thân mình lại nảy sinh tình cảm này, có lẽ là vì trong lúc cô cảm thấy mất mát nhất có một người bạn thân thiết ở bên cạnh an ủi, một chuyện hạnh phúc nhất. Sau khi Tần Lạc lột hết những mảnh giấy màu trắng, hắn lại dùng ngón tay chà sát một lần rồi cười nói, xong rồi. Cảm ơn, quân sư lùi lại một bước, nói. Ngay khi lùi lại sau, đột nhiên quân sư cảm thấy hối hận. Mình lùi lại sau làm gì? Không phải đó chính là biểu hiện chột dạ sao? Cũng may Tần Lạc không phát hiện ra tâm trạng khác thường này của quân sư, hắn chỉ nói, khi đó cũng thích anh ấy phải không? Trước kia tôi gọi anh ấy là đại ca, những thành viên Long Tức cũng gọi anh ấy là đại ca. Khi Long Vương tìm anh ấy, Kiều Mộc cũng gọi anh ấy là đại ca. Khi nói những câu này, quân sư lại mỉm cười, má lúm đồng tiền ẩn hiện trên gương mặt, cực kỳ quyến rũ. Tập tính sùng bái của loài người rất mạnh, phụ nữ càng hơn thế. Khi đó tôi chỉ cảm thấy đại ca là người rất tốt, hơn nữa rất quan tâm tới chúng tôi. Có nhiều khi tôi nảy sinh sự ỷ lại với anh ấy. Quân sư nói, thật ra trước kia tôi cũng không phải là người xuất chúng như bây giờ. Tôi là một cô gái. Trong một long tức ngập tràn dương khí, tôi thuộc về phái yếu, thuộc về vị trí phụ trợ. Tần Lạc gật đầu ám chỉ đã hiểu. Rất nhiều người đều như vậy. Khi có cha mẹ bên cạnh mình. Vì ỷ lại sự quan tâm của bọn họ nên chuyện gì cũng làm không tốt, chỉ khi rời khỏi nhà, ra xã hội, xa cách cha mẹ, đối mặt với nhiều khó khăn, bước đi mới dần trưởng thành, trở nên kiên cường, dũng cảm. Trước kia anh tài long tức lớp lớp xuất hiện, quả thật không cần quân sư gánh vác nhiều trách nhiệm. Bây giờ một người phụ nữ như quân sư phải đứng ra gánh vác trách nhiệm, quả thật long tức đã xuống dốc nhiều quá. Anh ấy tặng cho tôi hộp thuốc, lại còn bảo tôi đoán hai chữ cái trên mặt hộp thuốc. Phụ nữ trưởng thành sớm hơn đàn ông một chút, khi nhìn thấy anh ấy đỏ mặt tía tai, lảng tránh ánh mắt của tôi đã hiểu rõ tình cảm của anh ấy. Lúc này tôi mới phát hiện ra, tôi cũng thích anh ấy bởi vì khi đó tôi không từ chối, ngược lại còn rất thích thú. Tần Lạc mỉm cười. Quân sư cũng là một người phụ nữ, cô cũng như những người phụ nữ khác, vui vẻ khi nói về người đàn ông mình yêu mến, tâm trạng vui mừng phấn chấn như chim sẻ. Nghĩ lại vẻ trẻ trung của quân sư trước kia còn bây giờ cô là người chỉ cả gánh vác trách nhiệm, trong lòng Tần Lạc lại cảm thấy cay đắng. Sự thay đổi này bắt nguồn từ đâu? Tất cả đều do cuộc sống bức bách. Trong hộp thuốc còn cả thuốc lá. Anh ấy bảo tôi hút thử loại này sau đó tôi hút thử một điếu. Quân sư rút chiếc bật lửa dùng châm thuốc khi trước. Trên bật lửa cũng có hình hoa văn chim ưng và chữ cái, thoạt nhìn có vẻ như cùng bộ với hộp thuốc. Cô nói, chiếc bật lửa này cũng do anh ấy tặng tôi. Cũng là lần duy nhất anh ấy châm lửa cho tôi. Lúc này đây, Tần Lạc không nói tiếp vì hắn hiểu câu chuyện xưa đã bắt đầu. Khi tôi mới hút được một hơi, anh ấy đột nhiên đẩy tôi ngã xuống đất. Một lần nữa sắc mặt quân sư trở nên trắng bệch, tôi vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trên ngực mình rất ấm.
Đó chính là máu của anh ấy chảy trên người tôi. Anh ấy đẩy ngã tôi là vì cứu tôi, anh ấy còn chủ động đối mặt với tay súng bắn tỉa. Một lần nữa khóe mắt quân sự ươn ướt, cô nghẹn ngào không nói được nữa. Trong lòng Tần Lạc cũng tràn ngập nỗi thê lương và đau xót, còn cả một cảm giác tiếc nuối. Cho dù trước kia Tần Lạc chưa từng gặp lão ưng của quân sư, bọn họ đều là những người nổi bật trong lĩnh vực của mình. Bọn họ vì đất nước mà nỗ lực, trả giá tất thảy của mình thế nhưng cuối cùng bọn vẫn là những chàng trai, cô gái có tình cảm, bọn họ không phải những cỗ máy giết người. Bọn họ có tình cảm của mình, có người đàn ông, người phụ nữ mà mình yêu thích. Tình yêu của bọn họ khó nhọc hơn nhiều so với người thường. Kết quả của bọn họ cũng thê thảm hơn người thường rất nhiều. Kiên cường chia tay nhau là bình thường, sinh ly tử biệt mới chính là vĩnh viễn. Đôi tình nhân mới thổ lộ tình cảm chỉ trong nháy mắt xung trận đã không còn quay về. Bọn họ rất đáng tôn kính nhưng cũng thật đáng tiếc. Tần Lạc không biết lão ưng nhưng hắn có cảm giác con người bị súng bắn gãy một tay kia nhưng vẫn kiên cường xông tới chỗ kẻ thù, một hình tượng vô cùng cao đẹp. Chuyện này có liên quan tới Hoàng Thiên Trọng không? Tần Lạc hỏi. Hai tổ đi thực hiện nhiệm vụ lần này chỉ có hai người quay về, một người là tôi, người còn lại chính là Hoàng Thiên Trọng. Nhiệm vụ của bọn họ là dẫn mục tiêu đi ra ngoài, chúng tôi phụ trách ám sát hơn nữa chúng tôi đã có quy định thời gian hành động. Thế nhưng mục tiêu đã đi ra trước khiến chúng tôi không kịp đề phòng. Có một điều nghi ngờ nữa là tại sao tay súng bắn tỉa lại biết được vị trí ẩn nấp của chúng tôi. Hoàng Thiên Trọng giải thích với Long Vương rằng khi anh ta và một đội viên nữa dẫn mục tiêu ra đã không may bị dây động rừng, sau đó bọn họ bị người truy sát. Bọn họ không thể làm khác được, phải dẫn người tới chỗ chúng tôi với mục đích tìm kiếm sự trợ giúp của chúng tôi. Anh ta kiên trì giải thích như vậy nên không thể làm khác được. Đồng đội của anh ta đã chết cho dù Long Vương không tin, ông cũng không thể làm gì anh ta được. Lão ưng đã chết, Long Vương rất đau lòng. Anh ấy là đồ đệ của ông, cũng là đội trưởng Long Tức chính tay ông mới bổ nhiệm. Long Vương nghi ngờ Hoàng Thiên Trọng chính là người dở trò trong chuyện này nên mới tìm một lý do trục xuất Hoàng Thiên Trọng ra khỏi Long Tức. Khi quân sư nghĩ tới Long Vương, sắc mặt cô trở nên sùng bái. Thật ra lúc đầu Long Vương có quyết định này đã phải gánh chịu áp lực rất lớn. Ông bị rất nhiều người công kích. Vì ông không có chứng cứ chứng minh Hoàng Thiên Trọng gây ra chuyện đó hơn nữa ông cũng không nói nghi ngờ của mình với người ngoài. Ông là một người chính trực, trong mắt ông không trộn lẫn một hạt cát. Hoàng Thiên Trọng không giành được chức đội trưởng, ngược lại còn bị ép rời khỏi Long Tức. Anh ta hận Long Vương, hận Long Tức. Đương nhiên tôi cũng hận anh ta. Mấy lần tôi muốn đi giết anh ta nhưng nếu như vậy lại khiến anh ta trở thành liệt sĩ. Quân sư nở một nụ cười. Cười rất vui vẻ, thoải mái. Tôi luôn mong đợi, thời gian chờ mong cũng khiến bản thân trở nên kiên cường hơn, thông minh hơn. Cuối cùng tôi cũng có một cơ hội, cuối cùng tôi cũng có cơ hội đánh anh ta xuống địa ngục. Quân sư cười nói, thật ra hôm nay tôi rất vui bởi vì tôi cuối cùng đã báo thù được cho anh ấy. Chuyện này chính là động lực để tôi cố gắng. Cuối cùng mọi chuyện đã rõ ràng. Hoàng Thiên Trọng vì dụ dỗ quân sư ra tay. Vì muốn léo quân sư khỏi vị trí đội trưởng Long Tức như mình, đã phải để lộ chân tướng cái chết của lão ưng. Trong phòng ăn Hoàng Thiên Trọng gọi quân sư lại, khẽ nói với cô nguyên nhân cái chết của lão ưng chính vì vậy quân sư phẫn nộ ra tay đánh y. Khi đó anh ta nói như thế nào? Anh ta nói, tôi còn cơ hội quay về. Tần Lạc kinh hãi nhìn quân sư. Chương 1186, ngắm hoa trong sương mù. Tần Lạc vốn nghĩ bản thân mình đã đoán được phần mở đầu và phần kết trong câu chuyện của quân sư, hắn không ngờ chân tướng sự việc lại quỷ dị đến thế là cùng, khiến người ta phải tròn mắt kinh hãi. Hắn vốn tưởng Hoàng Thiên Trọng nói với quân sư thật ra lão ưng chính là do tôi cố tình dẫn người tới giết. Quân sư không thể khống chế tâm trạng của mình sau đó liều mạng cùng với Hoàng Thiên Trọng. Nhưng sự thật không phải như vậy. Hoàng Thiên Trọng không nói chuyện của lão ưng mà nói với quân sư rằng, vị trí đội trưởng Long Tức này cô làm không lâu đâu, tôi sẽ quay về cướp lại. Đáng tiếc sắp đặt tầm thường này của y đã sớm bị quân sư nhận ra. Khi Ly bị Hoàng Thiên Trọng chọc giận rút dao định liều mạng với y, quân sư đã ngăn cản, cô cầm cổ tay Ly và nói, cẩn thận trúng kế. Câu nói này của quân sư càng khiến tâm trạng Hoàng Thiên Trọng nôn nóng, nóng nảy bởi vì kế hoạch của y đã sớm bị quân sư nhận ra, khổ nhục kế của y rất khó thành công. Cứ như vậy y càng không kiêng nể gì, khi đó y mới chính thức chọc giận được quân sư. Vì vậy sơ hở đã xuất hiện. Quân sư tương kế tự kế, mạo hiểm ra tay. Hỉ Dương Dương và Hôi Thái Lang mỗi lần bị đánh bay lên không trung đều nói câu sau,
ta còn có cơ hội quay về. Tiểu Hôi Hôi đôi mắt long lanh nước, kiêu ngạo nói, cha lại bay. Điều tiếc nuối chính là Hôi Thái Lang quay về lại vui vẻ coi như người không có chuyện gì xảy ra. Không, chính xác là lang không có chuyện gì, nhưng Hoàng Thiên Trọng thì khác, tay y không thể cầm, chân y không thể bước đi, còn phải nhục nhã ở lại Long Tức làm người canh cửa cho Phó Phong Tuyết, nay gọi Hoàng Thiên Trọng là nhân vật bi kịch đệ nhất trong vòng trăm năm cũng không có gì quá đáng. Anh rất bất ngờ sao? Quân sư hỏi. Tôi vốn tưởng anh ta nói ra chân tướng sự việc, Tần Lạc không phủ nhận, không phải hắn bất ngờ mà cực kỳ bất ngờ. Hoàng Thiên Trọng là người cẩn thận, sao anh ta có thể nói ra chuyện đó? Quân sư lắc đầu nói, dù có chết, anh ta nhất định không thể nói chuyện đó. Vậy, Tần Lạc có cảm giác suy nghĩ của mình hơi hỗn loạn. Hắn tin tưởng bản thân mình đã hiểu rõ một người nhưng lúc này mới nhận ra hắn thật sự không hiểu gì về con người này. Long chủ có tin lời chị không? Ông ấy không tin, quân sư nói. Ông ấy không tin, Tần Lạc càng ngơ ngác. Nếu ông ấy không tin, sao ông ấy lại giúp chị đánh gãy chân tay Hoàng Thiên Trọng? Bởi ông ấy cũng như tôi, cũng tin Hoàng Thiên Trọng chính là thủ phạm của vụ việc kia. Quân sư nói, hơn nữa chuyện này không phải ông ấy làm mà do Long Vương làm. Long Vương, Tần Lạc càng ngơ ngác như lọt vào đám mây mù. Long Vương không có mặt ở đây, tại sao lại nói do ông làm? Đúng vậy, quân sư nói, đây là việc vốn Long Vương muốn làm. Long Vương không có mặt ở đây, cũng không tiện ra tay nên Long Chủ làm thay Long Vương. Tần Lạc yên lặng một lát, sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn của mình, cuối cùng hắn nói, vậy chị có nghĩ tới chuyện năm xưa thật sự không liên quan tới Hoàng Thiên Trọng không? Nếu như anh ta bị oan thì sao? Anh nghi ngờ trí thông minh của chúng tôi hả? Quân sư tươi cười hỏi ngược lại nhưng thái độ không ác ý. Không, Tần Lạc xua tay nói, tôi chỉ đặt ra một giả thiết. Trong đầu tôi cũng nghĩ anh ta là người làm chuyện đó thế nhưng nếu không phải thì sao? Anh ta ra tay sớm nhưng lại không thông báo cho chúng tôi, dẫn rắn ra khỏi hang nhưng lại không nhắc nhở. Anh ta hoàn toàn có thể báo tin cho chúng tôi trên đường chạy trốn nhưng anh ta không làm thế. Anh ta cố ý khiến chúng tôi không kịp đề phòng. Quân sư nói, tôi là quân nhân. Quân nhân có một trực giác đặc biệt đối với những tình huống nguy hiểm. Chúng tôi hiểu rõ trình tự công việc, giống như anh hành nghề y. Nhưng khi châm cứu cho người bệnh, không thể làm sai các bước trừ khi anh muốn cho người bệnh đó chết. Các bước của Hoàng Thiên Trọng đều sai. Thoạt nhìn thì lý do của anh ta có thể giải thích nguyên nhân sự việc nhưng thật ra nó không thể giải thích bất kỳ điều gì. Điều đáng tiếc duy nhất là chúng tôi không có bằng chứng. Tần Lạc gật đầu tỏ vẻ hiểu. Hắn không phải là quân nhân, không hiểu những vấn đề đặc thù công việc của bọn họ thế nhưng đương nhiên hắn tin tưởng lời quân sư. Khi Tần Lạc và Hoàng Thiên Trọng còn chưa chính thức đối mặt với nhau, Hoàng Thiên Trọng đã gây chuyện với Tôn Diệu Dương để đối PS1O với hắn. Từ đó có thể thấy lòng đố kỵ của Hoàng Thiên Trọng mạnh tới cỡ nào. Một người như vậy sao có thể cam tâm tình nguyện đứng dưới lão ưng? Lần này anh ta lại lập lại mưu kế cũ. Anh ta muốn kéo tôi khỏi vị trí đội trưởng Long Tức. Anh ta muốn cho mấy người hỏa dược, ly cùng có phần trong cuộc chơi này, ngăn chặn việc lên chức của bọn họ. Đây chính là nguyên nhân chính là Long Chủ tức giận. Quân sư nói. Nếu như không phải vì nguyên nhân này, Long Chủ không nhất định hạ thủ tàn nhẫn với anh ta. Dù gì đi nữa anh ta cũng có một người mẹ tốt. Quả thật vì nguyên nhân cha Hoàng Thiên Trọng là Hoàng Thiên Minh, vì nguyên nhân Lạc Sâm, ít nhiều Long Vương và Phó Phong Tuyết đều nể tình xưa nghĩa cũ. Mặc dù lần trước Long Vương tức giận đuổi Hoàng Thiên Trọng đi nhưng không vì thế mà dìm y xuống bùn đen. Lần này Hoàng Thiên Trọng lại muốn kéo một viên đại tướng Long Tức xuống vực thẳm, Phó Phong Tuyết nổi giận mới ra tay. Đối với những người Long Vương và Phó Phong Tuyết, chuyện nữ nhi tình trường chỉ là chuyện nhỏ, quốc gia đại sự mới là chuyện lớn. Bọn họ có thể một lần giới hạn tha thứ cho bạn nhưng mỗi khi làm tổn hại tới lợi ích quốc gia, bọn họ sẽ ra tay một cách vô tình. Lão ưng và quân sư đều là nhân tài quốc gia. Thật ra Hoàng Thiên Trọng đang đào góc tường của quốc gia, bảo sao Phó Phong Tuyết không tức giận. Vẫn rất đáng tiếc, Tần Lạc nói. Điều đáng tiếc ở đây chính là quân sư không thể tiếp tục làm đội trưởng Long Tức nữa. Anh ấy vì cứu tôi mà mất mạng, tôi vì báo thù cho anh ấy, chức đội trưởng Long Tức này có đáng không? Bác sĩ đã ra ngoài hết, trong phòng bệnh chỉ còn hai y tá đang trực. Lạc Sân ngồi ở đầu giường nhìn con mình mặt băng bó đầy băng gạc, chân tay bó thạch cao, một lần nữa nước mắt lại trào ra. Cái gì là đệ nhất Mỹ nữ Yến Kinh, cái gì là truyền thuyết trẻ mãi không già? Cái gì là quý phụ danh tiếng? Trước mặt đứa con đau đớn thập tử nhất sinh này, tất cả đều không đáng giá.
Khi bà còn trẻ, chồng đã ra đi, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Tất cả hy vọng trong cuộc sống của bà đặt hết lên người con trai này. Nhìn nó ngày một trưởng thành, ngày càng phát triển, Lạc Sân vốn tưởng rằng mình sắp tới mùa thu hoạch, hái quả, không ngờ có ngày xảy ra biến cố này. Chân tay bị gãy, tiền đồ và tương lai của nó hoàn toàn bị hủy diệt. Hơn nữa thông qua nói chuyện với Phó Phong Tuyết, Lạc Sân hiểu rằng Phó Phong Tuyết không đồng ý cho Hoàng Thiên Trọng rời khỏi Long Tức, ông khăng khăng muốn Hoàng Thiên Trọng trở thành người canh cửa cho mình. Với tính cách ngạo mạn, kiêu ngạo của Hoàng Thiên Trọng, sao nó có thể chấp nhận điều kiện này? Đúng như Phó Phong Tuyết đã nói, tuyệt đối không có chuyện Hoàng Thiên Trọng từ bỏ quân tịch, nhất định sẽ bị Phó Phong Tuyết quản thúc. Không được, nhất định phải mang Thiên Trọng ra ngoài. Lạc Sân thầm nghĩ, bà biết tình trạng của con trai mình trong Long Tức. Trong khoảng thời gian ở đây không có một người thân tín, bất kỳ ai cũng mang ý nghĩ thù địch với y. Nếu như cứ tiếp để Thiên Trọng trong hoàn cảnh này, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Sau khi suy nghĩ một lát, Lạc Sân lấy điện thoại di động, bấm một dãy số. Người ở bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi. Lão Liêu, xin lỗi vì đã quấy rầy ông lúc khuya như này. Giọng nói Lạc Sân rất bình tĩnh. Lạc Sân, tôi đã nghe nói chuyện Thiên Trọng. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói đàn ông trầm trầm. Bọn họ làm rất quá đáng. Tôi sẽ kháng nghị lên quân bộ. Hoàng Thiên Trọng không còn là đội trưởng của bọn họ, là người Tây Nam chúng tôi. Bọn họ dựa vào cái gì mà ra tay hạ thủ? Cho dù muốn giáo dục thì cũng là chuyện của quân khu Tây Nam chúng tôi. Lạc Sân không nói gì về chuyện này vì bà biết nguyên nhân Phó Phong Tuyết đột nhiên ra tay với Hoàng Thiên Trọng. Giọng nói Lạc Sân trầm buồn, ẩn chứa sự ai oán khẩn cầu, lão Liêu. Tôi có thể phiền ông một việc không? Bà nói đi. Mang Thiên Trọng tới đó. Lạc Sân nói, hiện nay Thiên Trọng đã là người Tây Nam các ông. Lệnh của cấp trên đã chuyển xuống, chỉ có ông mới là người quan trọng, có danh chính ngôn thuận lên tiếng. Sao thế, bọn họ đánh người như vậy mà vẫn không chịu thả người sao? Người đàn ông gầm lên. Ông ấy nói muốn Thiên Trọng làm người canh cửa cho mình. Lạc Sân nói, khi nhắc tới chuyện này, Lạc Sân cực kỳ tức giận. Lúc nãy trong lúc khẩn cấp, bà đã quỳ xuống khẩn cầu Phó Phong Tuyết, ông ta vẫn tiếp tục ra tay với Thiên Trọng hơn nữa khi Thiên Trọng đã thành phế nhân, ông ta còn không muốn thả người, rõ ràng không nể mặt nhau. Họ Phó kia khinh người quá đáng, hắn vẫn nghĩ rằng đang trong thời kỳ hoàng kim ba con rồng trong quân đội sao. Yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho một người quan trọng ở quân bộ. Người đàn ông nói, Lạc Sân, bà không cần lo lắng. Nếu như bà ở Yến Kinh không vui, hãy tới Tây Nam đi. Ở đây không một ai dám bắt nạt bà. Lạc Sân cười nhạt. Đi Tây Nam, chỉ sợ đã thỏa mãn mong muốn của ông. Cảm ơn lão Liêu, bây giờ tôi không thể đi Tây Nam. Lạc Sân nói, sau khi Thiên Trọng ra ngoài, tôi phải dẫn nó đi tìm người chữa trị, nối các khớp xương. Thôi được rồi, giọng người đàn ông có vẻ tiếc nuối, bà dừng quá đau lòng. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lạc Sân thầm nghĩ tìm người cứu chữa cho Thiên Trọng. Đột nhiên ánh mắt Lạc Sân sáng lên. Có lẽ anh ta chữa được. Lạc Sân thầm nghĩ bởi vì chính bà đã chứng kiến một tay anh ta đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Thế nhưng mâu thuẫn giữa anh ta và Hoàng Thiên Trọng rất trầm trọng, anh ta liệu có đồng ý không? Chương 1187, con là một phế nhân. Khi Tần Lạc và quân sư quay về biệt thự màu trắng, cả hai nhìn thấy Lạc Sân đang đứng ở bậc thềm bên ngoài. Sườn xám màu trắng dính bùn đất, băng gạc băng vết thương ở trán. Mái tóc rối tung, gương mặt lo lắng, chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu. Dưới ánh trăng, dáng vẻ đau đớn, đáng thương. Tần Lạc không bất ngờ khi thấy Lạc Sân tới. Hoàng Thiên Trọng bị thương nghiêm trọng, nếu như Lạc Sân không muốn ra mặt, điều này chứng minh bà không xứng là một người mẹ đúng nghĩa. Thế nhưng Tần Lạc không vì được người khác coi trọng này mà vui mừng, ngược lại hắn còn có một cảm giác phức tạp và bối rối. Hắn biết nguyên nhân Lạc Sân tới. Đương nhiên cũng không thể dễ dàng đồng ý yêu cầu của bà. Tần Lạc, Lạc Sân gọi to. Quân sư và Tần Lạc gật đầu sau đó đi thẳng vào biệt thự. Tần Lạc đi tới trước mặt Lạc Sân hỏi, anh ta thế nào rồi? Nói thật Tần Lạc không quan tâm tới chuyện sống chết của Hoàng Thiên Trọng. Y chết cũng được mà sống cũng được đều có quan hệ nhiều với hắn thế nhưng cho tới bây giờ Tần Lạc không coi trọng chuyện này. Hắn có đối thủ nhưng trong đó không có Hoàng Thiên Trọng. Bây giờ Hoàng Thiên Trọng biến thành người như vậy, Tần Lạc càng không coi trọng. Sở dĩ Tần Lạc hỏi Lạc Sân câu đó, xuất phát từ lễ phép mà thôi. Lạc Sân vén tóc trên trán, nói, rất không tốt.
hãy nghỉ ngơi một thời gian đi, Tần Lạc nói. Khi nghe Tần Lạc nói câu đó, Lạc Sân cảm thấy mất mát trong lòng. Lạc Sân đoán được kết quả sẽ như vậy nhưng bà vẫn ôm theo một hy vọng mong manh mà tới. Tần Lạc, tôi cầu xin cậu một việc. Lạc Sân chăm chú nhìn vào hai mắt Tần Lạc, giọng nói khẩn cầu, chân tay thiên trọng đã gãy hết. Bác sĩ Long tức nói không có cách nào nối xương. Tôi muốn mời cậu tới xem một chút. Tần Lạc chỉ cười mà không nói. Tần Lạc, tôi biết cậu và thiên trọng có bất hòa. Tần Lạc xua tay nói, không phải chúng tôi có bất hòa, là do anh ta lúc nào cũng coi thường tôi. Nếu như không có người giúp tôi, lúc này tôi đã thân bại danh liệt rồi. Là vì thiên trọng tuổi trẻ nông nổi, làm nhiều chuyện sai. Tôi cũng đang tuổi trẻ, tôi cũng làm rất nhiều chuyện sai. Tần Lạc nói. Lạc Sân cực kỳ bất đắc dĩ, bà không biết phải nói thế nào cho phải. Những chuyện của Hoàng Thiên Trọng chúng ta đều hiểu rõ, kể cả việc nó theo dõi ám sát công chúa Hoàng gia Thụy Điển, hung thủ trong lúc vô tình đã phát hiện ra âm mưu của Lâm Hách Huy nhằm vào Lâm Hoán Khê. Nếu như không có Hoàng Thiên Trọng đứng sau trợ giúp, chuyện đó có lớn tới mức đó không? Lạc Sân không hiểu Tần Lạc có biết rõ chuyện này hay không nhưng bà không ngu tới mức tự mình khai ra. Nếu như vậy thì thật sự không còn con đường thương lượng nữa rồi. Lạc Sân cố đè nén tâm trạng hỗn loạn trong lòng, thành khẩn nói, Tần Lạc, tôi biết Thiên Trọng có lỗi với cậu. Nó làm rất nhiều chuyện sai trái. Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu. Tôi không dám khẩn cầu cậu tha thứ cho nó bởi vì như vậy không công bằng với cậu. Thế nhưng nó là con tôi không thể nhìn nó bị hủy hoại. Tôi dùng danh nghĩa cá nhân tôi cầu xin cậu hãy đi xem bê ảnh cho nó. Tôi van cậu hãy cứu nó. Tần Lạc lại trầm ngâm. Một lúc lâu sau Tần Lạc nói, tôi không tha thứ cho anh ta, tại sao tôi phải đi chữa trị cho anh ta? Tần Lạc, Lạc Sân vội vàng la lên, vậy rốt cuộc cậu muốn cái gì? Tần Lạc nhìn Lạc Sân nói, tôi là một thầy thuốc. Từ nhỏ tới giờ ông tôi giáo dục tôi, trong thiên hạ không thể cứu hết người, chỉ có thể trị bệnh. Trị bệnh cứu người là chức trách của tôi không nên bắt bẻ người bệnh của mình. Thế nhưng tôi cũng là con người, tôi có yêu có hận. Người khác có ân với tôi sẽ nhớ báo đáp. Người khác có thù oán với tôi sẽ nghĩ cách báo thù. Tần Lạc thản nhiên nhìn Lạc Sân nói thật Hoàng Thiên Trọng biến thành tình trạng hôm nay, tôi hoàn toàn không cảm thấy khổ sở. Bà có thể nghĩ tôi lạnh lùng, cũng có thể nói tôi không tốt. Tôi không phủ nhận là tôi ghét anh ta, thậm chí tôi còn đang nghĩ có một ngày chính tôi sẽ đánh gãy chân tay anh ta. Bà không nên nhìn tôi với ánh mắt đó. Những chuyện Hoàng Thiên Trọng gây ra cho tôi đủ để tôi trả thù anh ta. Anh ta là thái tử, anh ta là người cao quý cho nên anh ta có quyền sinh sát người khác. Vấn đề là anh ta dựa vào cái gì? Khi anh ta ức hiếp tôi phải chịu. Khi anh ta bị người ức hiếp, tôi phải đi trị thương giúp anh ta. Dựa vào cái gì mà tôi phải làm vậy? Lấy đức báo oán, tại sao phải trả ơn? Lạc Sân thở dài nói. Thật ra trước khi tới tôi đã biết cậu sẽ từ chối. Thế nhưng tôi không cam lòng. Cậu nói cũng có đạo lý. Tôi không biết phải thuyết phục cậu như thế nào. Là một người mẹ, tôi nhất định phải tới. Tôi không thể từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào đó. Bà có lập trường của bà. Tôi có lập trường của tôi. Bà tới là đúng, tôi từ chối, tôi không biết có đúng hay không. Nhưng đây là điều tôi muốn làm. Tôi hiểu cậu, Lạc Sân thoáng cúi đầu nói, nhưng tôi chỉ còn biết cầu xin cậu. Lạc Sân ngẩng đầu nhìn Tần Lạc nói, cậu hãy nói ra một điều kiện, được không? Cậu cần cái gì, tôi đều có thể nghĩ cách thỏa mãn cậu. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Sân ngửa lên, làn da trắng mịn, không một vết gợn, gần như không nhận ra dấu vết năm tháng. Đôi môi khô, thậm chí còn nứt nẻ nhưng những nứt nẻ đó không ảnh hưởng tới nét đẹp của bà, ngược lại trông còn gợi cảm hơn. Tôi muốn một lý do, Tần Lạc nói, hãy cho tôi một lý do để chữa trị cho anh ta. Nói xong Tần Lạc quay người bước đi. Lạc Sân nhìn theo bóng dáng Tần Lạc bước lên bậc thềm, ánh mắt vô cùng ảm đạm. Một lý do, Lạc Sân thì thào tự hỏi, một lý do. Khi luồn ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu vào trong phòng bệnh, Lạc Sân mới bừng tỉnh, thoát khỏi cơn trầm tư. Cả đêm qua Lạc Sân không ngủ, sắc mặt bà cực kỳ tiều tụy. Đôi mắt trước kia hai màu đen trắng rõ ràng nay ngập tràn những tia máu. Từ trước tới giờ Lạc Sân chưa từng trải qua chuyện như này. Bà đi tới kéo rèm cửa sổ, đẩy cánh cửa sổ, màn sương bờ sông nhẹ nhàng ùa vào, mang theo những giọt sương của chậu hoa hồng khiến tâm trạng con người thư thái, chim chóc hương hoa, phảng phất như trong cảnh thế ngoại đào viên. Thế nhưng Lạc Sân không có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh.
Sau khi đờ đẫn nhìn phong cảnh một lát, Lạc Sân nặng nề thở dài một tiếng, quay người đi chuẩn bị thức ăn sáng. Mẹ góa con côi sống nương tựa vào nhau, bây giờ con trọng thương, bà cần phải kiên cường hơn. Lạc Sân quay đầu nhìn Hoàng Thiên Trọng theo thói quen, nhận ra con mình đã tỉnh lại, hai mắt mở to, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì nữa. Tỉnh rồi hả? Lạc Sân nhìn Hoàng Thiên Trọng hỏi. Hoàng Thiên Trọng không trả lời giống như không nghe thấy. Sau khi chờ một lát, không nghe thấy tiếng trả lời của Hoàng Thiên Trọng, bà lại hỏi tiếp, con muốn ăn gì? Hoàng Thiên Trọng vẫn không trả lời. Lạc Sân lại thở dài nói, mẹ đã gọi điện tới Tây Nam. Hôm này Lão Liêu sẽ kháng nghị lên quân bộ, ông ấy sẽ mang con từ Long Tức ra ngoài. Sau khi con ra ngoài, mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài chữa trị. Bác sĩ nói chân, tay đều không sao, có thể chữa trị lành lặn. Bà cầu xin hắn, Hoàng Thiên Trọng hỏi. Cái gì? Lạc Sân nhất thời vẫn không hiểu ý của Hoàng Thiên Trọng. Bà đi cầu hắn. Cầu người nào? Tần Lạc. Bà đi cầu hắn hả? Đột nhiên Hoàng Thiên Trọng gầm lên, giọng nói khàn khàn. Hai nhân viên y tá đang ngủ gà ngủ gật bên ngoài bị âm thanh này khiến giật mình tỉnh dậy, vội vàng chạy vào trong hỏi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Lạc Sân xua tay nói, không có chuyện gì, mọi người đi ra ngoài đi. Hai nhân viên y tá liếc nhìn Hoàng Thiên Trọng nằm trên giường bệnh, nhìn thấy gương mặt cao có, ánh mắt như muốn giết người của y, vội vàng bảo nhau lui ra ngoài. Vì cứu con, Lạc Sân nhìn Hoàng Thiên Trọng nói, vì để anh ta chữa khỏi bệnh cho con. Tôi không cần, Hoàng Thiên Trọng quát to, tôi chỉ muốn chết, cho dù tôi có chết tôi cũng không cần bà đi cầu xin hắn. Tôi dù có chết cũng không để hắn cười nhạo tôi. Con muốn chết, Lạc Sân hỏi. Tôi chỉ muốn chết. Đôi giày cao gót của Lạc Sân nện lạch cạch trên nền nhà, bà đi tới trước bàn giải phẫu, cầm một dao giải phẫu, sau đó chỉ dao vào ngực Hoàng Thiên Trọng, phẫn nộ quát to, con muốn chết hả? Dao đây, bây giờ con chết đi. Hai mắt Hoàng Thiên Trọng như lồi ra, cơ mặt co quắp dữ dội. Y điên cuồng giơ tay ra muốn cầm lấy con dao phẫu thuật. Nhưng cho dù Hoàng Thiên Trọng đã dùng hết sức nhưng cánh tay băng bó bằng thạch cao vẫn không cử động. Bây giờ y là một phế nhân, ngay cả sức lực tự sát cũng không có. Con chỉ là một phế nhân, con không có quyền tự sát, Lạc Sân lạnh lùng nói. Chương 1188, anh có một kiện hàng. Con là một phế nhân, con không có quyền tự sát. Con là một phế nhân, con không có quyền tự sát. Con là một phế nhân. Phế nhân. Những câu này một lần nữa chấn động tinh thần, đại não, trái tim vốn yếu ớt của Hoàng Thiên Trọng khiến y cực kỳ khổ sở, chết đi sống lại, sống không bằng chết. Nỗi đau này so với đau cắt còn cay đắng hơn, so với lăng chỉ còn tàn nhẫn hơn. Quai hàm y bệnh ra, thân thể co quắp giống như người bị súng bắn trúng vẫn chưa chết. Con dao di động lên xuống trên gờ ngực y, ánh dao sáng loáng, soi sáng ngay chính gương mặt Hoàng Thiên Trọng. Tại sao mình lại như thế này? Hoàng Thiên Trọng thầm nghĩ, tại sao mình lại biến thành như này? Người người đều gọi y là thái tử, nổi danh Mỹ Nam tử ở Yến Kinh. Tại sao bây giờ lại biến thành người như này? Câu trả lời là gì? Trước kia Hoàng Thiên Trọng không bao giờ tự hỏi, không muốn đối mặt với vấn đề. Bây giờ y phải suy nghĩ tìm câu trả lời. Hai mắt Hoàng Thiên Trọng trợn tròn, suy nghĩ tới mức ngây dại. Khi nhìn thấy tâm trạng Hoàng Thiên Trọng dần dần trấn tĩnh, tâm trạng Lạc Sân cũng nhẹ nhõm hơn. Lạc Sân nào muốn chứng kiến cảnh con trai mình đi tìm cái chết? Nó chính là người thân cận nhất của bà trên thế giới này mà. Lạc Sân chỉ muốn Hoàng Thiên Trọng chấp nhận sự thật này, nhận rõ tình trạng hiện nay. Nó thù hận Long Tức, thù hận Phó Phong Tuyết, còn thù hận Tần Lạc hơn. Nó có cảm giác toàn bộ thế giới này đang cười nhạo nó, cũng sỉ nhục nó. Nó không thể đi ra ngoài gặp gỡ người ta trong tình trạng này. Nếu như Hoàng Thiên Trọng không thể chấp nhận chuyện chân tay không còn nguyên vẹn, nó sẽ không thể nào đi ra ngoài gặp người khác. Nói như vậy nó thật sự đã chết. Lạc Sân muốn dùng lời nói nặng nề làm tổn thương Hoàng Thiên Trọng, mang dao tới kích thích con mình. Quả nhiên chiêu này có hiệu quả nhất định. Nhất định phải có hiệu quả, nếu không nó không tự sát thì tinh thần cũng sa sút. Người trước sẽ chết, người sau rơi vào tình trạng sống không bằng chết. Đây không phải là điều Lạc Sân muốn nhìn thấy ở con trai mình. Hoàng Thiên Trọng không nói, Lạc Sân cũng yên lặng. Một phút, hai phút, ba phút. Sau nửa tiếng, hai mẹ con vẫn giữ nguyên trạng thái đối địch. Y tá trực bên ngoài phòng bệnh lo lắng trong phòng xảy ra chuyện, vẫn cẩn thận đứng trước cửa quan sát.
hai mẹ con trong phòng không nói, các cô cũng không dám nói. Bầu không khí trong phòng yên tĩnh, có vẻ rất đáng sợ. Một lúc lâu sau cuối cùng Hoàng Thiên Trọng lên tiếng trước. Tôi không đi Tây Nam, Hoàng Thiên Trọng khàn khàn nói. Lạc Sân chăm chú nhìn sắc mặt Hoàng Thiên Trọng, bà nhận ra lúc này con mình rất bình tĩnh, không còn rơi vào tình trạng tuyệt vọng, bèn lên tiếng, con không cần đi Tây Nam nữa. Lão Liêu cũng chỉ muốn đưa con ra khỏi Long Tức, khi đó con muốn đi đâu cũng được. Tôi ở lại Long Tức, Hoàng Thiên Trọng nói. Thiên Trọng, Lạc Sân vội vàng la lên, con điên rồi. Tôi không điên, Hoàng Thiên Trọng nói. Thiên Trọng, trước tiên chúng ta phải rời khỏi đây đã. Trước tiên chúng ta ra ngoài chữa khỏi chân tay cho con, sau này con muốn quay về, chúng ta sẽ quay về. Lúc này thân thể con không tốt, cần gì phải ở lại tranh đấu với họ làm gì. Lạc Sân cố gắng khuyên nhủ con trai mình, bà nghĩ Hoàng Thiên Trọng không cam lòng nên muốn ở lại báo thù rửa hận. Với lực chiến đấu lúc này của nó, không phải người ta chỉ dùng một ngón tay cũng bóp chết sao? Hoặc là tôi ở lại, Hoàng Thiên Trọng nói, hoặc là tôi chết. Lạc Sân không nói. Lạc Sân nhìn ánh mắt cương quyết của Hoàng Thiên Trọng, biết y đã hạ quyết tâm. Đứa con trai này có tính cách rất giống cha của nó, chỉ cần những điều bọn họ đã quyết định, cho dù là ai đi nữa cũng không thể khiến bọn họ nghĩ lại. Thiên Trọng, tại sao con muốn làm như vậy? Giọng nói Lạc Sân vô cùng dịu dàng. Hãy nói cho mẹ biết nguyên nhân, được không? Một lý do có thể thuyết phục được mẹ. Té ngã ở nơi nào thì đứng lên ở nơi đó, Hoàng Thiên Trọng nói. Nhưng mà... Đột nhiên Hoàng Thiên Trọng nhếch miệng cười, tay chân đều gãy, tứ chi bị liệt, gương mặt tuấn tú bị người đánh thành đầu heo, thế mà lúc này y vẫn có thể nở nụ cười tươi sáng như ánh nắng mặt trời. Điều này khiến tinh thần Lạc Sân bừng tỉnh, sau đó bà cảm thấy sống lưng giá lạnh. Tôi không muốn chết, Hoàng Thiên Trọng nói, ánh mắt y nhìn mẹ vẻ lưu luyến. Vì bà, tôi không muốn chết. Lạc Sân đau xót, cuối cùng bà vẫn không khóc. Lạc Sân thật sự hy vọng là sau chuyện này, con mình có thể trưởng thành. Bà không còn cầu mong nó tiền đồ ngàn dặm, chỉ mong nó có một cuộc sống thanh thản, hạnh phúc. Hãy nói với Phó Phong Tuyết, Hoàng Thiên Trọng nói, tôi sẽ đi làm người canh cửa cho lão. Tom, mày đúng là con mèo ngu ngốc, có phải mày ăn bánh ngọt trong tủ lạnh không? Tần Lạc học giọng nói của bà lão, thở hổn hển nói. Không phải tôi ăn vụng, mà là Jack ăn vụng. Tần Lạc lại giả giọng của chú mèo Tom đôn hậu. Hi hi, con mèo ngu, đúng là ngu ngốc, Bối Bối cầm trong tay bản lời thoại của Tom và Jerry, thì thào. Khi mắng Tần Lạc ngu dáng vẻ Bối Bối rất đáng yêu, cô bé còn làm mặt quỷ với Tần Lạc. Đúng vậy, đây là nơi ghi âm Tom và Jerry. Vì để trợ giúp Gabo nhanh chóng nói được, Tần Lạc nghĩ tới chiêu thức học nói qua phim, giống như trên thị trường có bán sách báo lừa đảo học tiếng Anh cho thiếu nhi. Tần Lạc đóng vai bà già béo cùn mèo Tom đôn hậu, giảo hoạt. Một người đóng vai, nói giọng của hai nhân vật, Bối Bối giọng nói ngây thơ, đóng vai con chuột Jerry. Tần Lạc vốn định đích thân ghi lời thoại của Tom và Jerry, nhưng vì hắn bận việc hơn nữa khi nhìn hình ảnh mèo chuột đuổi nhau loạn trên màn hình, hắn thật sự không biết cần phải cho chúng nói chuyện với nhau như thế nào. Cuối cùng Bối Bối đã giúp hắn một đại ân. Bối Bối có thể nói là tông sư thông hiểu những hoạt động này. Trong đầu cô bé có vô số cách giải thích những chuyển động đó. Hơn nữa với sự trợ giúp của Lâm Hoán Khê, hai người, một lớn, một nhỏ đã hoàn thành viết lời thoại của tập 1 rất hay. Sau khi Tần Lạc đọc kịch bản, hắn giật mình, lời thoại cực kỳ lý thú, hơn nữa còn rất phù hợp với câu chuyện. Nếu như cho Tần Lạc viết, hắn không thể viết được như này. Vì vậy Tần Lạc thuê hai chuyên gia ghi âm tới hỗ trợ. Công cuộc ghi âm bắt đầu ở biệt thự Lâm gia. Mặc dù chính bọn họ có thể tự mình ghi âm nhưng chi là dân nghiệp dư, không thể làm cho hình ảnh và âm thanh trùng khớp với nhau. Khi có những nhân viên chuyên nghiệp trợ giúp, đây không còn là chuyện lớn nữa. Con chuột giảo hoạt kia, cậu hãy mau tới xin lỗi chủ nhân của tôi. Sau khi mèo Tom gầm lên, nó bắt đầu lao về phía chuột Jerry. Sau khi nhân viên thu âm tắt thiết bị ghi âm, Bối Bối đứng dậy nói với Tần Lạc, cha sai rồi. Cha không nên nói như vậy. Tại sao lại sai? Tần Lạc cười hỏi, dáng vẻ Bối Bối rất đáng yêu. Khi cô bé làm vẻ nghiêm trang giáo dục hắn, khiến hắn không nhịn được chỉ muốn ôm cô bé vào lòng, cắn mấy cái lên mặt. Con mèo Tom bị chủ nhân dùng chổi lau nhà đánh, hẳn nó phải rất tức giận mới đúng, nên cách nói chuyện của nó với chuột Jerry rất hung ác. Cách nói của cha quá mềm, không hung ác. Tần Lạc bị thái độ nghiêm túc trong công việc của Bối Bối đánh bại. Hắn nói, được rồi,
câu đó của cha có ghi được không? Được, Bối Bối mỉm cười ngọt ngào nói, cha phải chú ý tâm trạng, không thể chỉ lo đọc lời thoại nếu không lát nữa con lại phải hô, cắt. Tần Lạc muốn phát điên. Tần Lạc và Bối Bối tiếp tục ghi lời thoại một lát thì điện thoại di động của hắn ở trên bàn rung. Vì sợ ảnh hưởng tới quá trình ghi âm nên Tần Lạc để điện thoại ở chế độ rung. Hừ, Bối Bối hừ một tiếng nói, cha lại ra ngoài. Cha nhận điện thoại, Tần Lạc véo gương mặt bầu bĩnh của Bối Bối nói không chừng mẹ con gọi điện thoại tới. Còn lâu, mẹ con ở Yến Kinh không gọi điện cho con, mẹ ở Dương Thành tối nào cũng gọi điện cho cha, Bối Bối nói. Tần Lạc giơ tay ra hiệu tạm dừng cho nhân viên ghi âm, sau đó hắn đi ra ngoài nghe điện thoại. Tần tiên sinh hôm nay có bận không? Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của một người phụ nữ như đang giải quyết công việc chung. Lệ tiểu thư, có chuyện gì vậy? Tần Lạc cũng nghiêm túc hỏi. Ngài có một kiện hàng ở công ty tôi. Xin mời ngài hãy mau tới lấy. Tới 3 giờ vẫn không tới, hết hạn. Người phụ nữ nói. Tần Lạc nhìn đồng hồ, cười nói, được, bây giờ tôi sẽ tới ngay. Chương 1189, cô ấy mới hàng. Tần Lạc ngắt điện thoại, nhìn thấy đang chu miệng nhìn hắn vẻ tức giận. Có phải cha lại phải đi ra ngoài không? Cha đi ra ngoài làm việc, Tần Lạc nói. Nhưng con hỏi mẹ hàng ngày cha làm công việc gì, mẹ cũng không trả lời được. Tần Lạc ngồi xổm, nhéo gương mặt bầu bĩnh của Bối Bối, hỏi, mất hứng. Ừ, Bối Bối trả lời, nhưng con muốn ngày mai tiếp tục. Tần Lạc tươi cười nói cho con một tin tức tốt. Con có muốn nghe không? Tin tức tốt gì? Đưa lỗ tai lại đây. Tần Lạc ngoắc tay với Bối Bối, nói, không để cho người khác nghe thấy. Quả nhiên Bối Bối mắc lừa, cô bé e dè nhìn nhân viên thu âm rồi nói, cha hãy nói nhỏ một chút. Sau đó cô bé ghé tai trắng mịn với lông tơ mịn màng tới miệng Tần Lạc. Tần Lạc nhìn vành tai trắng như ngọc của Bối Bối, hắn không nhịn được hôn lên mặt cô bé. Sau đó Bối Bối cười khúc khích. Cha nói dối. Cha không có bí mật, Bối Bối nói. Có, Tần Lạc ôm Bối Bối nói nhỏ mấy câu vào tai cô bé. Thật sao, Bối Bối vui mừng hỏi lại. Đúng vậy, Tần Lạc nghiêm túc gật đầu. Tốt quá, tốt quá. Bối Bối vui mừng ôm cổ Tần Lạc nói, cha, chúng ta không nên nói bí mật này cho mẹ Hoán Khê biết, để làm cho mẹ vui mừng, ngạc nhiên, được không? Được, Tần Lạc cười đồng ý. Sau khi cho nhân viên ghi âm nghỉ, căn dặn bọn họ ngày mai mới tiếp tục ghi âm, giao Bối Bối cho bảo mẫu, Tần Lạc mới dẫn theo Giê-xu tới thẩm mỹ viện Khuynh Thành. Sau một năm khuếch trương, tập đoàn mỹ phẩm Khuynh Thành quốc tế đã trở thành tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu Trung Quốc. Có sản phẩm chủ lực, bột phấn Kim Dũng tiến lên phía trước, công thành chiến đất hơn nữa Khuynh Thành quốc tế mua những đơn thuốc của Hiệp hội Trung Y, hai bên cùng hợp tác đưa sản phẩm ra thị trường. Năm ngoái lợi nhuận của Khuynh Thành quốc tế đạt tới một con số kinh người, 1 tỷ 8 tệ. Đương nhiên đây chỉ là số liệu bên ngoài mà người khác có thể biết được. Khuynh Thành quốc tế vẫn còn mối quan hệ rất tốt đẹp với quân bộ, đặc trách cung cấp bột phấn Kim Dũng đã cải tiến dùng cho quân đội. Năm đầu tiên dùng thử, tiếng vang rất hài lòng. Năm thứ hai quân bộ tăng thêm số lượng đặt mua, đạt tới kim ngạch khủng khiếp 50 triệu USD. Sau này có lẽ con số này sẽ còn tăng lên gấp 5 lần nếu như Tần Lạc vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với bên quân đội như hiện nay. Trong một lần diễn tập quân sự, một vài quốc gia có quan hệ tốt với Trung Quốc biết được Trung Quốc có một loại thần binh lợi khí đều yêu cầu được phép đặt mua bột phấn Kim Dũng. Vì quân bộ đang lo lắng nên vẫn chưa phê chuẩn phương án này. Hơn nữa mặc dù Khuynh Thành quốc tế đã thành lập mười mấy xí nghiệp nhưng vẫn không có đủ sản phẩm để đáp ứng nhu cầu, tạm thời chỉ có thể cung cấp cho nhu cầu quân độ trong nước. Các nước khác muốn mua, cần chờ Khuynh Thành quốc tế phát triển lên một nấc thang mới. Mỗi một lần Khuynh Thành quốc tế khuếch trương thực lực, túi tiền của Tần Lạc lại nặng thêm. Là cổ đông lớn nhất của Khuynh Thành quốc tế, Tần Lạc không biết tài khoản ngân hàng của mình có bao nhiêu tiền. Là cổ đông lớn thứ hai của Khuynh Thành quốc tế, Lệ Khuynh Thành vẫn đang ở trong thẩm mỹ viện Khuynh Thành. Bây giờ thẩm mỹ viện Khuynh Thành vẫn kinh doanh nhưng chỉ nhắm vào khách hàng hội viên đầu tiên vốn đã quen thuộc. Hơn nữa hiện nay không tăng thêm hội viên mới bởi vì với thân phận và địa vị, danh tiếng hiện nay của Lệ Khuynh Thành, có rất nhiều người có ý đồ khác muốn tiến vào để thiết lập quan hệ với nàng. Nếu như để tất cả bọn họ cùng vào, tịnh thổ của Lệ Khuynh Thành sẽ biến thành loạn thổ. Giê-xu đã tới thẩm mỹ viện nhiều lần, đã quen thuộc với nơi này. Giê-xu dừng xe lại, Tần Lạc tự mình mở cửa xe đi ra ngoài. Tần tiên sinh,
cô gái đón tiếp đứng ở cửa cung kính chào Tần Lạc. Tiểu Bình, lâu rồi không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp. Tần Lạc mỉm cười, lộ hai hàm răng trắng phau. Tiểu Bình là người quen biết đã lâu của Tần Lạc. Lần đầu tiên Tần Lạc tới thẩm mỹ viện Khuynh Thành, chính Tiểu Bình là người đón tiếp. Khi đó Tần Lạc còn mang một bộ mặt ngây thơ, khờ khạo, không danh tiếng như hiện nay, nói chuyện với con gái còn đỏ mặt. Cho dù là nhân viên thẩm mỹ viện hay khách hàng, đều muốn trêu chọc hắn. Tần Lạc cũng rất biết phối hợp. Mỗi lần tới đây, hắn đều bị bọn họ trêu chọc đỏ mặt tía tai rồi cả đám người cùng cười vui vẻ. Thế nhưng cùng với sự lớn mạnh nhanh chóng của Khuynh Thành quốc tế, danh tiếng Tần Lạc càng lúc càng nổi như cồn. Tiểu Bình không còn dám cư xử với Tần Lạc như trước kia. Khi nhìn thấy hắn, cô có đôi chút vui mừng, sợ hãi nhưng phần lớn là sự căng thẳng. Không ngờ Tần Lạc vẫn là người như trước kia, vẫn thân thiện cười đùa với cô. Đúng vậy, Tiểu Bình tươi cười, đôi mắt cười hình trăng lưỡi liềm. Tần tiên sinh, cô hãy gọi tôi là Tần Lạc như trước. Tần Lạc nói, hắn biết nguyên nhân Lệ Khuynh Thành vẫn giữ lại thẩm mỹ viện này. Đây chính là nơi lập nghiệp của nàng, đây là nơi bọn họ quen biết nhau. Nơi này cũng là nơi mang nhiều giấc mơ của nàng nhất, là nơi nàng quen biết nhiều bạn bè nhất. Lệ Khuynh Thành là một người phụ nữ rất trọng tình nghĩa. Nàng không muốn nơi này thay đổi. Tần Lạc cũng không muốn nó thay đổi, càng không muốn nó vì bản thân hắn tới mà thay đổi. Tần Lạc biết từ khi Lệ Khuynh Thành tới đây, mấy người Tiểu Bình rất thân thiết với nàng, bọn họ gọi nàng là chị Lệ. Tiểu Bình toi cười nói, được, đây chính là anh bảo tôi gọi. Nếu chị Lệ mắng tôi, anh nên nói đỡ cho tôi. Hãy nhanh lên đi, chị Lệ đang ở tầng trên chờ anh. Được, lát nữa gặp, Tần Lạc gật đầu nói với Tiểu Bình sau đó hắn đi lên tầng 3. Hôm nay có rất ít khách hàng nhưng vẫn có hai gương mặt rất quen thuộc. Sau khi Tần Lạc tán gẫu mấy câu với bọn họ, hắn đi lên tầng 3 trong ánh mắt quỷ dị và tiếng cười vang đuổi theo mình. Phòng làm việc của Lệ Khuynh Thành trên tầng 3, cũng là nơi nghỉ ngơi hàng ngày của nàng. Tần Lạc đứng gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói bình tĩnh của Lệ Khuynh Thành, mời vào. Tần Lạc đẩy cửa đi vào, hắn nhìn thấy Lệ Khuynh Thành đang ngồi trước bàn làm việc, dáng vẻ rất nghiêm túc. Bộ đồ công sở màu đen, áo sơ mi không cổ màu trắng, mái tóc cuốn cao, đôi môi đỏ mọng, kiều diễm, quyến rũ, bộ ngực cao nhô lên trước, gương mặt trắng như ngọc lộng lẫy, đôi mắt quyến rũ liếc nhìn Tần Lạc sau đó nàng lại cúi xuống, chăm chú làm việc. Xin chờ một lát, Lệ Khuynh Thành nói. Tần Lạc đóng cửa, đi tới, đứng trước bàn hỏi, bận việc gì vậy? Công việc, Lệ Khuynh Thành nói mà không ngẩng đầu. Hai mắt nàng chuyên tâm nhìn vào một tập tài liệu. Thái độ Lệ Khuynh Thành cực kỳ lãnh đạm, giống như nàng có oán thù với Tần Lạc vậy. Tôi tới lấy hàng, Tần Lạc nói. Tôi đã nói rồi, hãy chờ một lát, Lệ Khuynh Thành có vẻ không nhịn được nữa, nàng ngẩng đầu buồn bực nhìn Tần Lạc. Tần Lạc sửng sốt, sau đó hắn đi tới sau lưng Lệ Khuynh Thành, vòng tay ôm nàng từ phía sau, thò tay cởi cúc áo sơ mi trắng của nàng, một bàn tay thò vào bên trong. Vừa trượt vào trong, nắm lấy một bên nhũ hoa. Thế nhưng vì có áo nịt buộc chặt, Tần Lạc chỉ có thể chạm vào một phần nhỏ mềm mại, hắn không thể nào nắm giữ phần lớn còn lại. Điều này khiến Tần Lạc không cam lòng, hắn rút bàn tay phải lên, trượt xuống từ phía cổ, lần ra sau tìm khóa áo nịt. Lệ Khuynh Thành thoáng giãy giụa, thốt lên một giọng mũi. Tần Lạc cười thầm, hắn biết Lệ Khuynh Thành đã ham muốn. Thân thể Lệ Khuynh Thành cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến nàng sụi lơ. Tần Lạc khiêu khích hay không khiêu khích, Lệ Khuynh Thành cũng không chịu nổi. Em bận cứ làm việc của mình, Tần Lạc nói, anh tự mình lấy hàng của mình. Sau khi nói xong Tần Lạc lại giơ tay cởi tiếp một cúc áo của Lệ Khuynh Thành. Như vậy trước ngực nàng không còn trói buộc, đôi nhũ hoa hoàn toàn lộ trong không khí. Không được, Lệ Khuynh Thành nói. Trước kia em cũng từng nói vậy mà. Tần Lạc trêu chọc, mỗi khi hắn ở cùng với Lệ Khuynh Thành, đều do nàng chủ động khiêu khích. Lần nào nàng cũng khiến dục hỏa của Tần Lạc như thiêu đốt hắn sau đó mới cho hắn điên cuồng đi vào trong nàng. Em không phải hàng, Lệ Khuynh Thành nói. Anh không tin, Tần Lạc hôn lên cái cổ đã đỏ lựng của Lệ Khuynh Thành, nói, phải lột trần ra mới biết được. Hi hi. Một tiếng cười khúc khích vang ở sau lưng hai người. Tần Lạc bía y đây không phải tiếng cười của Lệ Khuynh Thành hơn nữa tiếng cười này phát ra từ toilet. Tần Lạc rời khỏi người Lệ Khuynh Thành nhìn vào toilet nói to. Ai, đi ra. Két. Cánh cửa phòng toilet bị đẩy ra, một người phụ nữ dáng cao gầy, xinh đẹp, đứng trước cửa, cười tủm tỉm.
vì mới nghe được bí mật khuê phòng của người khác nên lúc này sắc mặt nàng vẫn đỏ rực. Tôi không cố ý nghe lén, người phụ nữ cười giải thích, tôi chỉ không ngờ anh lại muốn mở kiện hàng nhanh như vậy. Ánh mắt Lệ Khuynh Thành cực kỳ quỷ dị, nàng cười hì hì nhìn người phụ nữ nói, cô ấy mới là hàng, anh hãy hủy cô ấy đi. Cô ấy mới là hàng, anh hãy hủy cô ấy đi. Chương 1190, anh không làm nam diễn viên, cô ấy sẽ không làm nữ diễn viên. Lệ Yêu Tinh, bà mới là hàng, người phụ nữ chân dài cười mắng. Vừa rồi tôi không nén được mới phải cười, nếu không tôi có thể được chứng kiến anh ấy lột chuồng bà. Tôi rất muốn biết bên trong hàng này là cái gì. Lệ Khuynh Thành đánh mắt đầy quyến rũ với người phụ nữ, yểu điệu nói, cưng ơi, nếu như cưng muốn xem, tối nay em sẽ cho cưng xem nó mắt. Sắc nữ, người phụ nữ mắng lại, cũng chỉ có Tần Lạc mới có thể thu phục dạng yêu tinh như bà thôi. Tại sao không nói là chính tôi thu anh ấy nhỉ? Lệ Khuynh Thành trả đòn, nàng cho tay ra sau cài khóa áo nịt sau đó cài cúc áo ngực. Mặc dù Lệ Khuynh Thành và người phụ nữ này là bạn bè thân thiết, tâm giao nơi khuê phòng, thậm chí còn tắm chung. Thế nhưng lúc này trong phòng có thêm một người đàn ông, Lệ Khuynh Thành cũng cảm thấy xấu hổ khi lộ ngực trước mặt người khác. Rõ ràng anh ấy đã thu phục bà. Người phụ nữ cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc nói, anh ấy cởi khóa áo nịt, thậm chí bà không có cả sức phản đối. Tớ đã nói rồi, biểu hiện của con người này cực kỳ đứng đắn, nghiêm chỉnh, thật ra bản tính rất khó chịu. Bà còn không tin, Lệ Khuynh Thành kéo Tần Lạc tới trước mặt mình, ôm ngang lưng hắn, nói tiếp, bây giờ bà đã thấy chưa? Không phải tôi đã chứng minh với bà rồi sao? Đúng, tôi tin, người phụ nữ cười hì hì nói, ánh mắt của nàng chuyển tới Tần Lạc, nàng nói tiếp, có lẽ thông tin này truyền ra ngoài, liệu có thể trở thành thông tin nóng nhất lưu hành trên mạng không nhỉ? Khi thấy người phụ nữ bắt đầu trêu chọc mình, Tần Lạc thoáng xấu hổ. Khi Tần Lạc nhận được điện thoại của Lệ Khuynh Thành, hắn tưởng rằng người phụ nữ này muốn hắn tới gặp nàng. Nàng cố ý lúc hắn không chú ý đã trả thù hắn. Một là trả thù hắn việc QA về đã nhiều ngày nhưng không chủ động tới thăm nàng, mặt khác không phải như vậy còn tăng thêm tình cảm vợ chồng, ân ái sao? Nếu nói về chuyện chăn gối, Lệ Khuynh Thành nhận đứng thứ hai, không người nào dám nhận thứ nhất. Thế nhưng điều Tần Lạc tuyệt đối không tin được là Lệ Khuynh Thành nói mình không phải là hàng mà chính là người phụ nữ kia. Một người hoàn toàn khác, trong khi hắn đang lột trần Lệ Khuynh Thành thì trong toilet còn một người phụ nữ khác đang ẩn núp. Ngay cả câu nói của hắn phải cởi hết mới biết được cũng bị người ta nghe thấy. Sao hắn có thể gánh được món nợ ân tình này? Tư Tuyền, tại sao em lại tới đây? Đương nhiên Tần Lạc sẽ không trả lời câu hỏi này của nàng. Nếu như chuyện này cứ tiếp tục, có lẽ hôm nay hắn sẽ tìm lỗ nẻ mà chui xuống. Anh hãy nói vì sao em tới Trung Quốc hay là tới thẩm mỹ viện? Trần Tư Tuyền cười khúc khích nói, có phải em quấy rầy hai người không? Nếu vậy em sẽ xuống tầng dưới một lát. Không cần, không cần, Tần Lạc vội vàng ngăn cản, anh chỉ đùa một chút với Lệ Khuynh Thành thôi. Câu giải thích này rõ ràng rất thiếu thuyết phục, sau khi nói xong, chính Tần Lạc cũng phải đỏ mặt. Hắn không để hai cô gái có cơ hội phản công nên lại vội vàng nói tiếp, không ngờ em lại tới Trung Quốc. Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Đâu chỉ là một thời gian dài, 7 tháng rồi, Trần Tư Tuyền nói, em tới từ tháng 6 năm ngoái, hơn nửa năm đã qua rồi. Thời gian trôi nhanh thật, Tần Lạc bùi ngùi nói. Tần Lạc rất vui vẻ khi thấy Trần Tư Tuyền tới đây. Nói gì thì nói, hắn và Trần Tư Tuyền cũng coi như bạn bè. Hai người có mối quan hệ rất tốt. Anh cảm thấy nhanh còn em cảm thấy rất chậm. Trần Tư Tuyền đi tới ngồi xuống trước bàn làm việc của Lệ Khuynh Thành, nghiêng mặt nhìn Tần Lạc, mái tóc rối, một đôi khuyên tai màu bạc, gương mặt xinh đẹp như một bức họa, làn da trắng như tuyết. Ngũ quan của nàng dù không tính là đẹp, hình dáng có vẻ hơi lai nhưng điều này lại khiến Trần Tư Tuyền mang một phong cách cực kỳ quyến rũ của con gái nước ngoài. Thế nhưng quả thật Trần Tư Tuyền có một phần tư dòng máu người Anh. Điều khiến người ta khó quên nhất chính là thân hình của nàng. Tỷ lệ nửa thân trên và nửa thân dưới của Trần Tư Tuyền có thể nói là hoàn hảo, cặp đùi thon dài, đẹp mê hồn, không một tì vết, có thể gây sát thương cho bất kỳ người đàn ông nào. Cho dù là phụ nữ, khi đối mặt với một người phụ nữ có đôi chân dài, nhất định cũng không thể kiềm lòng được. Anh cả ngày nhàn nhã, lang thang khắp nơi, cuộc sống thoải mái, mỹ nữ như mây đương nhiên anh sẽ cảm thấy cuộc sống trôi nhanh. Những phụ nữ mệnh khổ như chúng tôi cả năm chinh chiến cho anh. Mỗi ngày đều như một năm vậy, Trần Tư Tuyền nói. Tần Lạc cười nói, anh nghe Khuynh Thành nói em đã phát triển thị trường Đài Loan rất tốt,
thậm chí còn mở rộng tới Mã Lai. Mới có nửa năm đã xâm chiếm một nửa giang sơn bên đó. Em chính là công thần lớn nhất của Khuynh Thành quốc tế. Vậy mà chưa thấy có thưởng, Trần Tư Tuyền vòi vĩnh. Thưởng thì thưởng, Tần Lạc vung tay nói. Anh hãy hủy món hàng này của cô ấy đi, đó chính là phần thưởng lớn nhất của cô ấy. Lệ Khuynh Thành cười nói. Lệ Yêu Tinh, bà đi chết đi. Trần Tư Tuyền cầm ống bút ném. Bà không cảm thấy tôi ở đây làm kỳ đà sao? Cùng lắm thì bây giờ tôi đi ra ngoài một lát. Bà đi thì đi đi. Lệ Khuynh Thành phản kích. Thế nào, không nỡ hả? Tần Lạc mỉm cười đứng nhìn hai cô gái đang đùa giỡn với nhau, tâm trạng rất vui vẻ. Lệ Khuynh Thành vốn thích bao quanh mình sự nghiêm nghị, chỉ có khi ở trước mặt những người bạn bè thân thiết nhất của mình, nàng mới thể hiện con người chân thật của mình. Hắn hy vọng Lệ Khuynh Thành có thể vĩnh viễn vui vẻ như hôm nay. Đây là hy vọng chân thành nhất của người đàn ông không làm tròn bổn phận của mình. Bà nóng lòng tới mức không chịu được, định đuổi tôi ra ngoài hả? Tôi nhất định không cho bà thoải mãn đâu. Trần Tư Tuyền cười nói, để cho bà nghẹn, nghẹn chết đi. Cậu cho rằng cậu ở đây thì tôi không dám ăn anh ấy hả? Lệ Khuynh Thành cười giảo hoạt nói, tới lúc đó cậu đừng bỏ chạy đấy nhé. Thôi bỏ đi, tớ không lưu manh như bà. Trần Tư Tuyền bất đắc dĩ phải nhận thua. Lệ Khuynh Thành cười nói với Tần Lạc, hàng này được không? Tư Tuyền không phải là hàng. Tần Lạc sửa lại cho đúng. Hắn không muốn rơi vào bẫy của Lệ Khuynh Thành. Nếu như hắn dám nói rất được, nhất định người phụ nữ này sẽ đề nghị hắn hủy hàng. Tình hữu nghị của phụ nữ đôi khi khiến người ta cảm thấy rất điên cuồng. Lệ Khuynh Thành là người cực kỳ thông minh. Nàng biết Tần Lạc không muốn kéo dài chủ đề này. Không hiểu sao Lệ Khuynh Thành cảm thấy có gì đó nuối tiếc. Sao nàng lại không nhận ra tình cảm của Trần Tư Tuyền với Tần Lạc? Trước kia không phải cô ấy liên tục hỏi thăm tin tức người đàn ông này trong điện thoại sao? Lần này Tư Tuyền tới Yến Kinh có ba việc. Thứ nhất chính là gặp mặt anh. Lệ Khuynh Thành nghiêm túc nói. Không để cho hai người lên tiếng phản đối, nàng nói tiếp, thứ hai chính là tới báo cáo công việc. Ừ, báo cáo công tác quý hai. Thứ ba chính là cần Tần Lạc trợ giúp. Anh, Tần Lạc có một dự cảm rất xấu. Đúng là anh, Trần Tư Tuyền cười gật đầu. Nếu là những người khác, em sẽ không đồng ý. Là cái gì vậy? Tần Lạc cẩn thận hỏi, ngoại trừ chụp ảnh quảng cáo, còn cái gì anh cũng đồng ý. Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền liếc nhìn nhau sau đó cả hai vỗ tay cười nói. Tớ đã nói anh ấy khôn khéo như quỷ mà. Căn bản không thể lừa anh ấy được. Đúng chụp ảnh quảng cáo. Tại sao lão là anh? Tần Lạc gượng cười nói, em biết đó, anh không có khả năng diễn xuất. Nhưng như thế không có nghĩa là không biết biểu diễn. Lệ Khuynh Thành nói, nước đi ra từ hoa sen đương nhiên là hoa văn trang sức. Anh không có kinh nghiệm. Ai bảo anh không có kinh nghiệm? Anh đã có hai lần trước thành công. Nếu như anh không làm thầy thuốc, chỉ đi đóng quảng cáo, rất có thể trở thành ngôi sao. Hai lần quảng cáo bột phấn Kim Dũng trước đã gây chấn động. Chẳng lẽ lần thứ ba lại kém hơn sao? Anh cảm thấy chúng ta hẳn nên tìm một ngôi sao làm người phát ngôn cho sản phẩm của chúng ta. Không phải hàng năm công ty chúng ta kiếm được rất nhiều tiền sao? Không phải là không thể chi số tiền đó chứ? Lý do của Tần Lạc bị Lệ Khuynh Thành thẳng thừng bác bỏ khiến hắn có cảm giác bất lực. Người đại diện, tại sao chúng ta phải tìm một ngôi sao làm người phát ngôn sản phẩm? Lệ Khuynh Thành hỏi ngược lại, hơn nữa anh không cảm thấy chính anh là ngôi sao hả? Anh cảm thấy Tư Tuyền không phải ngôi sao hả? Còn nữa, hàng năm công ty chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thế nhưng yếu tố quan trọng nhất của các công ty kinh doanh chính là tăng thu giảm chi. Không biết tăng thu, công ty sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu. Không biết giảm chi, công ty dù có buôn bán ra nhiều tiền cũng không đủ bù chi tiêu. Rõ ràng chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Vì sao chúng ta lại không làm? Mấy triệu tệ này một năm có thể trả lương cho rất nhiều nhân viên công ty, có thể mua sắm được biết bao nhiêu nguyên vật liệu, thậm chí còn có thể mua được một công ty quy mô sản xuất hàng trang điểm. Anh vung tay trả khoản tiền này cho người ta. Anh khiến chúng ta phải bỏ ra số tiền có thể nuôi sống toàn bộ người thân trong gia đình chúng ta sao? Tần Lạc chỉ muốn lao đầu vào tường. Lúc này coi như Tần Lạc đã hiểu. Hôm nay coi như hắn không đồng ý không được. Lệ Khuynh Thành là một thuyết khách cực cao minh, nàng không vì vậy mà bỏ qua cho Tần Lạc. Lệ Khuynh Thành liếc nhìn Trần Tư Tuyền rồi nói tiếp, còn một lý do quan trọng nhất. Tư Tuyền nói nếu như anh không làm nam diễn viên chính, cô ấy cũng không làm nữ diễn viên. Nếu như vậy em không chỉ phải mời một nam diễn viên mà còn phải mời một ngôi sao nữ nữa. Lại có một khoản tiền lớn phải tiêu.
Anh đồng ý, Tần Lạc cắn răng nói. Nếu như hắn vẫn không đồng ý, có lẽ hai người phụ nữ này sẽ trói hắn vào ghế, dùng 10 loại cực hình. Chương 1191, fan bất bình thường. Trần Tư Tuyền cười khúc khích nhìn Tần Lạc nói, anh biết không? Trước khi anh tới, Lệ Yêu Tinh nói rằng khi bọn em nói tới việc này nhất định anh sẽ phản kháng quyết liệt thế nhưng kết quả cuối cùng bọn em sẽ giành thắng lợi. Xem ra người hiểu rõ anh nhất chính là Lệ Yêu Tinh. Cô ấy không đoán sai chút nào. Không sai, cô ấy là Yêu Tinh mà. Tần Lạc nắm bàn tay Lệ Khuynh Thành, cười nói, hòa thượng sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Yêu Tinh. Trần Tư Tuyền nhận thấy động tác nhỏ vừa rồi của hai người, trong lòng thầm cảm thấy an ủi. Trần Tư Tuyền biết Lệ Khuynh Thành năng lực xuất chúng, thủ đoạn rất cao hơn nữa nàng còn là người xinh đẹp tới mức nguyệt thẹn hoa nhường, muốn tìm một người đàn ông, không phải dễ như trở bàn tay sao. Nhưng Tần Lạc khác với những người đàn ông khác hơn nữa Trần Tư Tuyền cũng hiểu Tần Lạc hiện có bạn gái, người này cũng là một người phụ nữ vô cùng ưu tú. Bây giờ xem ra Lệ Khuynh Thành hiểu rất rõ sự chừng mực. Không tranh, không đoạt thế nhưng Tần Lạc cực kỳ yêu thương, tin tưởng nàng. So sánh với cảnh ngộ của mình, rõ ràng là hạnh phúc hơn rất nhiều. Trần Tư Tuyền không muốn nghĩ tới mấy chuyện này nữa. Nàng đã quyết định không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nàng nói, Mễ Tử An ở Yến Kinh, hai người đã gặp nhau chưa? Tử An ở Yến Kinh, Tần Lạc kinh ngạc khi nghe tin này. Anh chưa nghe nói, cô ấy cũng không gọi điện cho tôi nữa. Em xin anh, Trần Tư Tuyền nói vẻ bất đắc dĩ. Bọn em là phụ nữ, có khi nào phụ nữ gọi điện thoại cho đàn ông không? Câu này của Trần Tư Tuyền không chỉ thay mặt Mễ Tử An phản đối Tần Lạc mà còn ẩn chứa lời phản đối của chính mình. Trong hơn nửa năm qua, Tần Lạc không một lần chủ động gọi điện thoại cho nàng. Quả thật anh sai, sau này anh nhất định sửa sai. Tần Lạc nói, Tử An tới Yến Kinh làm gì vậy? Sao cô ấy tới mà không thông báo? Nếu như em không nói, anh không biết chuyện này. Trần Tư Tuyền chỉ muốn giơ chân đạp Tần Lạc. Nàng nói, anh không đọc báo hả? Hàng ngày anh không xem tivi sao? Gần đây khá bận, Tần Lạc nói, mấy ngày nay hắn nhiều việc nên không xem tivi mà cho dù có xem tivi thì cũng xem Tom và Jerry với bối bối. Vậy anh cũng không xem quảng cáo ở bến xe buýt hả? Quảng cáo? Mễ Tử An muốn biểu diễn ở Yến Kinh, ngày lễ tình nhân mùng 7 tháng 7, buổi biểu diễn này rất được mong đợi. Đây là lần đầu tiên nữ vương biểu diễn ở Yến Kinh. Mấy ngày nay, báo tivi Yến Kinh liên tục đăng tin. Ngay cả các địa điểm công cộng như sân ga cũng dán quảng cáo thế mà anh hoàn toàn không biết, lại còn chờ Mễ Tử An gọi điện cho anh sao? Tử An sẽ nói thế nào hả? Tần Lạc, tôi tới Yến Kinh biểu diễn rồi, anh có biết không? Tần Lạc cảm thấy như bị Trần Tư Tuyền oán trách, cảm thấy rất xấu hổ. Hắn nói, hay để tôi gọi điện cho Mễ Tử An, tối nay chúng ta cùng đi ăn. Trần Tư Tuyền nhìn đồng hồ ở cổ tay, nói, có lẽ bây giờ Tử An đang luyện tập. Dù sao lúc này chúng ta cũng rảnh, hay chúng ta tới chỗ cô ấy. Đồng ý, Lệ Khuynh Thành nói, em cũng chưa bao giờ xem ngôi sao luyện tập. Vậy chúng ta đi thôi, Tần Lạc nói, hai người có biết địa điểm không? Em biết, Trần Tư Tuyền nói, tổ chim. Tổ chim được xây dựng vì tổ chức Olympic, cũng từ đó xuất hiện danh tiếng, trở thành nơi tổ chức các hoạt động lớn nhất Trung Quốc. Lưu Đức Hòa, Thái Y Lâm, Trần Học Hữu, Trần Nhất Tấn, Chu Kiệt Luân. Mấy người này từng tổ chức biểu diễn ở đây, cực kỳ sôi động. Lần biểu diễn đầu tiên của Mễ Tử An tổ chức ở nơi này, đủ thấy nhà tổ chức đánh giá rất cao sức thu hút, cũng như cực kỳ tin tưởng vào ảnh hưởng của nàng. Nên nhớ rằng nhà tổ chức thuê cả một sân bãi rộng lớn như này, nhưng không có nhiều khán giả, cuối cùng chi phí thuê sân bãi, tổ chức không thu được, lỗ nặng chứ chưa nói tới thắng lớn. Trần Tư Tuyền và Lệ Khuynh Thành không lái xe. Tất cả cùng đi chiếc Chevrolet 7 SUV của Tần Lạc tới sân tổ chim. Cửa sân tổ chim chật ních đám phóng viên và những người hâm mộ muốn nhìn thấy thần tượng của mình. Xe Tần Lạc không thể vào bên trong. Đi cửa sau, Trần Tư Tuyền nói. Có thể vào lối sau sao? Tần Lạc hỏi, nếu như có thể vào cửa sau, sao những người kia không vào theo? Được, Trần Tư Tuyền nói, thế nhưng phải gọi điện thoại nhờ người hỗ trợ. Trần Tư Tuyền lấy điện thoại di động. Bấm một dãy số, rất nhanh người bên kia tiếp nhận cuộc gọi. Chào cô, tôi là Vu Tĩnh, Tử An đang luyện tập, lúc này không thể nhận điện thoại. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ. Chào chị Vu, em là Trần Tư Tuyền, em ở bên ngoài tổ chim, muốn vào gặp Tử An. Trần Tư Tuyền cười nói.
Được, mọi người hãy tới cửa sau. Tôi sẽ cho người đón mọi người. Vu Tĩnh cười nói. Cảm ơn chị Vu, Trần Tư Tuyền nói. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Trần Tư Tuyền giải thích với Tần Lạc, khi ở Hàn Quốc, Mễ Tử An và người quản lý xung đột nghiêm trọng. Sau khi quay về Đài Loan, Tử An đưa ra cho công ty hai lựa chọn. Một là đổi người đại diện, hai là đổi công ty khác. Đương nhiên công ty quản lý lựa chọn việc đổi người đại diện. Tần Lạc biết nguyên nhân của chuyện này, có liên quan rất lớn tới chuyện Mễ Tử An bỏ đi với hắn. Khi đó Lý Thừa Minh của tập đoàn Samsung theo đuổi Mễ Tử An, chính hắn đã phá hỏng kế hoạch hóa trang của Lý Thừa Minh, còn khiến anh ta. Sau đó Mễ Tử An không để ý tới lời khuyên của người quản lý, cùng hắn đi đảo Tế Châu. Khi lên bờ bất ngờ bị bắn lén, hai người cùng rơi xuống nước. Khi nhớ tới cảnh hai người ôm nhau thân thiết trên bờ đá, Tần Lạc lại cảm thấy người. Sau đó hai người được cứu nhưng điện thoại di động rơi xuống biển. Người đại diện không liên lạc được với Mễ Tử An, đương nhiên là rất tức giận. Mễ Tử An tính cách quật cường vì vậy hai người nảy sinh tranh cãi. Tần Lạc không biết chuyện xảy ra về sau, hắn không ngờ nàng đã thay người đại diện. Thế nhưng Tần Lạc cũng không thích người đại diện đó. Nếu như không có cô ta đứng giữa sắp đặt, sao Mễ Tử An có thể suýt chút nữa rơi vào tong tay Lý Thừa Minh? Thậm chí Tần Lạc còn nghi ngờ, lần này Lý Thừa Minh cũng biết hướng di chuyển của Mễ Tử An cũng là do chính người đại diện thông báo tin tức. Đương nhiên nghi ngờ này không có bất kỳ chứng cứ nào. Thế nhưng điều này cũng khiến Tần Lạc không tự chủ được nảy sinh ý nghĩ độc ác. Chỉ cần đám người đó là những gì, tất cả đều tính sổ trên người họ. Khi xe chạy tới cửa sau, quả nhiên ở đó có trạm gác. Mấy người Tần Lạc chờ một lát, một cô gái trẻ đeo kính xuất hiện. Trần Tư Tuyền ló đầu ra vẫy cô gái. Cô gái trẻ nói mấy câu với bảo vệ, cánh cửa nhỏ liền mở ra. Giê-xu lái xe thẳng vào trong, sau đó cánh cửa nhỏ nhanh chóng đóng lại. Đám phóng viên, người hâm mộ nghe tiếng chạy tới nhưng chỉ chụp được bảng số xe, bọn họ không biết người ngồi trong xe. Thế nhưng khi nhìn thấy nhãn hiệu xe và biển số xe không có số 6 cũng như số 8, có lẽ người bên trong không phải là nhân vật tai to mặt lớn. Cô gái trẻ đi trước dẫn đường, sau khi đi qua vài khu kiến trúc, sau đó dừng lại trước khu nhà tập luyện hình cánh cung. Trần Tiểu Thư, chào chị, tôi là Tiểu Me, trợ lý của Mễ Tử An, chị ấy đang luyện tập bên trong. Chị Vu bảo tôi tới đón tiếp mọi người. Tiểu Mễ biết Trần Tư Tuyền, cô chủ động đi tới chào hỏi. Cảm ơn Tiểu Mễ, chúng tôi đều là bạn của Tử An, làm phiền cô dẫn chúng tôi tới đó. Trần Tư Tuyền nói. Được, xin hãy theo tôi. Tiểu Mễ mỉm cười gật đầu với Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành, sau đó dẫn mấy người đi vào trong. Đôi nam nữ này khí chất bất phàm, xem ra không phải là người hâm mộ tới chỉ vì ngưỡng mộ ngôi sao. Lời ca, điệu vũ. Khi đứng trên sân khấu, Mễ Tử An có một sức hấp dẫn kinh người. Mặc dù phía sau Mễ Tử An là một nhóm nữ vũ công cao, ăn mặc tê, rất cực kỳ gợi cảm, nhưng không thể nghi ngờ Mễ Tử An chính là người nổi bật nhất trên sân khấu. Khi có nàng trên đó, ánh mắt mọi người chưa từng rời khỏi nàng. Một lát sau bài hát chấm dứt, tiếng vỗ tay vang lên bên dưới, dù không nhiều vì có rất ít người xem buổi diễn thử này. Mấy người Tần Lạc, Trần Tư Tuyền đang định đi tới gặp Mễ Tử An thì nghe tiếng một người đàn ông nói to, hay. Rất hay. Sau đó một gã to con từ phía dưới đi lên. Trong tay gã là một bó hoa to, gã đi nhanh lên sân khấu. Nhìn dáng vẻ của gã, có vẻ như gã đã sớm chuẩn bị từ trước. Người hâm mộ cũng có thể vào trong này hả? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Trần Tư Tuyền cười nói vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhất định là người hâm mộ. Chương 1192 Thiện lương ác ma. Gã to con này cao khoảng chừng hơn 1m9, dáng người cao lớn, vạm vỡ. Khi gã chạy lên sân khấu trông như một ngọn núi nhỏ đang di động. Cũng may sân khấu này đủ lớn, bậc thang cũng đủ khỏe, nếu như là một sân khấu đơn giản, nói không chừng sẽ bị bước chân của gã làm sập. Gã mỉm cười rất phóng khoáng, chạy tới nói với Mễ Tử An mới nhảy múa xong, An An, buổi biểu diễn của em rất kích thích. Khi nhìn em biểu diễn, anh chỉ muốn chạy lên sân khấu nhảy múa cùng em. Cảm ơn, Mễ Tử An khẽ thở dốc nói. Ngực áo tê, sắt màu vàng phập phồng. Biểu diễn ca múa cực kỳ hao tốn thể lực. Bình thường thì một ngôi sao sẽ chỉ hát hay nhảy múa, còn khi cả hát và nhảy múa thì chỉ là hát nhép. Thế nhưng dù là như vậy, muốn thực hiện toàn bộ buổi biểu diễn cũng phải có đủ thể lực mới làm được. Ít nhất trong vòng nửa năm trước buổi biểu diễn phải tiến hành tập luyện thể lực. Đảm bảo bản thân mình phải ở trong tình trạng sức khỏe và tinh thần tốt nhất, nếu không sẽ không biểu diễn được.
An An, không cần khách sáo. Em quen biết anh lâu rồi sẽ hiểu con người anh. Mặc dù anh dáng cao lớn, thô nhưng anh rất có năng lực thưởng thức cái đẹp, cho dù là âm nhạc, ca múa hay những người xinh đẹp như em. Anh biết cách thưởng thức, trân trọng. Các em chính là quà tặng ông trời ban cho con người, không được để bọn em chịu kỳ sự uất ức nào, nếu không nhất định sẽ bị sét đánh chết. Buổi tập luyện hôm nay kết thúc chưa? Anh biết mấy nhà hàng có món ăn phương Bắc rất ngon, anh muốn mời em tới ăn thử. Tối nay anh có vinh dự mời cơm em không? Sau khi gã to con nói xong, lo Mễ Tử An còn nghi ngại nên gã nói tiếp, em không cần lo lắng. Anh sẽ cho lái xe tới tận cửa, chúng ta sẽ ra ngoài từ cửa sau. Đám phóng viên sẽ không biết. Cảm ơn, tôi có hẹn với bạn rồi. Mễ Tử An đã sớm nhìn thấy mấy người Tần Lạc, Trần Tư Tuyền đi vào trong. Khi nàng ở trên sân khấu, bên dưới chỉ có mấy người, khi nàng nhảy múa đã ngay lập tức nhìn thấy mấy người. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, bài hát này nàng đã tập luyện mấy lần, hơn nữa lời bài hát đã ăn vào máu, chỉ cần há miệng là lời ca có thể xuất hiện. Thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Tần Lạc, đầu nàng như trống rỗng, vì vậy trong mấy giây đồng hồ, lời ca và âm nhạc không ăn khớp. Cũng may đây chỉ là buổi biểu diễn, không có phối cảnh, người bên dưới cũng không nhiều nhưng Mễ Tử An hiểu rất rõ. Gã to con thoáng cau mày nhưng rồi hành động đó nhanh chóng biến mất. Gã quay đầu nhìn thấy ánh mắt Mễ Tử An đang nhìn Tần Lạc. Sau đó gã nhìn thấy Tần Lạc, Trần Tư Tuyền bên cạnh Tần Lạc và cả Lệ Khuynh Thành còn xinh đẹp, quyến rũ hơn nhiều so với Trần Tư Tuyền. Vưu vật, con mẹ nó, đúng là vưu vật, gã to con thầm rên rỉ trong lòng. Một mỹ nữ chân dài, đôi chân đó mà kẹp thắt lưng mình, cảm giác đó chỉ sợ là tiêu hồn. Còn cả người phụ nữ gương mặt đầy yêu mị kia nữa, bộ phận nào cũng đẹp, chỗ nào cũng mê người. Nụ cười tủm tỉm đó khiến người ta chỉ muốn xông tới, điên cuồng chà đạp, xúc phạm nàng. Đôi mắt của nàng giống như giọt nước, giống như đang nói chuyện với mình, giống như là đang cho mình mấy cái bạt tai. Trời ơi, sao lại có người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ như vậy chứ? Trong khi gã to con còn đang ngây người, Mễ Tử An đã đi xuống dưới sân khấu. Gã to con trấn tĩnh tinh thần, ôm bó hoa chạy theo xuống bên dưới. Sao mọi người lại tới? Mễ Tử An cười tươi như hoa, lộ hai hàm răng trắng như ngọc. Đầu Mễ Tử An vẫn còn bím tóc hóa trang, trông vô cùng đáng yêu, gợi cảm. Đây chính là một người phụ nữ trưởng thành, thông minh, xen lẫn nét trẻ thơ, vì nguyên nhân này nàng trở thành thiên hậu rock and roll. Người hâm mộ Mễ Tử An từ thanh thiếu niên mười mấy tuổi cho tới người trưởng thành, trí thức hơn 30 tuổi. Đó chính là nhóm người có năng lực chi tiêu rất mạnh, cũng chính nhóm người này giúp Mễ Tử An đã lập kỳ tích trong việc tiêu thụ đĩa nhạc. Tử An, Tần Lạc lên tiếng chào Mễ Tử An. An An, Trấn Tư Tuyền và Mễ Tử An có quan hệ rất thân thiết, hơn nữa cùng là phụ nữ nên Trần Tư Tuyền gọi nhũ danh của Mễ Tử An. Mễ tiểu thư, Lệ Khuynh Thành cũng biết Mễ Tử An nhưng không thân quen như mọi người, nàng xưng hô chính thức. Chị Lệ, hãy gọi em là An An, Mễ Tử An nói với Lệ Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành như đang suy nghĩ gì đó, nàng liếc nhìn Mễ Tử An, cười nói, được, vậy tôi gọi là An An. Cô cũng có thể gọi tôi là Khuynh Thành, cũng có thể gọi tôi là chị Lệ. Tôi Khuynh nhưng không Thành. Mấy người cũng cười, kể cả gã to con mới đi tới. Gã to con mỉm cười, giơ tay nói với Lệ Khuynh Thành, Lệ tiểu thư, tôi là Chu Lý, rất vinh hạnh được quen biết. Lệ Khuynh Thành nhìn Mễ Tử An, thấy Mễ Tử An dường như không có ý giới thiệu gã to con này với mọi người, nàng biết người này không phải bạn của Mễ Tử An. Không phải bạn của bạn thì chính là người xa lạ. Rất vinh hạnh được biết anh, Lệ Khuynh Thành bắt tay gã to con cho có lệ. Thậm chí nàng cũng không biết gã là nhân vật tai to mặt lớn nào, quen biết nhau cũng rất vinh hạnh. Chu Lý mỉm cười, gã chuyển tay sang hướng Trần Tư Tuyền, nói, vị tiểu thư này xưng hô thế nào? Trần Tư Tuyền cười nói, khi trước nàng còn làm người mẫu, ít tới Yến Kinh. Bây giờ nàng phụ trách mở rộng công ty nên có người không nhận ra nàng cũng không có gì lạ. Mặc dù Trần Tư Tuyền có ưu thế trời sinh khiến con người ta phải nhớ rất kỹ nhưng nàng không tự cao tự đại vì mình có một đôi chân dài. Trần Tiểu Thư, chào cô. Chu Lý nắm tay Trần Tư Tuyền lắc lắc nói, tên này hình như nghe rất quen. Sau khi suy nghĩ một lát, Chu Lý vẻ như bừng tỉnh, gã nói, ồ, tôi nhớ ra rồi, Trần Tư Tuyền Tiểu Thư, người mẫu chân đẹp nhất. Tôi không nhận lầm chứ. Trần Tư Tuyền mỉm cười, không phủ nhận. Không thể không nói mặc dù bạn biết người đàn ông này đang diễn trò nhưng gã có thể đoán được thân phận của bạn, hơn nữa còn làm bộ rất kinh ngạc, điều này rất dễ làm thỏa mãn trái tim những người phụ nữ thích hư vinh.
Lệ Khuynh Thành khẽ bấm tay Tần Lạc, thì thào với hắn, cưng ơi, anh gặp đối thủ rồi. Tần Lạc chỉ cười, thờ ơ nói, anh dùng đức thu phục người. Ý của Lệ Khuynh Thành là, anh thích diễn trò, bây giờ gặp một gã diễn trò còn cao thủ hơn anh nghĩ thế nào? Trong khi đó câu trả lời của Tần Lạc đã bác bỏ ý kiến của Lệ Khuynh Thành. Hắn nói chính mình dựa vào đạo đức cao quý và y thuật chữa bệnh cứu người để thu phục người khác. Anh cùng gã không cùng đường, em đừng nghĩ xấu cho anh. Lệ Khuynh Thành chỉ nheo nheo mắt nhưng không tiếp tục trêu chọc Tần Lạc nữa. Trời ơi, đúng là Trần Tiểu Thư Chu Lý kích động nói, Chu Lý tôi đa tu bao nhiêu kiếp mà hôm nay có thể ngẫu nhiên được gặp ba vị giai nhân quốc sắc thiên hương. Vị tiên sinh này xưng hô thế nào? Anh sẽ không cần hỏi tôi, Tần Lạc cười nói, tôi không quốc sắc thiên hương cũng không phải là giai nhân, hỏi cũng vô ích. Nụ cười trên gương mặt Chu Lý cứng đơ, sau đó gã lại cười hì hì, chìa bàn tay thô, to đầy sức mạnh về phía bã vai Tần Lạc, nói, người trong nghề vừa ra tay là biết. Người anh em cũng là cao thủ, thất kính, thất kính. Khách khí, khách khí, Tần Lạc không để cho gã chụp vào bả vai mình. Hàng động mờ ám lợi dụng việc công báo thù riêng này hắn quá rành, sao có thể để gã kia thực hiện thành công. Tần Lạc liền giơ tay nắm lấy bàn tay gã to con. Suy nghĩ Chu Lý rất tàn nhẫn, gã muốn cho thằng nhãi này ăn đòn. Chu Lý ỷ vào sức khỏe của mình, gã lại luyện tập một thời gian với sư phụ, trời sinh có một sức lực hùng hậu. Gã muốn dùng sức khuất phục thằng nhãi này. Không ngờ khi gã còn chưa xuất lực, đã có cảm giác một lực hùng hậu đang đổ tới. Cuồn cuộn đổ tới, không thể chống đỡ. Bịch! Ngay lập tức Chu Lý cảm thấy sởn cả da đầu. Không ngờ thằng nhãi này lại ra tay trước, Chu Lý mất đi tiên cơ, bây giờ chỉ biết thụ động chống cự. Điều khiến Chu Lý rất sợ hãi là luồng lực mạnh mẽ đó không ngừng tăng lên, không ngừng cuồn cuộn như không bao giờ kết thúc. Chu Lý càng lúc càng không còn sức phản kháng, bàn tay gã giống như bị một cái kìm bao xung quanh, liên tục khép lại. Nụ cười đờ đẫn, hai hàng lông mày thoáng cau lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Chu Lý đã nhận ra sự chênh lệch của mình và thằng nhãi kia. Đừng có nhìn bộ mặt thanh tú, nụ cười tươi, thái độ ngượng ngùng không làm hại ai cả, trong xương tủy của hắn là một ác ma. Bạn chưa ra tay, hắn đã ra tay hạ độc thủ. Bất kỳ chiêu thức bẩn thỉu nào cũng dùng bằng hết. Khí lực mạnh, như dã thú, ngay cả đòn tấn công đầu tiên của hắn cũng không chống đỡ được, lập tức bị hắn khống chế. Chiêu hạ uy này thật có hiệu quả nhưng mà uy hiếp đối phương lại bị phản lại. Thế nhưng thua người không thua trận, thất bại không mất thể diện. Chu Lý là người lăn lộn đã lâu trong vòng tròn này, gã biết lúc này mình phải đương đầu. Nếu như không đương đầu được, đừng nói Mễ Tử An mà cả ba người phụ nữ này thậm chí không thèm liếc mắt nhìn gã. Ba người phụ nữ này không phải phường ngu ngốc, hiển nhiên bọn họ đã nhận ra cái bắt tay của hai người đàn ông không bình thường. Có hai người đàn ông nào bắt tay nhau mà không bỏ ra không? Hơn nữa đôi mắt bọn họ còn tình trạng ý thiếp, nụ cười vừa chân thật vừa giả dối. Phu Tĩnh ở bên cạnh thầm lo lắng, người nào có thể đắc tội với Chu Lý, còn bọn họ không thể đắc tội với gã, nếu không đêm biểu diễn của Mễ Tử An ở Yến Kinh rất có thể sẽ tan biến. Phu Tĩnh rất muốn bước lên khuyên can nhưng nghĩ tới người tiền nhiệm của mình, Phu Tĩnh lại cố kiềm nén, muốn xem tình hình phát triển như thế nào đã. Chương 1193, không tán gái bình thường. Phu Tĩnh lo lắng không thừa. Chu Lý không phải là một người hâm mộ bình thường mà là một fan rất có lai lịch. Khi ông của gã còn sống đã từng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc. Cha gã bây giờ là cán bộ cao cấp Bộ Văn hóa, hơn nữa ông ta còn phụ trách mảng văn nghệ truyền thông, diễn xuất. Nói cách khác, chỉ cần cha gã nói một câu, rất có thể Mễ Tử An sẽ không thể nào thực hiện bất kỳ buổi biểu diễn nào ở Trung Quốc. Loại quyền lực này kéo dài tới người con, chỉ cần Chu Lý nói mấy câu với cha mình, Mễ Tử An cũng không thể biểu diễn kiếm tiền ở Trung Quốc nữa. Đây chính là uy lực của quyền lực và cũng là mị lực của quyền lực. Bởi vì có quyền lực này nên sức hấp dẫn của Chu Lý tăng lên rất nhiều trong giới nghệ thuật. Khá nhiều ngôi sao của công ty đã mượn sức vị đại thiếu gia này. Thậm chí có ngôi sao đang nổi còn chủ động đưa chính mình tới cho Chu Lý. Trong khi đó Chu Lý yêu cái đẹp, gã đạt tình, nhưng cũng phóng khoáng nên bên cạnh có rất nhiều bạn gái, thay bạn gái như thay áo. Trong khi đó đám phụ nữ cũng hào phóng, không oán hận, khi danh tiếng nổi lên, bỏ đi cũng không có gì đáng tiếc. Bởi vì Chu Lý rất biết thưởng thức và hiểu được cần trả giá nên mỗi người phụ nữ thiết lập quan hệ với gã đều không tệ chút nào. Đương nhiên loại quan hệ này được thành lập trên nền tảng cơ bản quyền lợi. Trên người Chu Lý có cái mà bọn họ muốn. Chu Lý được đánh giá rất cao trong giới nghệ thuật,
có thể dùng một lời nói của một công tử rất có thế lực để hình dung, không đi con đường tầm thường, không tán tỉnh con gái tầm thường. Bởi vì những người phụ nữ của Chu Lý đều là ngôi sao, gã cũng chỉ thích cặp với ngôi sao, đại minh tinh, tiểu minh tinh, ngôi sao không lớn không nhỏ và những cô gái thích làm ngôi sao. Gã thích khiêu chiến, thích sự thay đổi. Bây giờ mục tiêu của Chu Lý tập trung vào Mễ Tử An tới Yến Kinh biểu diễn. Chu Lý vốn tưởng rằng với mị lực của chính mình, với bối cảnh sau lưng của mình, người phụ nữ kia sẽ không từ chối lời đề nghị của gã, ít nhất thì trước kia có rất ít người phụ nữ dám dũng cảm từ chối lời đề nghị của gã. Trong con mắt những người như Chu Lý, phụ nữ trong giới giải trí chỉ là bình hoa chói mắt mà thôi. Khi hứng thú thì chơi đùa, khi không có hứng thú thì bỏ đi. Chơi đùa với thân phận bọn họ, chơi đùa trên vầng hào quang của bọn họ rất nhanh gọn, hoàn toàn nhanh gọn hơn so với con gái nhà lành ở bên ngoài. Hôm nay ra ngoài Chu Lý không xem giờ hoàng đạo, nếu không sao gã không biết hôm nay mình đã gặp phải sát tinh. Chu Lý rất khổ sở, nhẫn nhịn chịu đựng rất đau đớn. Thằng nhãi này quá tàn nhẫn, cho tới lúc này nó vẫn liên tục tăng lực, thoạt nhìn dáng người gầy yếu, tong teo, không ngờ nó lại có sức lực mạnh mẽ. Hơn nữa cách phát lực của nó rất kỳ quái, người bình thường khi phát lực ra ngoài, khí lực sẽ tự nhiên khách tán. Thằng nhãi này không vậy, nó chỉ chăm chăm tiến hành tấn công vào một mục tiêu cố định khiến Chu Lý gã phải cắn chặt hàm răng, tiếng nghiến răng vang lên ken két như tiếng băng đạn nổ. Điều càng tệ đó chính là Chu Lý không thể nào tiếp tục giữ vẻ mặt tự nhiên. Chu Lý không nhìn thấy mặt mình nhưng gã biết nhất định gương mặt mình rất khó coi, đang cau có. Hơn nữa Chu Lý có cảm giác những giọt mồ hôi to đang chảy xuống gương mặt mang theo một cảm giác ngơ ngứa. Nhất định các cô ấy đang cười nhạo mình, Chu Lý thầm nghĩ. Nhìn dáng vẻ tủm tỉm cười của Tần Lạc, thái độ thản nhiên, nhẹ nhõm như nước chảy mây trôi, nhưng Chu Lý cảm thấy nụ cười của hắn cực kỳ đáng hận. Khi suy nghĩ miên man, Chu Lý cảm thấy cơn đau biến mất, cuối cùng thay bằng một cảm giác ngứa ngáy cực kỳ khó chịu. Ha ha ha! Không thể nhịn được, không, với Chu Lý hắn vẫn là có thể. Khi nghĩ tới chuyện chịu đựng, cuối cùng Chu Lý không tự chủ được phá lên cười. Gã cười sung sướng, cười thoải mái, những giọt nước mắt như hạt châu cũng theo đó lăn xuống. Điều này khiến những người có mặt vô cùng ngơ ngác, bọn họ không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Chỉ có Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc với ánh mắt suy tư. Nàng biết tiểu gia hỏa này đang giở trò quỷ. Phu Tĩnh không biết nên nghĩ lúc trước hai người chỉ đùa với nhau, bây giờ mâu thuẫn đã qua, sau đó anh hùng gặp anh hùng mà phát ra tiếng cười. Không phải những bộ phim trên TV đều chiếu vậy sao? Phu Tĩnh đi lên trước, cười nói, Chu đại thiếu gia, cười vui vẻ như này, xem ra đã gặp bạn bè cũ. Chu Lý không rút tay ra được, nếu không gã thật sự muốn cho người phụ nữ này một bạt tai. Mù hay sao mà nhìn thấy lão tử đang vui vẻ hả? Đúng lúc đó Tần Lạc bỏ tay ra, hắn cười nói, xem ra chúng ta mới quen như đã thân. Tần Lạc mới bỏ tay, lập tức cảm giác ngứa ngáy trong xương cũng biến mất ngay. Tay phải được giải phóng, ngay lập tức Chu Lý cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chu Lý lén liếc nhìn bàn tay mình, hai tròng mắt như hạt châu suýt chút nữa rớt ra ngoài. Toàn bộ bàn tay biến thành màu đỏ, hai ngón tay đầu tiên tới giờ vẫn không khép lại, bàn tay gã hơi biến hình. Nếu cứ để cho nó nắm một lát nữa, không hiểu nó có bóp nát bàn tay mình không nhỉ. Với suy nghĩ này, Chu Lý càng kiêng dè Tần Lạc hơn. Người anh em thật sự rất thú vị, Chu Lý quan sát đánh giá Tần Lạc. Người anh em trông rất quen. Nhất định anh nhìn lầm rồi, Tần Lạc xua tay nói, tôi không phải là ngôi sao, chỉ là một người bình thường. Tôi vì ngưỡng mộ tài nghệ của Mễ Tử An nên mới năn nỉ bạn bè dẫn tới gặp mặt. Có thể nói Tần Lạc chính là thầy thuốc trung y danh tiếng nhất Trung Quốc, nhưng hắn không có bất kỳ ấn tượng nào với Chu Lý. Nếu như Chu Lý có thời gian, gã cũng dùng nó để đi phục vụ các ngôi sao, thích báo chí tiêu khiển, chủ yếu đọc tin tức giải trí. Hơn nữa đám công tử bạn thân đều là người trong vòng tròn. Tần Lạc rất ít tham gia vào những hoạt động này ở Yến Kinh. Trong lúc nhất thời Chu Lý không biết người mặc trường bào trước mắt mình, chính là danh y Tần Lạc. Chu Lý không suy nghĩ sâu xa, gã thầm nghĩ khi quay về sẽ cho người tìm hiểu là biết được. Tay phải Chu Lý cầm chiếc túi ra, gã nhìn Mễ Tử An nói, Mễ tiểu thư, Lệ tiểu thư, Trần tiểu thư, còn cả người anh em mới gặp như đã thân quen này. Hôm nay quen biết mọi người chính là duyên phận, bữa tối nay tôi làm chủ, tôi biết một nhà hàng thức ăn Trung Quốc rất ngon. Sao chúng ta không tới đó xem sao? Cho tới lúc này Chu Lý vẫn chưa từ bỏ việc theo đuổi Mễ Tử An.
Từ điều này có thể thấy niềm đam mê theo đuổi ngôi sao của con người này cực kỳ mãnh liệt. Mấy người bạn chúng tôi gặp nhau, có lẽ đi tới đó không tiện lắm, Mễ Tử An uyển chuyển từ chối. Với tính cách của mình, Mễ Tử An chỉ muốn thẳng thừng đuổi gã đáng ghét này đi khuất mắt, nhưng vì người đại diện Vu Tĩnh luôn năn nỉ nàng phải cẩn thận đối phó với Chu Lý này, nếu không buổi biểu diễn ở Yến Kinh không thể thành công mà những buổi biểu diễn ở những thành phố khác cũng trong số phận tương tự. Quảng cáo đã phát, biển báo đã dán. Giới hâm mộ âm nhạc cả nước chờ mong. Nếu như lúc này buổi biểu diễn bị hủy, đây sẽ là tổn thất rất lớn đối với người yêu nhạc, nhưng đối với bản thân Mễ Tử An, tổn thất này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trong khi đó, trong cơn điên giận, người phụ trách sân vận động tổ chim này cũng phải nghe lời Chu Lý, gã nói mở thì người phụ trách mở, gã nói đóng cửa thì người phụ trách sẽ đóng cửa. Gã cho cắt nước thì sẽ mất nước, gã cho cắt điện thì sẽ cắt điện. Nếu như đắc tội với gã, bạn còn có thể luyện tập được nữa không? Trong cảnh bất đắc dĩ, Mễ Tử An đành phải ứng phó lấy lệ. Thế nhưng một lần này tạo thành tiền lệ xấu, Chu Lý giống như cái kẹo cao su bị người nhai vứt đi, dính chặt vào đế giày của bạn. Bạn đi tới đâu, nó đi tới đó, muốn vứt bỏ cũng không được. Mễ Tử An đã tới Yến Kinh mấy ngày nay, nàng vốn cũng định gọi điện gặp Tần Lạc, nhưng vì có miếng kẹo cao su này nên Mễ Tử An không muốn cho Tần Lạc tới đây. Trong tiềm thức của mình, Mễ Tử An không muốn cho Tần Lạc biết sự tồn tại của Chu Lý. Trần Tư Tuyền cũng hiểu nguyên nhân này, nàng cũng đã từng là ngôi sao, cũng gặp phải muôn hình vạn trạng nỗi phiền phức. Đối với một người phụ nữ danh tiếng mà nói, người phụ nữ nổi tiếng thì sao nào, cuối cùng vẫn là một người phụ nữ. Trong mắt những kẻ có tiền, có quyền, người phụ nữ danh tiếng cũng chỉ là một vật trang trí trong bữa tiệc, là vật để phát tiết thú tính trên giường mà thôi. An An, em nói vậy là rất khách sáo, chúng ta biết nhau đã lâu mà còn không coi nhau là bạn sao? Chu Lý nhìn Mễ Tử An hỏi, chúng ta là bạn, bạn của em cũng là bạn của tôi. Nhiều bạn bè sẽ có nhiều đường hơn, nhiều bạn bè con đường sẽ tốt hơn. Mời mọi người ăn một bữa cơm thì đã sao? Hơn nữa nếu như mọi người không chào đón tôi, sau khi ăn cơm xong, mọi người muốn đi đâu thì đi, tôi tuyệt đối sẽ không đi theo, được không? Mễ Tử An trầm ngâm, gã nói như vậy là rất nhân nhượng, nàng không biết phải từ chối thế nào. Thế nhưng trong lòng mình, Mễ Tử An thật sự không muốn đi ăn cơm với người đàn ông này. Nếu như tối nay nhận lời đi ăn cơm với gã say này, gã còn có thể làm ra đủ loại chuyện quá mức. Có người đàn ông nào không có bản năng được voi đòi tiên không? Có người đàn ông nào khi yêu không nói với bạn gái hãy để anh cầm tay không? Khi đã cầm tay rồi thì nói cho anh hôn một cái có được không? Sau khi hôn rồi lại tiếp tục hôn. Sau khi tiếp tục hôn thì bắt đầu cởi quần áo. Khi cởi quần áo còn nói anh xem có cái gì mạo phạm tới chúng mình không? Sáng hôm sau tỉnh lại, chuyện trai gái ở chung với nhau coi như đã được giải quyết xong. Đàn ông, nguyên cái tên đó đã đủ chứng minh là kẻ lừa đảo rồi. Mễ Tử An trầm ngâm, Chu Lý thầm nổi giận trong lòng. Vốn Chu Lý đã rất khó chịu khi phải ăn nói nhã nhặn, khép nép với người khác. Không ngờ cô gái này còn không chịu nể mặt gã. Cô ta tưởng mình là ai hả? Cô ta nghĩ mình chính là... Mễ tiểu thư, cô phải hiểu rằng ở Yến Kinh này có những người cô có thể đắc tội nhưng cũng có những người cô không thể đắc tội. Chương 1194, đổ máu. Bản thân là người có địa vị, cho dù sắc mặt người đó có khiêm tốn tới nhường nào thì trong xương tủy người đó, tính kiêu ngạo vẫn cực kỳ mạnh. Bọn họ vui vẻ nói chuyện với bạn, xưng là anh em, đó là bọn họ có phong độ, có khí phách. Khi bọn họ làm hại bạn, chà đạp bạn, mắng bạn, đánh bạn, đó chính là phản ứng bình thường. Chu Lý chính là một người như vậy, gia cảnh hoàn hảo, sự nghiệp, tình trường thuận buồm xuôi gió khiến gã bản tính trời sinh kiêu căng ngạo mạn. Thế nhưng gã lại tự xưng là tình thánh Yến Kinh, phụ nữ đối với gã như hơi thở mang làn gió xuân mát mẻ. Tương tự như vậy vì để phụ nữ có ấn tượng tốt với mình. Chu Lý cố gắng duy trì một phong thái công tử hào hoa phong nhã. Đương nhiên đó là do bạn không chạm vào giới hạn cuối cùng của gã. Những người như gã có bản tính tự tôn, thể diện cực mạnh. Nếu như bạn khiến gã không thể xuống đài được, gã nhất định cũng sẽ trở mặt ngay lập tức. Ví dụ như lúc này, Chu Lý gã ăn nói khép nép muốn mời Mễ Tử An và những người bạn của nàng đi ăn cơm, thậm chí mời cả gã mặt trắng đã khiến tay của gã biến hình hơn nữa, còn chủ động nói sau khi ăn cơm xong sẽ không xen vào việc tụ họp của bọn họ. Đây chính là giới hạn cuối cùng Chu Lý cảm thấy mình có thể chịu được, thấp tới đường ngang ranh giới rồi, nhưng Mễ Tử An lại im lặng không nói, không trả lời. Đây là cái gì nào? Thẳng thừng làm gã mất mặt.
Mới rồi gã còn bị Tần Lạc lén lút bóp tay, bị một cái tát đầy ám muội nhưng gã vẫn nhẫn nhịn. Hành vi của Mễ Tử An ngược lại chính là một cái tát thẳng thừng giữa bàn dân thiên hạ vào mặt Chu Lý gã. Cuối cùng cơn giận dữ của Chu Lý cùng bộc phát. Hơn nữa với kinh nghiệm của gã, sau khi gã nổi giận, những nữ ngôi sao hay công ty quản lý sau lưng nữ ngôi sao đều sợ hãi, chính thức công nhận địa vị và trọng lượng của Chu Lý gã. Hai ngày, một ngày, hay thậm chí còn ngắn hơn, bọn họ sẽ nghĩ cách sửa chữa. Kết quả cuối cùng Chu Lý gã sẽ được đền bù đúng như mong muốn, nữ ngôi sao chủ động thể hiện tình cảm yêu thương nhớ nhung, hay chính công ty quản lý sẽ đưa nữ ngôi sao tới thẳng biệt thự xa hoa của gã. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Mễ Tử An thoáng cau mày khi nàng nghe giọng nói đầy uy hiếp của Chu Lý. Tất cả những người quen biết đều hiểu đây chính là dấu hiệu tức giận của Mễ Tử An. Tính cách của Mễ Tử An có vẻ tương tự như Ly. Mặc dù nàng lăn lộn trong giới giải trí mấy năm nay hơn nữa ngày nay đã là người thành công, có địa vị nhưng nàng vẫn giữ được vẻ ngây thơ, trong sáng, yêu, hận đều thể hiện trên nét mặt. Mấy người Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành, Trần Tư Tuyền cũng cau mày, bọn họ không thích lời đe dọa của gã này. Có ý gì vậy? Mễ Tử An lạnh lùng hỏi. Tôi muốn nói, con người quý nhất là phải tự mình hiểu lấy. Bản thân mình cần phải suy nghĩ rõ ràng. Những người không thể trêu chọc thì không nên trêu chọc, nếu không sẽ có báo ứng rồi sẽ không thể chống lại. Chu Lý rõ ràng rất không hài lòng với vẻ coi thường của Mễ Tử An, gã không còn nói chuyện khách sáo với nàng nữa, cách nói chuyện là trực tiếp gây tổn thương cho đối phương. Chu Lý nhìn lướt qua sân vận động nói, nếu như sân vận động này đột nhiên bị mất nước, hay cắt điện, hay có thể gặp sự cố bất thường thì sao nhỉ? Chu Lý không tới một mình mà gã tới cùng với mấy đàn em. Những lần trước gã tán gái, bọn họ chỉ đứng nhìn từ xa. Bây giờ khi thấy Chu Lý nảy sinh mâu thuẫn với đối phương nên mấy kẻ đó cũng chạy tới. Chu thiếu gia, có chuyện gì vậy? Một người đàn ông trung niên đeo kính hỏi. Dáng vẻ người này rất nhã nhặn nhưng ánh mắt cực kỳ âm trầm. Đối với Chu Lý thì lấy lòng nịnh bợ nhưng đối với mấy vê người Tần Lạc, Mễ Tử An thì dùng một sắc mặt khác. Có một vài người không hoan nghênh Chu Lý hừ lạnh nói, biểu hiện thái độ rất bất mãn. Người đàn ông đeo kính quay sang nhìn chằm chằm vào Mễ Tử An, bề ngoài tươi cười nhưng trong lòng thì không, chị Mễ, tôi là một người thô lậu, cách nói chuyện có thể không dễ nghe. Thế nhưng lời nói thô tục, lý lẽ thì không, chị hãy nhẫn nhịn lắng nghe mới tốt, như vậy mới có lợi cho chị. Chu thiếu gia là ai nào? Chị có thể ra ngoài hỏi thăm, có người yến kinh nào khi nhắc tới anh ấy mà không giơ ngón tay cái lên không? Chúng tôi đã thấy nhiều ngôi sao nổi tiếng Nam Bắc nhưng bọn họ đều phải nể mặt Chu thiếu gia. Chu thiếu gia là người hiếu khách, anh ấy thích chị Mễ, đó chính là số mệnh của chị Mễ, anh ấy có thể làm hại chị Mễ không? Nhất định là không, trong thời gian vừa qua Chu thiếu gia vẫn gọi điện thoại cho tôi, nói bất kỳ chuyện nào có liên quan tới chị Mễ đều phải ủng hộ. Chính mọi người cũng đã hiểu mấy hôm nay mọi người ở trong này đã gặp phải chuyện phiền phức nào chưa? Đám phóng viên muốn xông vào trong nhưng không thể xông vào trong. Chu thiếu gia đã chỉ thị cho tôi, không cho phép bất kỳ phóng viên này vào trong sân. Nếu không vậy, bọn họ sao có thể để yên? Coi như thuận tiện cho chị mà cũng thuận tiện cho chúng tôi, mọi người hãy nể mặt nhau một chút. Chị Mễ không nể mặt Chu thiếu gia, chẳng lẽ vẫn còn mong Chu thiếu gia nể mặt chị Mễ sao? Hơn nữa là ngôi sao không phải chỉ là chiếc vòng đeo tay của người tai to mặt lớn, chị là một người phụ nữ sao? Những phụ nữ phải cần có một người đàn ông thế lực làm chỗ dựa mới xong. Người đàn ông trung niên đeo kính này là chủ nhiệm quản lý tổ chim. Họ Tiêu, tên là Tiêu Kim Lôi. Sau khi nghe lời nói ẩn chứa sự uy hiếp của Tiêu chủ nhiệm, cuối cùng Vu Tĩnh không thể tiếp tục giữ được sự bình tĩnh. Vu Tĩnh cười hì hì đi tới nói, Chu thiếu gia. Tiêu chủ nhiệm hiểu lầm rồi. Đây đơn giản chỉ là hiểu lầm. Tử An của chúng tôi sao có thể là người không bỉa nặng nhẹ. Thất lễ, mấy ngày hôm nay nhận được sự giúp đỡ của Chu thiếu gia và Tiêu chủ nhiệm, chúng tôi xin mời bữa cơm này. Hôm qua tôi và Tử An đã bàn nhau về chuyện này. Không ngờ hôm nay bạn bè của Tử An cùng tới. Mọi người cũng biết Tử An là người coi trọng bạn bè. Cô ấy chỉ sợ tới khi đó lại lạnh nhạt với Chu thiếu gia, không thể hiện sự tôn trọng với khách quý. Nếu như Chu thiếu gia không chê, chúng tôi xin mời khách bữa cơm này. Mọi người cùng đi Ung Hòa cung ăn cơm, được không? Vu Tĩnh ra mặt giảng hòa, sắc mặt Chu Lý trở nên hòa hoãn hơn trước. Gã nói, mọi người ở xa tới là khách, có đạo lý nào khách phải mời chủ nhà không? Nếu như chuyện này đồn ra ngoài, Chu Lý tôi còn mặt mũi gặp người khác không? Hôm nay tôi mời tới Ung Hòa cung,
tất cả mọi người không nên tranh cãi nữa. Tôi vẫn cảm thấy chuyện này không tiện. Mễ Tử An cắn răng nói. Phu Tĩnh xử lý như vậy là vì muốn dàn xếp ổn thỏa. Phu Tình thật sự không dám đắc tội với gã thiếu gia mắc bệnh thích ngôi sao này. Nếu như vì vậy làm hỏng buổi biển diễn của Mễ Tử An, cô không gánh nổi phần trách nhiệm này. Mễ Tử An hiểu suy nghĩ cũng như tình cảnh của Vu Tĩnh, nhưng trong lòng nàng thực sự không thể tiếp nhận cách sắp đặt này. Vì sợ hãi sự uy hiếp của đối phương, mình phải đi bồi rượu, ăn cơm. Mình là cái gì đây? Đương nhiên có chuyện các ngôi sao thường xuyên bồi rượu, ăn cơm. Các ngôi sao trong, ngoài nước đều công khai giá cả, tiền ăn cơm, tiền qua đêm. Tất cả đều có một khung giá. Chỉ cần là người có tiền, rất dễ dàng có được cơ hội gần gũi với ngôi sao. Thế nhưng đó là người khác, nàng là Mễ Tử An, nàng không làm được. Vừa rồi Chu Lý kia trở mặt nói chuyện rất khó nghe, nhưng chỉ trong nháy mắt làm như không có chuyện gì xảy ra, mời đi ăn cơm, uống rượu, trò chuyện vui vẻ, không phải chuyện này rất quái dị sao? Mễ Tử An, không nên không biết tốt xấu. Tiêu Kim Lôi tím mặt, lên tiếng răn dậy, ông ta là chủ nhiệm, quản lý tổ chim. Có ngôi sao nào tới đây biểu diễn mà không ăn nói khép nép với ông ta không? Những ngôi sao này là thần tượng chói sáng trong mắt người hâm mộ, nhưng trong mắt những người như ông ta, bọn họ còn không bằng con chó. Bảo quỳ là phải quỳ, muốn đánh cứ việc đánh. Bởi vì Chu thiếu gia muốn cưỡi người phụ nữ này nên đám người ông ta mới thể hiện sự tôn trọng nhất định với Mễ Tử An. Chu thiếu gia không chơi nữa thì sự tôn trọng đó cũng sẽ biến mất. Cô cho rằng cô là ai hả? Công chúa, vương hậu, Chu thiếu gia mời cô ăn cơm là coi trọng cô. Đừng có lên mặt, không biết xấu hổ. Tôi sẽ không cho anh ta thể diện. Sắc mặt Mễ Tử An rất khó coi, nàng nói. Mễ Tử An đã quyết định, cho dù buổi biểu diễn này bị hủy bỏ, nàng cũng nhất định không đi ăn cơm với Chu Lý. Lần này bị uy hiếp, đồng ý với anh ta. Lần sau anh ta đưa ra yêu cầu ngủ cùng, mình có thể từ chối không? Mễ Tử An bị ức hiếp, người bạn nam như Tần Lạc không thể không đứng ra giải vây, nếu không hắn cùng thực sự rất mất mặt. Tần Lạc đi tới trước mặt Chu Lý, nhìn gã với ánh mắt nghiêm túc và nói, nếu như tôi là anh, tôi sẽ không đi ăn bữa cơm tối này mà sẽ nhanh chóng quay về đi khám bác sĩ, kiểm tra sức khỏe. Anh có ý gì? Chu Ly bực bội hỏi, trong lòng gã thực sự tức giận, cả nghi ngờ nữa. Tìm bác sĩ kiểm tra sức khỏe, có ý gì vậy? Mình không có bệnh mà. Tần Lạc chi vào bụng Chu Lý nói, có cảm giác nóng rực không? Chu Lý nghi ngờ liếc nhìn Tần Lạc, chăm chú cảm nhận một lát, rồi gã tức giận nói, làm gì có cảm giác nóng rực? Anh đúng là dòng y dùng tà thuyết mê hoặc người khác. Anh có tin tôi báo cảnh sát bắt anh không? Tần Lạc lắc đầu thở dài nói, dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa hai vòng quanh rốn. Xoa bóp ngược chiều kim đồng hồ. Tôi dựa vào cái gì phải nghe lời anh? Chu Lý cười nhạt nói, anh bảo tôi làm gì thì tôi phải làm cái đó sao? Tùy anh thôi. Tần Lạc nhún vai thờ ơ nói, chuyện sống chết của người khác không liên quan tới tôi. Người có tiền đều sợ chết, người có quyền càng sợ chết hơn. Khi Chu Lý nghe Tần Lạc nói vậy, gã không nhịn được thò bàn tay vào trong bụng đảo quanh hai vòng. Cảm giác gì cũng, Chu Lý đang định nói cảm giác gì cũng không có, nhưng gã còn chưa nói xong thì đột nhiên cảm thấy trong mũi mình có một luồng chất lỏng nóng rực đang trào ra. Lòng bàn tay, một màu đỏ tươi. Là máu. Chương 1195, dùng thiếu đạo đức thu phục người. Bản tính con người ít nhiều đều có tính ỷ lại người khỏe mạnh hơn mình. Ỷ lại người lanh lợi hơn mình, ỷ lại người có khả năng hơn mình, ỷ lại người có tính chuyên nghiệp và giành được vinh quang hơn mình, vốn Chu Lý không tin sự lừa dối của Tần Lạc. Thế nhưng sâu thẳm trong tiềm thức của mình, gã vẫn muốn xem rốt cuộc Tần Lạc đang muốn giở trò quỷ gì. Thử một lần cũng chẳng sao, không ngờ lại lấy ra một bàn tay đầy máu. Lúc này Chu Lý có cảm giác cái mũi của mình giống như một cái đầm nước đã mở van, chất lỏng âm ấm bên trong cuồn cuộn chảy ra ngoài, máu tươi tràn ngập cổ họng. Thoang thoáng có vị mặn rồi nhanh chóng khóe miệng của gã cũng nhuộm đỏ, giống như gã mới ăn thịt bò sống vậy. Những giọt máu rơi xuống người, thấm vào áo sơ mi trắng tinh, nhanh chóng lan tràn gây cho người khác một cảm giác chấn động, cực kỳ kinh hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi làm sao vậy? Tại sao lại như này? Chu Lý kinh hoàng nhìn bàn tay máu, hốt hoảng hỏi. Không biết. Tần Lạc lắc đầu nói, nếu tôi là anh, tôi sẽ lập tức đi khám bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Chu Lý đứng ngây người mấy giây, sau đó gã ôm mũi vội vàng chạy ra ngoài. Đám người Tiêu Kim Lôi đứng nhìn nhau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mới rồi Chu thiếu gia còn rất khỏe, sau khi nghe lời người này xoa bụng,
tại sao máu lại chảy ra? Chẳng lẽ người này là phù thủy có yêu thuật sao? Anh đã làm gì với Chu thiếu gia? Tiêu Kim Lôi quát to, ông ta biết vấn đề nhất định nằm trên con người này bởi vì Chu thiếu gia nghe lời người này xoa bụng sau đó máu mũi mới bắt đầu chảy. Sự việc khác thường tất có yêu thuật, mặc dù Tiêu Kim Lôi không rõ nguyên nhân nhưng Tiêu Kim Lôi vẫn cho rằng Tần Lạc chính là thủ phạm gây tội. Ông còn không mau đuổi theo. Tần Lạc cười tủm tỉm nói, bây giờ chủ nhân của các ông đang trong lúc yếu đuối nhất, rất cần các ông an ủi. Tiêu Kim Lôi không thể không thừa nhận, tiểu tử này nói rất đúng. Lão đại đã bỏ chạy, bọn họ ở lại không còn ý nghĩa gì nữa. Cho dù muốn truy cứu trách nhiệm, cũng không quan trọng hơn so với sức khỏe của lão đại. Việc cần làm bây giờ là đi xem tình hình sức khỏe của Chu Lý. Cả đám thậm chí còn không kịp vứt lại một câu nói đe dọa, vội vàng đuổi theo Chu Lý. Tần Lạc, anh đã làm gì vậy? Trần Tư Tuyền kinh ngạc, vui mừng nhìn Tần Lạc hỏi. Nàng biết Tần Lạc y thuật cao mình, thế nhưng lúc nãy Tần Lạc không chạm vào người đối phương đã khiến đối phương chảy máu mũi. Không phải quá kỳ diệu sao? Không làm gì cả, Tần Lạc ngơ ngác nói. Anh còn giả bộ Lệ Khuynh Thành bấm tay Tần Lạc, cười nói. Nàng cực kỳ kiêu ngạo, thỏa mãn khi thấy người đàn ông của mình vô cùng ưu tú. Cảm ơn Mễ Tử An kích động nói. Tần Lạc ra tay giúp nàng đuổi kẻ xấu đi khiến nàng vô cùng vui vẻ. Thế nhưng tâm trạng Vô Tĩnh lại không được như vậy. Cô nói, Tần tiên sinh, làm vậy có được không? Chu thiếu gia kia có lai lịch rất lớn. Nếu như anh ta trả thù, chỉ sợ buổi biểu diễn này không thể diễn ra. Hơn nữa công ty muốn thông qua lần biểu diễn này của Tử An để cô ấy chính thức tiến quân vào thị trường đại lục. Nếu như anh ta cản trở, Tử An sẽ rất khó đặt chân vào đây. Vô Tĩnh đã biết mối quan hệ thân thiết của Mễ Tử An và Tần Lạc nên không muốn đi theo vết xe đổ của người tiền nhiệm, cách nói chuyện của cô cực kỳ khách khí. Nếu như ăn nói quá thẳng thừng, nói không chừng Mễ Tử An tính tình thẳng thắn này lại trở mặt với mình vì anh ta, như thế cô sẽ phải đổi lại công việc. Mễ Tử An là gà đẻ trứng vàng của công ty sẽ không vì mình mà để Tử An đào ngũ. Điều duy nhất sẽ xảy ra chính là bản thân cô sẽ phải ra đi. Chị Vu, cho dù Tần Lạc không đuổi anh ta, tôi cũng không đi ăn cơm cùng với anh ta, Mễ Tử An nghiêm túc nói. Khi nàng nói ra câu này, chứng tỏ chuyện này không thể thay đổi được. Ôi, thật ra ăn một bữa cơm cũng chẳng sao. Những người trong giới như chúng ta không thể làm chủ bản thân được, Vô Tĩnh thở dài nói. Anh ta tự chảy máu mũi, tôi không làm bất kỳ cái gì với anh ta. Mọi người không nên nghĩ oan uổng cho tôi, Tần Lạc cười nói. Vô Tĩnh cười rất gương gạo, thầm nghĩ. Quỷ mới tin anh không gian lận, ai mà không biết anh là thầy thuốc trung y nổi tiếng. Nếu như anh muốn hại người ta thật sự sẽ không biết đường nào mà đề phòng. Thế nhưng dù như vậy thì cô cũng không thể nói ra trước mặt mọi người. Thôi bỏ đi, sự việc đã xảy ra tới bước này, chúng ta chỉ biết tính từng bước thôi, Vô Tĩnh nói, mọi người là bạn bè gặp nhau, hãy ra ngoài chơi vui vẻ. Tôi không đi, tôi sẽ gọi điện báo cho công ty để công ty nhờ người xử lý. Chỉ khi xử lý được việc này tôi mới yên tâm. Không cần phải lo lắng. Không có chuyện gì đâu, Tần Lạc cười nói. Nói thật hắn thật sự không coi trọng Chu Lý. Hắn đã tiếp xúc với vòng tròn của những công tử ca cao cấp nhất Yến Kinh. Những người ở đó không phải người thường nhưng không có hạng nhân vật như Chu Lý. Nếu như không thể được, Tần Lạc sẽ tìm nhờ Bạch Phá Cục hay văn nhân Mục Nguyệt ra mặt. Em đi thay quần áo, Mễ Tử An nói. Lúc này nàng vẫn mặc trang phục biểu diễn. Không thể mặc bộ trang phục này ra ngoài được. Lệ Khuynh Thành bấu tay Tần Lạc, cười nói, cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân thế nào? Cũng tạm tạm, Tần Lạc nói. Quả thật Tần Lạc đã diễn một nhân vật chính nghĩa trong chuyện Chu Lý chảy máu mũi. Thế nhưng phần diễn của hắn cũng hạn chế hơn nữa, có thể nói là mượn lực đả lực. Chu Lý vì cố ý hạ uy Tần Lạc nên mới cố tình bắt tay Tần Lạc đấu khí lực với hắn, kết quả bị Tần Lạc chế ngự, bóp khiến bàn tay gã thay hình đổi dạng. Cũng chính lần nắm tay này Tần Lạc mới cảm nhận được tình trạng ngoài thật, nội hư của thân thể Chu Lý. Mặc dù Chu Lý chăm chỉ tập luyện sức khỏe, bề ngoài nhìn rất khỏe mạnh nhưng vì háo sắc quá độ tinh nguyên trong thân thể đã bị phụ nữ hấp thu gần như hết. Chu Lý vì muốn đền bù khoản thiếu hụt này, hàng ngày ăn cơm rất nhiều chất bổ. Nhiều không biết, hư không bổ cứu, dù ăn nhiều cùng không có tác dụng, đơn giản chỉ tạo ra nhiều chất cặn bã cho cơ thể mà thôi. Hơn nữa những chất tinh hoa bổ dưỡng này hấp thụ không hết, toàn bộ tích tụ ở thân thể khiến ngập tràn nhiệt lượng. Mới rồi Tần Lạc đấu khí lực với Chu Lý, càng khiến luồng khí nóng này bị dẫn dụ phát ra ngoài, ở vào trạng thái bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát.
Sau khi đấu khí với Tần Lạc thất bại, sự tức giận, tàn bạo trong lòng Chu Lý càng tăng thêm. Nội hỏa sôi trào, cơn giận bừng bừng, cả người gã biến thành một lò lửa. Thế nhưng cái lò lửa này bị bịt kín, không chỗ khơi thông. Đó chính là nguyên nhân Tần Lạc bảo gã xoa bụng ngược chiều kim đồng hồ, xoa ở vị trí đan điền, lập tức lồng khí nóng này mãnh liệt bung ra. Vì vậy trước tiên mũi gã chảy máu. Coi như gã chạy trốn nhanh. Nếu như gã chỉ đứng lại thêm mấy giây nữa, gã sẽ phát hiện ra bản thân mình chẳng những chảy máu mũi mà cả hai mắt, miệng, hai lỗ tai đều chảy máu, giống như cả người bị trúng độc vậy. Đương nhiên đây chính là độc. Hỏa độc. Tần Lạc hiểu rõ cấu tạo cơ thể người như lòng bàn tay hơn nữa còn cố tình dùng tới nên mới có kỳ tích hôm nay. Thật ra kỹ thuật này nhìn rất thần kỳ nhưng trong mắt những thầy thuốc, nó chỉ là kỹ thuật đơn giản, không đáng tiền. Nếu như Chu Lý bên cạnh mình có một thầy thuốc rất cao mình, gã nhất định sẽ không rơi vào tình trạng như Tần Lạc nói. Thế nhưng tình trạng sức khỏe của Chu Lý đã rơi vào cảnh cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như gã không bắt đầu thực hiện mọi việc một cách điều độ, gã nhanh chóng có thể xong đời. Tại sao phần lớn các bậc đế vương thời cổ đại đều chết sớm? Tại sao lại có một từ gọi là, tinh tận mà chết? Đại khái chính là như chuyện này. Mới rồi còn ai nói là lấy đức thu phục người nhỉ? Lệ Khuynh Thành cười châm biếm nói. Anh không lấy đức phục người, Tần Lạc nói. Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền nhìn nhau, phá lên cười. Một đóa hoa hồng, một đóa hoa thực dược, cực kỳ quyến rũ khiến người khác phải trợn mắt há hốc mồm. Mễ Tử An gỡ bỏ trang phục hóa trang sau đó mặc một bộ quần áo thích hợp đi ra ngoài, đội mũ, đeo kính râm, hoàn toàn mang phong thái thiếu nữ. Đôi kính to mới thực sự trông quỷ dị, vốn bình thường người ta sẽ không biết bạn là ngôi sao nhưng khi bạn đeo đôi kính to tổ bố, nhất định bạn là ngôi sao. Chỉ có ngôi sao mới đeo kính vào buổi tối để che giấu hình dáng của mình. Mọi người cười cái gì vậy? Mễ Tử An nhìn thấy nụ cười vẫn còn hiển hiện trên gương mặt Trần Tư Tuyền và Lệ Khuynh Thành nên tò mò hỏi. Cười Tần Lạc là người lấy đức thu phục người, Trần Tư Tuyền nói, sau đó nàng kể qua loa câu nói của Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành cho Mễ Tử An nghe. Mễ Tử An cùng ôm bụng cười. Bạn bè tụ tập nho nhỏ, đương nhiên không cần tới nhà hàng lớn. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra đi ăn gì, Trần Tư Tuyền đề nghị về nhà Lệ Khuynh Thành nấu mấy món ăn, ăn uống cùng nhau. Nói chuyện riêng tư như vậy bầu không khí sẽ không nghiêm trang như trong nhà hàng, nói chuyện thoải mái hơn, và không bị đám thợ săn ảnh theo dõi. Lệ Khuynh Thành ngầm đồng ý, Mễ Tử An cũng không phản đối. Tần Lạc, không một ai hỏi ý kiến hắn. Vì vậy ba nữ một nam cùng ngồi chiếc của Tần Lạc đi về khu nhà cao cấp của Lệ Khuynh Thành. Giê-xu vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu, Tần Lạc hỏi nhỏ, có phải chúng ta bị người theo dõi hả? Không, Giê-xu trả lời. Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem tình thánh luyện như nào thôi. Chương 1196, ăn đậu hũ. Mềm mại, mềm, cầm vào tay rất mịn màng. Ôi, đây là nhũ hoa mà Tần Lạc nhắm mắt lại, thái độ cực kỳ thỏa mãn. Còn có gì hạnh phúc hơn khi buổi sáng tỉnh dậy, trong tay đang nắm một đôi nhũ hoa. Đây không phải của Hoán Khê, của Hoán Khê to hơn. Đây không phải của Khuynh Thành đầy đặn hơn. Đây không phải của Tô Tử. Của Tô Tử hình quả táo trong khi đó đây là hình quả lê. Đây cũng không phải của Vương Cửu Cửu. Đột nhiên Tần Lạc trở nên cực kỳ căng thẳng. Tần Lạc nghĩ tới một chuyện cực kỳ kinh khủng. Nếu như cặp nhũ hoa này không phải của Hoán Khê, của Khuynh Thành, của Tô Tử, của Vương Cửu Cửu vậy của ai? Ai đánh rơi nhũ hoa vậy? Đương nhiên suy nghĩ này không thể nào xảy ra. Trừ khi ai đó bị ung thư, không có người phụ nữ nào tự nguyện vứt bỏ nhũ hoa của mình. Không có nhũ hoa. Bọn họ không phải là những người phụ nữ hoàn chỉnh. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Tần Lạc bóp bóp để xác định xem vật trong tay mình có phải là nhũ hoa hay không. Nó có độ ấm, có cảm giác tay. Tần Lạc còn cảm giác được nó khẽ rung động. Quả nhiên cái đó còn nằm trên thân thể một người phụ nữ hơn nữa. Tần Lạc có cảm giác hơi thở của người phụ nữ này rất dồn dập. Đúng vậy, cô ấy cũng đã tỉnh. Tại sao cô ấy đã tỉnh mà không nhúc nhích, không giãy giụa? Xem ra cô ấy sợ đánh thức hắn dậy khiến cho tình trạng này càng thêm xấu hổ. Người phụ nữ dậy, Tần Lạc tuyệt đối cũng không tỉnh, Tần Lạc quyết định đua tới cùng với người phụ nữ này. Cho dù là ngủ 3 ngày 3 đêm cùng không thể chủ động tỉnh lại. Bây giờ, trong tình huống này, người nào tỉnh trước, người đó thua, rất rõ ràng. Mà Tần Lạc thì không thể thua, nếu như hắn bị thua, hắn thật sự không biết cần phải giải quyết tình trạng này như thế nào.
Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tần Lạc cố gắng nhớ lại nhưng hoàn không nghĩ được điều gì cả, đầu hắn đau nhức, ngực như lửa đốt, khiến suýt chút nữa hắn phải nôn mửa. Lúc này Tần Lạc mới cảm nhận được miệng mình đầy hơi rượu. Đúng vậy, hắn đã nghĩ ra, bọn họ uống nhiều rượu, uống rất nhiều rượu. Tối hôm qua sau khi tới gặp Mễ Tử An, vốn mấy người muốn đi ra ngoài ăn cơm nhưng vì Trần Tư Tuyển nói không thích ăn thức ăn ở ngoài, muốn tới nhà Lệ Khuynh Thành, tự nấu ăn lấy. Đề nghị này nhận được sự đồng ý của Lệ Khuynh Thành và Mễ Tử An vốn cũng không muốn đi ăn ở ngoài vì vậy mấy người quay về khu tử trúc huyền cao cấp của Lệ Khuynh Thành. Năm ngoái bỗng nhiên khu tử trúc huyền xảy ra hỏa hoạn. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện hệ thống điện xảy ra vấn đề. Công ty quản lý đã tiến hành thay mới, bây giờ công trình đã hoàn thành, Lệ Khuynh Thành là người niệm tình cũ, không vì vụ hỏa hoạn nhỏ nhoi đó mà bỏ đi. Nàng đợi sau khi công trình, sửa chữa xong một thời gian, cho người lắp đặt thêm một số đồ dùng trong căn hộ của mình rồi quay về sống. Sau khi quay lại nhà mình, ba người phụ nữ đều thể hiện bản tính của mình. Lập tức Lệ Khuynh Thành, quay vào phòng ngủ, thay một bộ đồ ngủ màu đen gợi cảm. Trần Tư Tuyền cũng hào phóng như một thùng thuốc súng. Mễ Tử An không có quần áo ngủ, quần áo của Trần Tư Tuyền quá dài, nàng mặc không vừa vì vậy nàng mặc một bộ quần áo của Lệ Khuynh Thành. Dáng người Lệ Khuynh Thành đầy đặn, cao hơn Mễ Tử An. Khi Mễ Tử An mặc bộ quần áo của Lệ Khuynh Thành, trông bộ quần áo ngủ khá rộng. Thế nhưng vì vậy mà trông nàng là người bình thường nhất. Vì vậy Mễ Tử An bị Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền, hai sắc nữ này trêu đùa. Ví dụ như Lệ Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào ngực nàng nói, An An trông như một lạt ma vậy. Trần Tư Tuyền nhân cơ hội Mễ Tử An không chú ý đã vén áo ngủ của nàng lên, lộ ra quần lót sợi tổng hợp rất đáng yêu. Mễ Tử An cùng khôi phục bản tính ma nữ của mình, vứt bỏ thân phận đại minh tinh, cùng thái độ rụt rè khi tiếp xúc với người khác. Hai người phụ nữ đó nhập làm một. Trong lúc đó căn phòng ngập tràn cảnh xuân sắc, chỉ béo bở cho Tần Lạc no mắt. Bình thường Lệ Khuynh Thành vẫn nấu cơm ăn ở nhà cho nên trong tủ lạnh vẫn có nhiều thức ăn, rau quả. Trần Tư Tuyền đi nấu ăn, làm một món xào rau và cà chua chiên với trứng. Lệ Khuynh Thành thích ăn cay, nấu một nồi canh cá. Mễ Tử An cùng muốn nấu nhưng trong lúc thái không cẩn thận cắt vào tay, chảy khá nhiều máu. Mọi người khuyên can nàng nên Tần Lạc làm thay, một món cánh gà và canh thịt với cà. Bình thường Tần Lạc có rất ít cơ hội nấu ăn, lần này không ngờ được ba cô gái khen ngợi hơn nữa còn được bình bầu thứ ba trong nghệ thuật nấu ăn. Chiến tích khá huy hoàng. Người thứ nhất là Trần Tư Tuyền, người thứ hai chính là Lệ Khuynh Thành. Mặc dù thức ăn hơi ít nhưng bọn họ lại uống khá nhiều rượu. Ban đầu Lệ Khuynh Thành mở một bình rượu hồng cất giữ đã nhiều năm. Mỗi người uống một chén nhỏ. Ăn xong bữa cơm, bình rượu hết non nửa. Tiếp đó mọi người dọn bàn ăn. Chuyển chiến trường tới ghế salon ở phòng khách. Một gói lạc cộng với mấy món ăn vặt cay cay đã biến thành đồ nhậu của các nàng. Mọi người vừa uống rượu vừa nói chuyện. Mọi người không dễ gặp nhau, nói chuyện rất vui vẻ, trong lúc vô tình cả một bình rượu hồng đã cạn. Vì thấy thời gian còn sớm, Lệ Khuynh Thành đi lấy một bình rượu hồng khác đã lưu giữ được 2 năm. Uống rượu không đáng sợ. Uống rượu càng hứng thú mới đáng sợ bởi vì khi đó bạn đã thể hiện tiềm lực ẩn giấu mà ngay cả bạn cũng kinh hãi. Sau khi bọn họ uống xong bình rượu thứ hai, mở tiếp bình thứ ba, bình thứ tư. Tần Lạc là người đầu tiên giơ tay đầu hàng, bởi vì trước đây do nguyên nhân bệnh tật nên không động một giọt rượu. Sau khi khỏi bệnh, mới từ từ uống rượu thế nhưng tửu lượng của hắn không thể đấu lại mấy nữ tướng này. Thế nhưng ba cô gái không có ý định đối xử tử tế với tù binh của mình. Vì Tần Lạc là người đầu tiên đầu hàng, khiến mấy nàng cảm thấy người đàn ông này rất kém cỏi, rất mất mặt. Phá hỏng bầu không khí vốn có. Cuối cùng sau khi thảo luận, biểu quyết, mọi người giơ tay đồng ý với tỷ lệ 3-1, thông qua quyết định trừng phạt Tần Lạc. Một người giữ tay trái, một người giữ tay phải, một người cầm chén rượu đổ vào miệng anh chàng Tần Lạc đã đầu hàng, cứ như thế Tần Lạc bị ba cô gái tàn nhẫn hạ sát. Tần Lạc là người đầu tiên bỏ mình bởi vì hắn không nhớ sau đó đã xảy ra những chuyện gì nữa. Khi hắn tỉnh lại, trong tay hắn đang nắm một báu vật. Thảo nào người ta nói, rượu có thể khiến tâm tính hỗn loạn. Bởi vì sau khi người ta uống rượu, người khác làm chuyện gì với mình cũng không biết và không thể phản kháng. Tần Lạc rất muốn sờ xuống đùi xem có còn mặc quần lót hay không nhưng nếu như hắn làm vậy, người phụ nữ bên cạnh sẽ biết hắn đã tỉnh dậy. Cuối cùng Tần Lạc không biết làm gì hơn là kiềm nên ý định này. Coi như là vì nhân dân phục vụ vậy Tần Lạc tự an ủi mình.
người ta sống trên đời, có người nào không bị nữ lưu manh chiếm tiện nghi, ăn mấy lần đậu hủ không? Trong khi Tần Lạc còn đang miên man suy nghĩ, người phụ nữ bên cạnh đã cử động. Nàng nhanh chóng cầm tay Tần Lạc đang nắm chặt ngực mình, bỏ xuống. Nàng dè dặt đặt bàn tay Tần Lạc lên ngực mình. Nàng muốn Tần Lạc ăn đậu hũ của mình sao? Sau đó nàng nhổ người lên chăm chú nhìn vào mặt Tần Lạc. Đúng vậy, mặc dù Tần Lạc vẫn nhắm nghiền mắt nhưng hắn có thể cảm nhận được người phụ nữ đang quan sát hắn. Một giây, hai giây, ba giây. Sau hai phút, người phụ nữ khẽ thở dài một tiếng. Nàng ngồi dậy, sau đó rời khỏi giường. Sau đó Tần Lạc cảm nhận được âm thanh không thể bé hơn của cánh cửa phòng vang lên. Tần Lạc biết nàng thậm chí không đi giày. Đương nhiên tối hôm qua mọi người trong phòng khách đều hỗn loạn, không hiểu dép lê cũng sớm bay đi phương nào rồi. Cạch! Tiếng đóng cửa rất nhỏ lọt vào tai, lúc này Tần Lạc mới mở mắt ra. Trong chăn ngập tràn hương thơm nhưng giai nhân bên cạnh đã không còn. Tần Lạc vẫn nằm yên trong phòng, đầu óc hắn cực kỳ hỗn loạn. Hắn vẫn mặc nguyên quần áo trên người, quần lót cũng không bị cởi ra. Nghe ngóng, trong phòng không có mùi vị hormone đậm đặc sau khi ân ái. Lúc này Tần Lạc mới thầm yên lòng. Đôi khi người đàn ông cần phải làm không bằng cầm thú mới tốt. Tần Lạc vẫn không nhúc nhích mặc dù mắt đã mở nhưng hắn vẫn như một người đang trong trạng thái ngủ say. Trong khi đó người phụ nữ kia sau khi rời khỏi giường không quay lại. Một lát sau Tần Lạc nghe thấy tiếng khóa cửa điện tử ở bên ngoài vang lên. Cô ấy đi rồi, Tần Lạc thầm nghĩ. Sau đó Tần Lạc mới nhanh nhẹn đứng dậy, mở cánh cửa phòng. Sau khi nhìn thấy trong phòng khách trống rỗng, Tần Lạc mới tạm yên tâm. Tiếng chuông điện thoại di động trong phòng đột nhiên vang lẻn khiến Tần Lạc giật bắn người. Tần Lạc nghe ngóng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh rồi hắn tìm thấy điện thoại ở dưới gầm ghế salon. Tối hôm qua cục diện khá hỗn loạn, hắn cũng không rõ mình đánh rơi điện thoại vào lúc nào. Khi nhìn thấy dãy số gọi tới, lúc này Tần Lạc mới yên tâm nhận cuộc gọi. Chào anh, Tần Lạc nói. Người đó đã chết, một giọng nói nặng nề vang lên. Chương 1197, đây là kỳ ngộ, cũng là khảo nghiệm. Điện thoại di động của Tần Lạc có ghi lại số này. Bình thường không có chuyện gì, anh ta không gọi tới. Một khi anh ta đã gọi điện, nhất định đã xảy ra chuyện, ngay khi tỉnh dậy phát hiện ra bên cạnh mình có người phụ nữ đáng không nên nằm cạnh đã khiến Tần Lạc bối rối, nay nhận được tin tức này qua điện thoại càng khiến hắn bực tức. Ai đã chết? Tần Lạc hỏi. Tần Lạc không biết người đó là ai. Người trong điện thoại chỉ nói chung chung, ở bên đó giam giữ hai người, một đàn ông, một phụ nữ. Cho dù là người đàn ông hay người phụ nữ, Tần Lạc đều không muốn ai chết. Người phụ nữ kia, người đàn ông nói, cô ta tự sát. Tại sao lại để cho cô ta chết? Giọng nói của Tần Lạc bắt đầu trở nên lạnh lùng. Mặc dù bọn họ chết cũng không đáng tiếc nhưng Tần Lạc vẫn cảm thấy có rất nhiều vấn đề hắn chưa làm rõ. Tôi vẫn giám sát rất nghiêm ngặt, người đàn ông nói. Cô ta cắn lưỡi tự sát, cắn đứt đầu lưỡi của mình. Tôi không biết có nên đưa cô ta tới bệnh viện hay không, gọi điện thoại cho anh không nhận. Tôi tới ngay, Tần Lạc nói. Khi đó hắn vẫn còn đang mê man trong phòng, nào có nghe được tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách. Sau khi ngắt điện thoại, Tần Lạc phát hiện ra trong điện thoại di động của mình có 5 cuộc gọi nhỡ, trong đó có 3 cuộc điện thoại do một người gọi tới. Xem ra hắn quả thật đã ngủ say như chết. Trước tiên Tần Lạc gọi điện thoại cho hậu vệ đông, hỏi xem tìm hắn có chuyện gì. Người bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi. Tần Lạc, cuối cùng thì cậu cũng gọi điện thoại tới, hậu vệ đông vội vàng nói, Bộ trưởng Thái vẫn đang chờ cậu. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Có, bây giờ cậu có thể tới bộ một chuyến không? Gấp lắm không? Tần Lạc hỏi, dựa vào suy nghĩ của hắn, trước tiên hắn muốn tới xem tình trạng của người phụ nữ kia. Rất gấp, bộ trưởng vẫn đang chờ cậu. Tôi không biết cụ thể là chuyện gì. Bộ trưởng chỉ bảo tôi chờ điện thoại của cậu. Ông nói nếu như cậu gọi điện tới, cậu hãy lập tức tới gặp ông, hậu vệ đông nói. Được, tôi sẽ tới ngay lập tức, Tần Lạc nói. Sau khi tắm rửa, mặc quần áo vào rồi lại cởi ra. Sau buổi tối hôm qua, hơn nữa lại mặc nguyên quần áo đi ngủ, chiếc trường bào này của hắn đã nhăn nheo, còn sặc mùi rượu. Nếu về nhà hay đi tới chỗ khác thì không có vấn đề gì. Bộ trưởng Thái là trưởng bối của hắn, ông cũng là một lãnh đạo đáng tôn trọng. Hắn mặc quần áo này đi tới bộ y tế gặp ông, không phải hành động này rất ngu ngốc sao? Tần Lạc quàng khăn tắm đi ra ngoài, sau khi lượn một vòng quanh nhà, hắn đi tới phòng Lệ Khuynh Thành. Phòng của Lệ Khuynh Thành rất bừa bộn, xem ra sáng nay nàng cũng không kịp dọn phòng.
Trên sàn nhà Vương vãi hai đôi dép lê. Xem ra tối qua có hai người ngủ trong phòng này. Căn hộ này của Lệ Khuynh Thành có ba phòng, hai sảnh. Hai phòng ngủ, một phòng Lệ Khuynh Thành dùng để làm việc. Tại sao cô ấy có thể bò được tới giường mình? Tần Lạc băn khoăn trăm mối tơ vò không lời giải thích. Trong trí nhớ của hắn, tuyệt đối không có khả năng hắn bò được lên giường của người khác. Hắn là Tần Lạc, sao hắn có thể làm được cái chuyện đó? Tần Lạc mở tủ quần áo, một mùi thơm bay vào mũi hắn. Bên trong tủ không chỉ có quần áo công sở, quần áo ngủ, lễ phục, mấy bộ mặc ở nhà, còn cả quần áo lót và các loại đồ dùng cần thiết cho phụ nữ. Hơn nữa còn có những bộ quần áo mang phong cách rất khác với quần áo của Lệ Khuynh Thành. Đây hẳn là quần áo của Trần Tư Tuyền. Ánh mắt Tần Lạc không dừng lại quá lâu trên những bộ quần áo đầy nữ tính đó, ngay sau đó Tần Lạc mở một ngăn tủ khác. Quả nhiên Tần Lạc tìm thấy quần áo phù hợp với hắn ở trong này. Xen lẫn với những bộ quần áo lót màu trắng hay màu bạc là những bộ trường bào màu trắng hay màu đen. Những bộ quần áo này được may rất cẩn thận, vải đẹp. Không cần lật áo ra xem, chỉ cần cầm trong tay để kiểm tra cũng biết đây chính là loại quần áo mà hắn thường mặc. Tần Lạc xúc động, một cảm giác hạnh phúc tới tê người. Những phụ nữ ưu tú, toàn bộ thế giới coi bọn họ là những người phụ nữ mạnh mẽ nhưng bọn họ cũng là những người phụ nữ bình thường. Tần Lạc thay một bộ quần áo lót màu trắng, mặc một bộ trường bào màu. Hắn đứng trước gương, nhổ một lông mũi dài, cảm giác rằng bản thân mình càng ngày càng đẹp trai, sau đó tinh thần phấn chấn đi ra khỏi nhà. Tần Lạc gọi điện cho Giê-xu, Giê-xu nhanh chóng lái xe tới chờ bên dưới. Khi Tần Lạc ra tới nơi, Giê-xu nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn cực kỳ quỷ dị. Tần Lạc biết suy nghĩ của Giê-xu, nhưng hắn thấy không cần phải giải thích với Giê-xu. Một nam ba nữ ở chung một nhà, nếu như hắn nói bản thân mình không làm gì, gã trai đã từng rất đa tình này sẽ không tin, hơn nữa có thể còn khinh thường hắn. Không làm cái gì? Không làm cái gì mà anh mang ba người phụ nữ về nhà làm gì? Không phải phụ nữ để ăn sao? Nhất định Giê-xu sẽ nói như vậy. Khi xe tiến vào tòa nhà của Bộ Y tế, hậu vệ đông đã đang đứng chờ ở bậc thềm. Điều này khiến Tần Lạc cực kỳ cảm động, hắn cảm thấy bản thân mình được coi trọng. Ngay cả mấy phó bộ trưởng Bộ Y tế muốn gặp Thái công dân. Hậu vệ đông chỉ cần nghênh đón ở trước cửa phòng làm việc nhưng mỗi lần Tần Lạc tới đây, lần nào hậu vệ đông cũng ra tận ngoài nghênh đón, dẫn Tần Lạc đi lên lầu. Không có người dẫn đường, Tần Lạc thật sự không thể vào phòng làm việc của lãnh đạo cao cấp, còn một nguyên nhân quan trọng nữa là, hậu vệ đông rất coi trọng mối quan hệ với Tần Lạc. Mặc dù bây giờ bản thân hậu vệ đông đang nắm giữ chức thư ký cho Thái công dân, anh ta vẫn phải suy nghĩ cho tương lai của mình. Hậu vệ đông không thể làm thư ký cả đời. Với mối quan hệ của Tần Lạc và Thái công dân, tới khi anh ta được điều đi nơi khác, nếu như Tần Lạc nguyện ý trợ giúp, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Bình thường không thắp hương khấn Phật, tới khi nước đến chân mới nhảy, có ích gì không? Hậu đại ca, tôi đã nói rồi, anh không cần phải xuống dưới này đón tôi. Tần Lạc bắt tay hậu vệ đông, khiêm nhường nói. Sao không vui khi nhìn thấy tôi hả? Hậu vệ đông thân mật hỏi. Anh ta cảm thấy mối quan hệ của mình với Tần Lạc đã khá tốt nên cách nói chuyện khá thoải mái. Tôi cũng không muốn, nhưng nếu tôi không xuống, Bộ trưởng Thái trách mắng thì tôi phải làm sao? Cậu là tâm phúc của Bộ trưởng Thái, tôi cũng không muốn trở thành một thư ký không có trách nhiệm. Tần Lạc mỉm cười, không nói tiếp chủ đề này, hắn hỏi, ngay anh cũng không biết Bộ trưởng Thái tìm tôi có chuyện gì sao? Hậu vệ đông gật đầu nói, đúng, Bộ trưởng Thái không nói. Thế nhưng hậu vệ đông nhìn xung quanh rồi thì thào, thế nhưng trước khi Bộ trưởng Thái muốn gặp cậu, ông đã gặp mặt đại sứ Mỹ ở Trung Quốc. Không phải hậu vệ đông không biết biến báo, anh ta muốn duy trì sự trung thành tuyệt đối với Bộ trưởng Thái, cũng muốn duy trì mối quan hệ với Tần Lạc Chi nên anh ta không ngần ngại tiết lộ một vài tin tức không quan trọng. Nếu như Tần Lạc hỏi điều gì anh ta cùng không nói, vậy không phù hợp với xã hội nhân tình Trung Quốc nữa rồi. Cho dù là nhân tình lớn hay nhân tình nhỏ, bạn phải trả món nợ nhân tình đó. Nhân tình, đóng một vai trò quan trọng. Ồ, ánh mắt Tần Lạc đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới người Mỹ? Thế nhưng lần trước mình, tới nước Mỹ chưa làm được chuyện gì cả, chỉ có trong buổi truyền hình, biểu diễn một chút tuyệt kỹ thần châm để bọn họ hô thần kỳ mà thôi. Cậu hãy đi gặp Bộ trưởng Thái, nhất định ông sẽ nói với cậu. Hậu vệ đông nói. Được, Tần Lạc cười gật đầu. Hậu vệ đông đẩy cánh cửa phòng làm việc của Thái công dân khom người nói, Bộ trưởng, Tần Lạc tới. Bảo cậu ấy vào đi. Thái công dân bỏ bút xuống, tháo kính và nói.
Hậu vệ Đông nghiêng người mời Tần Lạc vào trong phòng, sau đó anh ta đi pha trà, đặt trước mặt hai người rồi mới nhẹ nhàng lui ra ngoài. Thái công dân cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc, ánh mắt hiền hòa, giống như bố vợ đang xem mắt con rể vậy. Tần Lạc thầm nghĩ, muốn nói thì cứ nói đi. Bộ trưởng Thái, có phải ông chuẩn bị gả cháu gái cho cháu hả? Nếu không ông làm gì nhìn cháu dữ vậy? Thái công dân chỉ vào Tần Lạc, nói, thằng nhóc cậu đó, cũng chỉ cậu mới dám nói với tôi kiểu này. Thế nhưng nếu tôi mà có cháu gái, tôi cũng nguyện ý gả cho cậu. Cậu là người ưu tú, nhất định nó cũng đồng ý. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Bộ trưởng Thái, ông cũng không nên tiếc, ông biết mình chỉ có cháu trai, không có cháu gái nên mới làm bộ hào phóng. Dù gì đây cũng là mối nhân tình xuông, không thể thực hiện được Tần Lạc đùa cợt. Thái cổng dân phá lên cười, ông là người quyền cao chức trọng, bình thường là người bảo thủ, nghiêm túc, cho dù với nhân viên dưới quyền hay con cháu trong nhà, không một người nào dám nói chuyện với ông theo cách này. Ngay cả con cháu ông cũng không có ai dám nói đùa kiểu này với ông. Chỉ có mình Tần Lạc mới dám làm như thế, khiến Thái công dân vô cùng vui mừng. Thái công dân coi Tần Lạc như là con cháu của mình, thậm chí còn thân thiết hơn cả con cháu ruột thịt trong nhà. Người nhà có chuyện gì không? Thái công dân ân cần hỏi thăm. Lần trước khi cử Tần Lạc tới nước Mỹ tham gia Đại hội Y học Thế giới, thật ra là vì ông muốn giúp hắn đi cứu cô của mình. Sau đó khi đại hội chưa chấm dứt, phó trưởng đoàn ốm nặng, đoàn trưởng biến mất. Cô Bách Hiền lúc lâm nguy nhận lệnh làm đoàn trưởng nếu không đoàn đại biểu y học Trung Quốc rất mất mặt. Cảm ơn Bộ trưởng Thái, không có chuyện gì Tần Lạc nói. Hắn biết vì chuyện của mình, Bộ trưởng Thái và Bộ trưởng Hoàng đã phải thống nhất rất nhiều hiệp định. Phó trưởng đoàn gây tai tiếng ngoại giao, hắn là một đoàn trưởng khi lâm nguy bỏ chạy, không khiến người ta túm được nhược điểm sao. Thái công dân xua tay nói, tôi không thiên vị, đây là đất nước nợ cậu, chúng ta trả nợ. Tần Lạc bất đắc dĩ. Thái công dân luôn đề cao hắn khiến hắn xấu hổ không dám đòi tiền lương. Sau khi nói chuyện mấy câu, Thái công dân nghiêm túc nói với Tần Lạc, bây giờ tôi có một việc muốn cậu là. Đây là một kỳ ngộ, nhưng hơn nữa còn là một khảo nghiệm. Đồng ý hay không đồng ý đều do cậu tự quyết định. Chương 1198, cho ông ta làm người phát ngôn của Trung Y. Khi nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Thái công dân, Tần Lạc cũng nghiêm túc, hắn nói, Bộ trưởng Thái. Ông đừng có nghiêm trọng như thế. Chỉ cần việc cháu có thể làm được, cháu sẽ làm. Bộ trưởng cũng biết cháu rất vui khi được phục vụ đất nước. Chỉ sợ cháu làm hỏng việc, làm mất thể diện người Trung Quốc chúng ta, làm mất mặt lão nhân gia thôi. Khi nghe Tần Lạc trả lời một cách kín kẽ như vậy, Thái công dân cười nói, cậu đúng là kẻ dối trá. Bộ trưởng Thái, cháu không phải là kẻ dối trá. Bộ trưởng cũng biết đấy, gần đây có rất nhiều chuyện khiến cháu phải đi đây đi đó rất nhiều. Quả thật cháu chỉ muốn ở lại Yến Kinh với người nhà. Tần Lạc nói, hắn rất muốn ở nhà nhiều cùng với Hoán Khê, cùng với Bối Bối. Hơn nữa hắn còn một người khác nhỏ ngàn dặm xa xôi tìm tới, đang từng ngày lớn lên, căn bệnh đó của cô không thể cứ kéo dài mãi được. Thái công dân gật đầu nói, đúng vậy, quả thật hai năm nay cậu mệt mỏi nhiều nhưng không còn cách nào khác. Mỗi khi có việc, người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là cậu. Tôi không yên tâm khi cử người khác đi làm. Người làm Trung Y Trung Quốc chúng ta một là có y thuật, không có năng lực ứng biến. Người có năng lực ứng biến nhưng lại không có y thuật. Cậu là một nhân tài hiếm có. Tôi không phái cậu đi làm thì còn phái ai nữa nào. Cậu là người rất ưu tú, không thể trách tôi được. Tần Lạc gượng cười nói, cháu chỉ nghe nói nhân viên nịnh bợ lãnh đạo, nào có ai như chúng ta không? Bộ trưởng Thái, có chuyện gì cứ nói đi, không nên hăm dọa nữa. Thái công dân cười. Sau khi nhấp một ngụm trà, ông nói, là thế này. Trưa hôm qua, đại sứ nước Mỹ Johnson đến thăm tôi. Thế nhưng ông ấy không tới vì công việc mà là vì một chuyện riêng. Chuyện riêng, Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, Thái công dân gật đầu nói, ông ấy chịu sự ủy thác của Jackson, Phó Tổng thống Mỹ tới nhờ cậu sang Mỹ chữa bệnh cho mẹ của Phó Tổng thống Mỹ. Ồ, Tần Lạc cau mày suy nghĩ. Phản ứng đầu tiên của hắn là... Liệu có phải nước Mỹ đang sắp đặt một cái bẫy không? Mẹ của Phó Tổng thống Jackson mắc bệnh gì? Xuất huyết não, Thái công dân nói, đã nằm liệt giường gần 10 năm rồi. Sau khi cậu biểu diễn tuyệt kỹ thần châm ở nước Mỹ, Phó Tổng thống Jackson đã muốn mời cậu tới giúp bọn họ chữa trị. Bọn họ tới Đại hội Y học tìm cậu nhưng cậu đã quay về vì vậy ông mới ủy thác cho Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc tới trực tiếp mời cậu. Nếu như cháu không nhận lời mời này... Nước Mỹ có cho rằng cháu không làm được nên từ chối.
Bọn họ sẽ cho rằng lần biểu diễn tuyệt kỹ thần châm của cháu chỉ là do thông đồng với đồng nghiệp của mình không? Tần Lạc cười hỏi. Thái công dân rất vui mừng trước cảm giác cực kỳ mẫn cảm của Tần Lạc về chính trị. Con người này một khi đi vào quan trường sẽ có phát triển không tầm thường. Đáng tiếc hắn không thích, trong khi đó Thái công dân cũng không muốn cái chảo nhuộm quan trường nhuộm đen hắn. Quan trường có nhiều hạn chế, một khi đã đi vào tuyệt đối không còn sự tự do, tự tại như bây giờ, ngược lại còn bất lợi cho công việc của Tần Lạc. Chính vì nguyên nhân này Thái công dân chưa từng ép Tần Lạc tiến vào quan trường. Thái công dân nhìn Tần Lạc gật đầu nói, vì vậy tôi mới nói đây chính là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Sau đó tất cả những gì lần trước cháu làm ở Mỹ đều bị cuốn trôi xuống sông xuống biển hết, phải không? Không chỉ có không có tác dụng gì đối với sự phát triển của Trung Y mà ngược lại còn khiến cả nước Mỹ và thế giới nghi ngờ điều thần kỳ Trung Y thật ra chỉ là một gã lừa đảo. Nụ cười trên gương mặt Tần Lạc vẫn tươi như thường nhưng lúc này đã mang theo sự lạnh lùng, tàn độc. Những kẻ đó chỉ vì kiềm chế sự phát triển của Trung Y mà liên tục thực thi những độc kế. Đây là một câu hỏi khó có sự lựa chọn. Nếu như Tần Lạc chấp nhận đề nghị tới nước Mỹ chữa bệnh cho mẹ của Phó Tổng thống Jackson, chữa khỏi, mẹ Phó Tổng thống Jackson sẽ bình phục, bản thân hắn sẽ thu được danh tiếng rất lớn. Không chữa được, bản thân sẽ bị hủy, Trung Y cũng sẽ bị hủy. Nếu như bản thân hắn không chấp nhận lời đề nghị này, giới truyền thông nước Mỹ hay giới truyền thông các nước khác sẽ công kích Tần Lạc, công kích Trung Y. Tần Lạc có thể tưởng tượng được làn sóng công kích này mạnh tới mức nào. Hắn biết bản thân mình sẽ trở thành cái bia cho cả thế giới. Đi, chữa khỏi, đương nhiên Phó Tổng thống Jackson là người có lợi, đương nhiên Tần Lạc cũng là người được lợi. Đi, chữa không khỏi, nước Mỹ và các thế lực tà ác phản đối Trung Y chính là những kẻ có lợi. Không đi Phó Tổng thống Jackson và những công ty dược hùng mạnh phản đối Trung Y chính là những kẻ có lợi. Trong hoàn cảnh khó khăn này, Tần Lạc căn bản không có sự lựa chọn. Hắn nhất định phải đi hơn nữa còn phải chữa khỏi bệnh cho mẹ Phó Tổng thống Jackson. Nếu không tất cả sẽ kết thúc, cố gắng mấy năm nay của hắn sẽ đổ xuống sông xuống biển, máu, tâm huyết của vô số bậc tiên hiền và những cố gắng của thế hệ sau sẽ trở thành con số không, tất cả sẽ bị diệt vong. Trung Y, sau này Trung Y sẽ như thế nào? Ai cũng biết. Hay là mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm sau sẽ có một người tên Tần Lạc hay Tần Khang, Tần Lĩnh, Tần Tiểu Lạc thiếu niên xuất thế ngang trời, ngăn cơn sóng dữ nhưng là khi nào? Lạc hậu sẽ bị tấn công. Thời gian chính là tiền bạc. Trung Y đã mất đi thời gian bao năm quý giá. Bây giờ cho dù thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không thể mất tiếp nữa. Có phải rất khó khăn không? Thái công dân trìu mến nhìn Tần Lạc. Trong lòng ông rất tự hào nhưng cũng cảm thấy vô cùng khổ sở. Tần Lạc đã làm được rất nhiều việc nhưng ông vẫn phải liên tiếp đặt gánh nặng lên vai hắn. Người thành đại sự nhất định phải từng trải hơn người khác nhiều, chấp nhận gánh nặng hơn người. Đây là con người Tần Lạc đã lựa chọn, cần phải trả một cái giá rất lớn. Hàng ngày hắn có thể ngồi ở nhà khám bệnh, có thể trở thành một danh y nhưng không thể trở thành một danh y danh tiếng đời đời. Danh y chỉ có mấy chục năm nhưng một đời danh y kéo dài cả lịch sử. Dùng thủ đoạn chính trị để tấn công một ngành, một nghề, tôi vô cùng khinh bỉ kiểu thủ đoạn này. Thế nhưng trong quan hệ đất nước với đất nước, chuyện chính trị vốn là tranh đấu, tất cả mọi việc cuối cùng đều phải phụ thuộc vào chính trị. Bọn họ phát bóng, chúng ta nhận bóng, chúng ta phát bóng, bọn họ nhận bóng. Người tới, ta đi. Đây chính là đánh cờ. Bây giờ bọn họ phát bóng, tới lượt chúng ta nhận bóng. Tôi không muốn ép cậu, cũng không thể ép cậu, chuyện này chỉ mình cậu có thể quyết định. Việc tôi có thể làm sẽ là dốc toàn lực giúp cậu dọn sạch tất cả chướng ngại vật. Câu nói cuối cùng của Thái công dân cực kỳ bá đạo, rõ ràng ông cũng rất tức giận với chuyện này. Tần Lạc tươi cười nói, Bộ trưởng Thái, nếu như bọn họ không cho chúng ta cơ hội lựa chọn, chúng ta cũng phải gây cho bọn họ một vài phiền toái. Tóm lại chúng ta không thể vội vàng đồng ý với bọn họ. Muốn cháu sang chữa bệnh cho mẹ ông ta, cháu đồng ý nhưng cháu có một điều kiện. Điều kiện gì? Mắt Thái công dân lóe sáng. Ông biết Tần Lạc nhất định sẽ có cách. Lâu này ông chứng kiến hắn làm thành công rất nhiều việc, hắn đã bao giờ gặp bất lợi chưa? Hãy để ông ta tự mình tới mời. Tần Lạc nói, Trung Quốc chúng ta là một đất nước trọng lễ nghi, đạo lý. Nếu như ông ấy thành tâm muốn cháu chữa bệnh cho mẹ mình thì ông ấy phải tự mình tới mời. Ông ấy tới, chứng minh ông ấy dùng lễ nghi để mời, cháu sẽ đi cùng với ông ấy. Nếu như ông ấy lấy lý do bận công việc không tới, như vậy chứng minh ông ấy không tôn trọng một thầy thuốc như cháu. Cháu cũng không cần đối xử theo lễ nghi. Đương nhiên sẽ không sang đó chữa bệnh.
Hơn nữa người không quan tâm tới sự sống chết của mẹ mình, chứng minh người này thờ ơ lạnh nhạt với tình cảm mẹ con. Nếu như vậy người nước Mỹ sẽ không bỏ phiếu ủng hộ ông ấy nữa. Diệu kế, Thái công dân vỗ tay xuống bàn. Đúng là diệu kế. Nhìn phản ứng của Thái công dân, Tần Lạc biết ông đã đồng ý với kế hoạch của mình, hơn nữa ông cũng không có lý do từ chối diệu kế này. Gương mặt tối sầm của Thái công dân rạng rỡ, hai mắt ông bừng sáng, ông nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc, rốt cuộc đầu của cậu có những gì hả? Cho tới lúc này cậu vẫn không vào quan trường nhưng sao lại hiểu tường tận công việc này vậy? Chỉ cần suy nghĩ nhiều thì câu hỏi nào cũng có câu trả lời. Tần Lạc cười nói. Đúng, suy nghĩ nhiều sẽ có câu trả lời. Thái công dân gật đầu khen ngợi. Đất nước chúng ta có rất nhiều người nên động não suy nghĩ, nếu không đầu óc sẽ lú lẫn. Tần Lạc, cứ làm theo cách của cậu. Tôi sẽ cho giới truyền thông đưa tin này, làm náo động, tới phiên chúng ta phát bóng, bọn họ nhận bóng. Tôi thật sự muốn nhìn xem Phó Tổng thống Mỹ có tới Trung Quốc một chuyến không đây. Thái công dân cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc nói, nếu như ông ta thật sự tới vì cậu, danh tiếng Tần Lạc cậu sẽ càng bay nhanh. Vì nhân dân phục vụ thôi mà, hư danh chỉ như mây khói thoảng qua, không cần quan tâm. Tần Lạc xua tay nói, hào khí bốc cao. Hắn thầm nghĩ, lần sau từ nước Mỹ về, người nghênh đón hắn hẳn càng nhiều. Những thiếu nữ hâm mộ trẻ tuổi xinh đẹp hẳn sẽ càng cuồng nhiệt hơn. Thế nhưng mình đã có người phụ nữ yêu thương mình, bọn họ chỉ đứng xem từ xa, không dám lại gần. Bọn họ sẽ cảm thấy tiếc nuối. Tần Lạc áy náy nghĩ thầm. Thái công dân phá lên cười, cậu đó nha, đồ dối trá. Thế nhưng chỉ sợ lần này Phó Tổng thống Jackson phải đau đầu. Một Phó Tổng thống như ông ta phải tới Trung Quốc mời danh y, không phải đây chính là chiêu quảng cáo thực tế sao? Tần Lạc gật đầu đồng ý, nói, Bộ trưởng Thái, hay chúng ta mời Phó Tổng thống Jackson làm người phát ngôn cho Trung y chúng ta? Hai người nhìn nhau phá lên cười, cảm thấy trong lòng như chi kỷ. Tần Lạc hàn huyên một lát với Thái công dân, bàn kế hoạch cụ thể, các bước ứng phó với đối phương rồi từ chối lời mời ăn trưa của Thái công dân, đứng dậy cáo từ. Hôm nay Tần Lạc còn một cuộc hẹn khác. Sao người phụ nữ đó lại chết? Tần Lạc thoáng đau đầu. Chương 1199, thu hồi lại câu nói lúc nãy.